dù là phía trước chấn thiên động địa, nhưng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thượng cổ huyết ngục côn bằng, trong bọn họ tâm đều chấn định không ít. Chờ một chút, hiện tại chỉ có một nửa vân tiêu vệ cùng thánh thiên vệ tiến đến, còn kém rất xa. Nếu như chờ bọn họ toàn bộ đều tiến tới, đoán chừng phía trước có người sẽ xuyên qua vạn sơn kết giới, đối đệ tử trẻ tuổi nhóm tạo thành thương tổn. Diệp Thiếu Khanh nói, ta để Đông Hoàng vệ đại bộ phận cản ở phía trước, tổn thất khẳng định sẽ có, lấy một cái điểm thăng bằng đi. Lý Vô Địch nói, hắn híp mắt, nhìn lấy cái kia giống như là thủy triều địch nhân, điên cuồng xông tới. Trong đám người, hắn đã thấy Tư Không Kiếm Sinh. Hắn mang theo Vân Tiêu Kiếm Phái một đám tông lão, hình thành sắc nhọn nhất kiếm phong, hết thảy hơn 40 người hội tụ vào một chỗ, vọt thẳng giết tiến đến. Cái kia Tư Không Kiếm Sinh xem ra hăng hái, cao giọng cười to, sợ là đã đem Đông Hoàng Tông, xem như trên thớt thịt cá. Mặt khác một bên, Đông Cực Thánh Vương, quân Đông Diệu, mang theo mấy chục cái thánh lão đồng dạng tại trùng sát. Bọn họ những thứ này thánh chi cảnh giới, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành kinh khủng lực sát thương, chẳng khác gì là quân đội binh khí, trước xé rách ra một cái mở miệng tới. Quân Đông Diệu ngay tại giống to. Lý Vô Địch, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Làm sao làm con rùa đen rút đầu rồi? Hắn đã từng là Đông Hoàng cảnh đệ nhất thiên tài, tại cảnh vực chi chiến nhẹ nhõm đánh tan tất cả mọi người, đoạt được Đông Hoàng kiếm. Nhưng bây giờ, tựa hồ rất nhiều người đều đuổi theo tới. Vi Sinh Thiên Lan, Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực. Cái này khiến hắn tương đương khó chịu. Càng khó chịu là, lại tới một cái cùng thế hệ Lý Vô Địch, vậy mà đè qua hắn danh tiếng, khiến người ta lấy ra cùng phụ thân hắn đánh đồng. Thánh Thiên Vệ, theo ta trùng sát. Đông Hoàng Tông, đã là già yếu tàn tật chi tông môn, lại không vạn năm huy hoàng. Hôm nay, là chúng ta Thánh Thiên Phủ người, triệt để nghiền ép Đông Hoàng Tông, đưa cái này vạn năm tông môn quy thiên ngày. Quân Đông Diệu từ nhỏ cũng là phách lối người, quân Thiên Dịch tính cách, đa số truyền thừa từ hắn. Mấy chục năm đều không coi ai ra gì, hôm nay càng là lấy xem thường cười lạnh, nhìn lấy vạn sơn kết giới sau Đông Hoàng dãy núi. Thật phách lối, Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói. Thánh Thiên Phủ nhiều như vậy thay người, còn nhiều loại này không coi ai ra gì, tự lấy là thiên hạ đệ nhất, gặp ai cũng khi dễ đức hạnh. Cho dù là một cái đệ tử bình thường, đều cảm giác ưu việt 10 phần. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Hắn đã cầm trên tay Xích Huyết Hoang Đao. Nhưng là, hắn còn đang chờ. Vạn sơn kết giới bên trong, kết giới linh tai tàn phá bừa bãi, xương trắng lượn lờ bên trong. Rất nhiều thánh thiên vệ cùng vân tiêu vệ, còn không có gặp Đông Hoàng vệ, liền bị thiêu chết, điện giật chết, chết cóng. Hôm nay uy lực đáng sợ nhất kết giới linh tai, tại tầng ngoài cùng bao phủ, ngăn cản địch nhân bước chân. Hôm nay Đông Hoàng vệ, chỗ đứng so với lần trước, còn muốn dựa vào sau. Bất quá! Rất nhanh liền có thánh thiên vệ, vân tiêu vệ đột phá kết giới linh tai, vào tới Đông Hoàng vệ trước mắt. Ngay từ đầu, xuyên qua kết giới linh tai đối thủ rất ít. Đông Hoàng vệ khẳng định trước vây giết Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu vệ. Theo đối thủ càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đây là Lý Vô Địch an bài. Lý Vô Địch cũng không có để bọn hắn tử chiến, mà chính là tận khả năng kiềm chế, trì hoãn thời gian, tránh cho thương vong. Bất quá, điều này sẽ đưa đến lớn nhất địch nhân phía trước vào tới trước quá nhanh, nhất là quân Đông Diệu cùng Tư Không Kiếm Sinh hai đại cường giả đội ngũ. Người trước dẫn người ngăn cản quân Đông Diệu bên kia, ta đi xử lý Tư Không Kiếm Sinh. Lý Vô Địch nói. Tốt. Mỗi người bọn họ mang theo thánh chi cảnh giới cường giả, chia binh hai đường. Ngăn cản đối phương đỉnh phong đội ngũ, giảm bớt áp lực, lại chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Hiện tại, tuyệt đối là sinh tử vận tốc. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh không biết bao nhiêu địch nhân, đã lâm vào tiến vạn sơn kết giới. Hắn chỉ thấy. Trước mắt thì có Thánh Thiên Vệ cùng Vân Tiêu Vệ, vọt vào, trực tiếp mặt hướng Thanh Long Kiếm Phong bên trong, vì kết giới linh tuyến cung cấp lực lượng đệ tử trẻ tuổi. Địch nhân đã giết đỏ cả mắt. Hôm nay bọn họ gặp phải ngăn cản, so với lần trước muốn giảm rất nhiều, cái này khiến không ít người vô cùng thuận lợi đột phá kết giới. Sau đó, thấy được yếu ớt đệ tử trẻ tuổi. Chết! Rất nhiều Vân Tiêu Vệ, Thánh Thiên Vệ, khống chế cộng sinh thú, xông lên Thanh Long Kiếm Phong. Đương nhiên, Thanh Long Kiếm Phong phía trên, còn có không ít Đông Hoàng vệ, thậm chí Hoàng Sư, Điện Khanh ngăn cản. Giết! Song phương đội ngũ, tại cái này dưới sườn núi đụng vào nhau.
tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi lên. Điện Khanh Viên Hồn Thiên tay cầm chiến đao, lấy hắn thánh chi cảnh giới thực lực, một đao một cái mạng. Nhưng là, địch nhân hay là nhiều lắm. Thiếu tông chủ, tại hắn chém giết một cái đối thủ thời điểm, bất ngờ nhìn đến một bóng người, tay cầm Đông Hoàng kiếm, mang theo một gà một mèo hai đầu cộng sinh thú, cùng đối diện Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ giết cùng một chỗ. Phải biết, đối phương tối thiểu 35 tuổi trở lên, cộng sinh thú đều đã phát triển đến thành thục trạng thái. Nhưng là Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm, liên tục chém giết ba người. Viên Hồn Thiên nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã toàn thân nhuốm máu. Cảnh vực chi chiến trước, thực lực của hắn còn cùng Cốc Phú tương đương, bây giờ lại có thể sát Thánh Thiên vệ. Mà lại, thân là thiếu tông chủ, hắn vậy mà tại tiền tuyến giết địch, tông chủ tâm thật to lớn a. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn lại từ đáy lòng bội phục. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh thủ hộ tại Thanh Long kiếm phong trước đó, chỉ cần có địch nhân xông lên, lập tức liền giết. Lại là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Đúng vào lúc này, một người mặc thanh sắc chiến giáp, xem ra phi thường trẻ tuổi Vân Tiêu vệ, vậy mà nhận ra hắn. Lại hoặc là, người này không phải Vân Tiêu vệ, chỉ là người mặc Vân Tiêu vệ chiến giáp thôi. Lý Thiên Mệnh nhìn người này kiếm khí mãnh liệt, huyết mạch cao quý, mà lại tay nắm một thanh nắm giữ bốn đầu thánh thiên văn binh khí, xích linh phong kiếm, rõ ràng không phải người bình thường. Ngươi là người phương nào? Lý Thiên Mệnh ánh mắt đạm mạc, cùng người này đối lên, huyết khí lăn lộn. Ta chính là Tư Không kiếm sinh thứ 8 con, Tư Không Lăng Phong. Đời trước Vân Tiêu đệ tử. Người này ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, so Lý Thiên Mệnh lớn như vậy một số. Rất tốt, cái này thân phận của ngươi, xứng với chết tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Lý Thiên Mệnh nói. Cuồng vọng, Tư Không Lăng Phong vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này có thể đụng tới Lý Thiên Mệnh. Nói thật, hắn mừng rỡ như điên, đây là tốt nhất cơ hội lập công. Coi như không thể bắt cóc, chém giết Lý Thiên Mệnh, dẫn theo đầu của hắn, cũng đầy đủ dao động Đông Hoàng Tông hiện tại, bấp bênh, sĩ khí. Ngươi nhất định phải chết. Hắn cùng cấp 4 thánh thú cộng sinh thú, tứ dực thần hỏa phượng, tay cầm xích linh phong kiếm, kiếm khí lăn lộn, trong nháy mắt đánh tới. Người này thuộc về thiên tài hàng ngũ, cộng sinh thú có 49 cái tinh điểm, thể nội có 49 cái linh nguyên, Tống Nhất Phàm căn bản không có cách nào cùng hắn so sánh. Đời trước Nam Thiên đệ tử, cái kia chính là cùng Quân Niệm Thương bọn họ cùng thế hệ. Nhưng kỳ thật, so Lý Thiên Mệnh lớn hơn không được bao nhiêu. Mà bây giờ, tại cái này sinh tử chiến trường phía trên, không có luận bàn, chỉ có chí mạng giết hại. Đây là một trận hỗn chiến, tứ dực thần hỏa phượng phát ra bén nhọn gào thét, cánh bao phủ, thi triển thần thông. Phong động hỏa ngục. Hắn là phong hỏa song nguyên tố nặng thuộc tính ngự thú sư, phong hỏa liền động, hình thành một cái hố hang, đem Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa, miêu miêu vây khốn, lửa giận bao phủ. Giờ khắc này Tư Không Lăng Phong, thi triển thiên ý kiếm quyết, phong bạo lửa giận kiếm. Hắn xen lẫn trong phong động hỏa ngục bên trong, một chiêu, phong long quyển, kiếm khí cuốn lên long quyển phong bạo, trên đó hỏa diễm hừng hực, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Ầm ầm. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh trên thân xuất hiện luyện ngục thuẫn giáp. Đồng thời, một đầu lôi đình cự thú ngăn cản trước mắt, còn có một cái tiểu hoàng gà, hóa thành vô số huyễn ảnh, ngược lại đem bọn hắn vây quanh. Sau đó, thần thông bạo phát. Hỗn độn thiên kiếp tăng thêm phần thiên vũ linh, ào ào đập vào trên người bọn họ. Thiên chi dực. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục bay lên. Thời gian tràng, không gian tường. Khương Phi Linh ngủ say một lần, năng lực mạnh rất nhiều. Thời gian này chàng tạo thành tốc độ vòng xoáy càng kinh khủng, cái này khiến lấy tốc độ làm chủ Tư Không Lăng Phong tương đương khó chịu, cả người giống như ở vào trong vũng bùn. Mấu chốt là hắn phía trước trùng sát lục thời điểm, một kiếm giết ra, nhưng thật giống như có lấp kín vô hình bức tường, vậy mà chặn của hắn kiếm quyết. Rầm rầm rầm. Không gian tường liên tục phá nát ba mặt. Ba mặt không gian tường, đủ để thấy Khương Phi Linh tăng lên. Sau một khắc, huỳnh hỏa thi triển cái kia nghịch thần kiếm ý tăng thêm sinh tử trảo pháp, đã thẳng hướng Tư Không Lăng Phong, cái kia siêu tuyệt kiếm thế, làm cho Tư Không Lăng Phong chỉ có thể lui lại. Tuy nhiên huỳnh hỏa thú nguyên không bằng đối thủ, nhưng là kiếm ý quá mạnh, đến thiên ý cảnh giới, bọn họ đối thánh cảnh chiến quyết cảm ngộ, đã càng mạnh. Mà lại huỳnh hỏa còn có thần thông, luyện ngục thuẫn giáp triệt tiêu hỏa diễm công kích, luyện ngục hỏa ảnh thì gia tăng kiếm đạo tu vi. Chết! Tư Không Lăng Phong kiếm thế biến hóa, phong hỏa hội tụ,
kiếm nổi phong vân ở giữa, trùng thượng vân tiêu. Một kiếm ra, đốt xích tiêu. Một kiếm này uy lực khủng bố, lấy thiên ý cảnh giới thú nguyên, hội tụ vì phong hỏa kiếm khí, trực tiếp đem huỳnh hỏa luyện ngục hỏa ảnh đều nuốt mất. Bất quá, ngay một khắc này, Tư Không Lăng Phong thấy được để hắn mắt khóe mắt tận nứt một màn. Cái kia chính là Lý Thiên Mệnh cùng cái kia đế ma hỗn độn cùng một chỗ công sát, cái kia lôi đình cự thú không ngừng dây dưa tứ dực thần hỏa phượng thời điểm, Lý Thiên Mệnh lấy đông hoàng kiếm từ trên trời hạ xuống rơi, một kiếm toái diệt càn khôn. Phốc phốc, cái kia bị miêu miêu phốc xuống tứ dực thần hỏa phượng, để Lý Thiên Mệnh một kiếm này chém vào trên cổ. Kêu thảm cũng còn không có phát ra tới, cái này to lớn cộng sinh thú, liền bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp chảm thủ. Một cái máu me đầm đìa phượng đầu, đập vào trước mắt của hắn. Tứ dực thần hỏa phượng, chết. Lý Thiên Mệnh, Tư Không Lăng Phong rít lên một tiếng, cầm kiếm trùng sát, tròn mắt tận nứt. Nhưng, sau một khắc, Lý Thiên Mệnh cái kia lạnh lẽo ánh mắt thì khóa chặt hắn. Sau đó, huỳnh hỏa theo sau người, lấy nghịch thần kiếm ý vạn kiếm độc tôn đánh tới. Miêu miêu thì lại lấy cửu trọng hỗn độn lôi giới, không ngừng hướng về phương hướng của hắn, trừ ra hỗn độn thiên kiếp. Đương nhiên, ngay phía trước là Lý Thiên Mệnh lấy đông hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, lần nữa một kiếm chặt chém, vẫn là toái diệt càn khôn. Nhưng là một kiếm này, uy lực càng mạnh. Ba cái vây công, sinh ra khủng bố lực sát thương, trong nháy mắt nuốt sống Tư Không Lăng Phong. Phốc phốc, làm huỳnh hỏa vạn kiếm độc tôn xuyên thủng thân thể của hắn thời khắc, Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm, đồng dạng xuyên thấu. Ách, Tư Không Lăng Phong sắc mặt dữ tợn nhìn lấy hắn, nhưng lại nhất kích mất mạng. Hô, quất ra đông hoàng kiếm thời điểm, Tư Không Lăng Phong trừng to mắt, ngã trên mặt đất, tại chỗ chiến tử. Tư Không kiếm sinh thứ 8 con, không gì hơn cái này. Một trận chiến này, quá nhanh, quá mạnh, cái này chính là sinh tử chiến trường, căn bản không có thời gian nói bất luận cái gì nói nhảm. Phút chốc giao thoa mà qua, sinh tử thì phân ra tới. Nói thật, rất nhiều người đều đang chăm chú Lý Thiên Mệnh, bao quát phiên hồn thiên ở bên trong. Đến mức, Lý Thiên Mệnh chém giết Tư Không Lăng Phong thời điểm, Thanh Long kiếm phong phía trên, đều có không ít ánh mắt nóng rực đệ tử trẻ tuổi, vì đó cảm xúc bành trướng, cao giọng gào thét. Cốc Phủ, cũng ở trong đó. Tư Không Lăng Phong là thiên ý cảnh giới tầng thứ 5. Thiếu tông chủ, đã có thể đánh bại thiên ý cảnh giới tầng thứ 5 cao thủ. Đợi một thời gian, tuyệt đối có thể quyết đấu thánh chi cảnh giới. Một trận chiến này, không dùng oanh động tông môn, nhưng chỉ cần người nhìn thấy, tâm tình đều như lửa tại thiêu. Nếu là mình người, thiêu đến là nhiệt huyết sôi trào. Như là địch nhân, thiêu đến cũng là liệt hỏa phần tâm. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, cùng một đám trưởng bối đông hoàng vệ cùng một chỗ, kiếm chảm địch nhân, toàn thân nhuốm máu. Lăng Phong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, thanh âm còn có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy vạn sơn kết giới bên trong, Tư Không kiếm sinh cùng Vân Tiêu kiếm phái hơn 20 vị tông lão, tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ lập tức liền muốn xông ra kết giới, giết đến tận Thanh Long kiếm phong. Tại đi ra trước đó, Tư Không kiếm sinh tận mắt thấy, con của hắn Tư Không Lăng Phong, chiến tử tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 5. Hắn sao có thể tin a? Ngắn ngủi mấy ngày, Lý Thiên Mệnh lại có tiến bộ, rõ ràng đã bước vào thiên ý cảnh giới. Một vị tông lão ngốc trệ nói. Về sau, ai có thể ngăn cản hắn nghịch thiên quật khởi bước chân? Giết Lý Thiên Mệnh, khen thưởng tông môn trung phẩm thiên cấp thần nguyên. Tư Không kiếm sinh tròn mắt tận nứt, lớn tiếng gào thét. Trung phẩm thiên cấp thần nguyên, đầy đủ để cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 5 thánh thú, cái này khiến rất nhiều tông lão đều sẽ điên cuồng. Lại càng không cần phải nói Vân Tiêu vệ. Trong lúc nhất thời, vô số người khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí. Sau một khắc, chính là kinh thiên gió bão. Đúng vào lúc này, ai dám động đến nhi tử ta? Một đầu thượng cổ huyết ngục côn bằng, mang theo một cái tóc máu nam tử, tay cầm xích huyết hoang đao, từ nội bộ xông vào vạn sơn kết giới. Ở sau lưng hắn, còn có đông hoàng tông cường giả, mấy cái tông lão, tăng thêm 10 cái điện khanh, trưởng lão. Tuy nhiên đội ngũ thực lực không bằng Tư Không kiếm sinh đội ngũ, nhưng ít ra, Lý vô địch đủ để hấp dẫn mọi ánh mắt. Rùa đen rút đầu, người có thể tính xuất hiện, đáng tiếc ngươi vừa trọng sinh, lập tức liền là ngày giỗ của ngươi. Tư Không kiếm sinh nhìn thấy hắn, tâm tình chấn động một cái, nhưng nhìn lại, phía sau là thiên quân vạn mã, dũng khí lập tức liền dậy. U,
như thế có tự tin à, nhiều người thì ngang thật sao? Lý Vô Địch cười to nói. Hắn cùng Tư Không Kiếm Sinh chạm mặt, đã hấp dẫn chiến trường rất nhiều người chú ý. Lý Vô Địch tại cái này vì cái gì xuất hiện? Bởi vì, giờ khắc này, 130.000 thánh thiên vệ, Vân Tiêu vệ đại quân, đã hoàn toàn bước vào Vạn Sơn kết giới, mà lại cơ bản đều xâm nhập, bị vây ở mê vụ cùng trong kết giới. Không sai, Lý Vô Địch, chúng ta cũng là nhiều người. 130.000 đại quân, tăng thêm Trầm Uyên chiến trường 70.000, đủ để san bằng các ngươi Đông Hoàng Tông 10 lần, giết ngươi Lý Vô Địch 100 lần. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt hừng hực, lòng tin cơ hồ muốn nổ tung. Chỉ có hơn 20.000 Đông Hoàng vệ ở chỗ này, như thế nào ngăn cản bọn họ? Ai u, tốt treo nha, Lý Vô Địch tiện như vậy cười. Mặt mũi tràn đầy vui cười, liền có thể che giấu sợ hãi của ngươi cùng vô năng sao? Lý Vô Địch, Tư Không Kiếm Sinh cười to. Sau đó, giơ lên trong tay trường kiếm, lớn tiếng nói. Vân Tiêu vệ, theo ta giết. Mà giờ khắc này, Lý Vô Địch thu hồi nụ cười. Thời cơ, cuối cùng đã tới a. Các loại giờ khắc này, đã thật lâu. Ánh mắt của hắn huyết khí ngập trời, giơ lên xích huyết hoang đao, sau đó, ngút trời gào thét. Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân, tất cả huynh đệ, theo ta xuất chiến. Đây là một cái tín hiệu. Gậy ông đập lưng ông, tuyệt địa tín hiệu phản kích. Cái gì, Tư Không Kiếm Sinh còn cho là mình nghe lầm đây. Hắc Minh quân. Cái gì Hắc Minh quân? Hắc Minh quân, không phải tại Trầm Uyên chiến trường tiến công sao? Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ đô ngơ ngác một chút. Sau một khắc, Đông Hoàng dãy núi đột nhiên vang lên kinh thiên kêu giết thanh âm. Hắc Minh tông các vị huynh đệ, cho chúng ta đồng bào báo thù thời điểm đến. Chúng ta bao nhiêu huynh đệ tỉ muội chết tại Thánh Thiên Phủ trong tay. Hôm nay, hiệp trợ Đông Hoàng Tông, cùng giết cửu địch. Minh Hoàng xông ra, phấn chấn toàn quân. Hắc Minh quân, tuyệt sẽ không quên Thánh Thiên Phủ nghiền ép phía dưới, bao nhiêu thân nhân bằng hữu chết thảm. Bọn họ càng sẽ không quên cái, chiến bại về sau, như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị khuất nhục. Mà bây giờ, rốt cục có thể xoay người báo thù, không hề bị người chi phối. Bọn họ giấu ở Đông Hoàng trong dãy núi, nghe được phía ngoài sinh tử chém giết thanh âm, đã sớm cảm xúc bành trướng, sát khí ngút trời. Lúc này thời điểm, ngay tại Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ khó có thể tin trong ánh mắt, 70.000 Hắc Minh quân, hơn 20.000 Đông Hoàng vệ, thêm vào chiến trường. Trước kia hơn 20.000 vừa đánh vừa lui Đông Hoàng vệ, không lui về sau nữa, bắt đầu phản sát. Bọn họ song phương cùng nhau, đồng dạng hơn 10 vạn người. Số lượng không so với phương thiếu. Mà lại, Hắc Minh quân còn có mẫu hoàng hệ cộng sinh thú quân đoàn. Giờ khắc này, lít nha lít nhít vô biên cự thú, theo Đông Hoàng dãy núi xông ra, bước vào chiến trường. Hắc Minh tông một khi làm ra loại này quyết định, khẳng định sẽ toàn quân phong tỏa tin tức, không phải vậy một người tiết lộ, kế hoạch đều phải bại lộ. Có Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới ngăn cản, một kẻ nội ứng tin tức đều truyền không đi ra. Mà bây giờ, chính là đi săn thời khắc. Hiện tại chiến trường, chẳng những nhân số tương đương, mà lại, đây là Đông Hoàng Tông địa bàn. Lý Vô Địch đóng lại Trầm Uyên chiến trường Vạn Sơn kết giới, để Hắc Minh quân tiến đến. Hiện tại Hắc Minh quân, đồng dạng là từ nội bộ bước vào kết giới chiến trường, không nhận kết giới linh tai công kích. Ầm ầm, làm phản kích đại quân giết đi vào về sau, đây là một trận nghiền ép. Bởi vì, Hắc Minh quân chẳng những gia tăng nhân số, bọn họ cường giả. Càng là hội tụ tại kết giới hạch bên trong, tăng cường Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới uy lực. Ầm ầm, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới uy lực, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Gần như sắp đạt đến bây giờ Nam Thiên Hộ Hải kết giới tầng thứ. Tiếp đó, chuyện càng đáng sợ phát sinh. Cái kia chính là, tại oanh minh ở giữa, 99 con đế hoang long mạch, theo động không đáy chui ra. Bọn họ giống như chân chính thần long một dạng. Hội tụ tại Viêm Hoàng Đại Lục bên này Vạn Sơn kết giới bên trong. Giờ khắc này, Trầm Uyên chiến trường hoàn toàn không đề phòng, mà Viêm Hoàng Đại Lục bên này Vạn Sơn kết giới, uy lực tăng lên tới trình độ khủng bố. Dạng này trình độ Vạn Sơn kết giới, uy lực tương đương với 100.000 đại quân. 100.000 thêm hơn 100.000, hiện tại, chúng ta mới là 200.000. Các huynh đệ, lúc này không giết hết Thánh Thiên Phủ, Vân Tiêu kiếm phái cho bối phận, chờ đến khi nào? Giết, lấy 99 đầu đế hoang long mạch cầm đầu, vô số kết giới linh tai tàn phá bừa bãi, trùng sát. Chỗ đến,
máu chảy thành sông. Mê vụ kết giới uy lực tăng lên, Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ tương đương tại kết giới bên trong chiến trường đã mất đi ánh mắt. Bọn họ thấy không rõ lắm địch nhân có bao nhiêu, thấy không rõ lắm cái kia chạy trốn nơi đâu. Chỉ có thể nghe được vô số kêu thảm cùng tử vong thanh âm. Hơn 100.000 vì thủ vệ gia viên mà tức giận Đông Hoàng vệ, cùng vì báo thù giết đỏ cả mắt Hắc Minh quân, xông vào chiến trường. Trong lúc nhất thời, địch nhân người ngã ngựa đổ. Theo Hắc Minh quân giết hại trạng thái đến xem, liền biết Minh Hoàng làm huy động công tác rất tốt. Xem ra hai ngày này, Lý Vô Địch thật không có thiếu cùng hắn kỹ càng bố trí, muốn làm đến tin tức hoàn toàn không tiết lộ, hắn thực tương đương khó. Thậm chí rất nhiều Hắc Minh quân, xuất chiến trước mới biết được muốn phản bội Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, Vân Tiêu vệ cùng Thánh Thiên vệ hoàn toàn không có phản ứng, nói rõ kế hoạch của bọn hắn, đại hoạch toàn thắng. Tiếp đó, cũng là thu hoạch thời điểm. Lý Vô Địch bên người, thì có không ít Hắc Minh tông tông lão đến đây trợ giúp, bọn họ đều sát khí đằng đằng, lấy đối đại ánh mắt của con mồi, nhìn lấy giờ phút này đờ đẫn Tư Không Kiếm Sinh. Minh Hoàng, người thật là lớn gan chó, cũng dám phản bội Thánh Thiên Phủ. Các ngươi không có thủ hộ kết giới, chó mất chủ, chờ lấy bị Thánh Thiên Phủ đồ diệt toàn tông đi. Tư Không Kiếm Sinh run rẩy gào thét, sắc mặt đã trắng bệch. Không có ý tứ, chúng ta Đông Hoàng Tông nguyện ý lấy Vạn Sơn kết giới, bảo hộ sinh tử đồng minh. Lý Vô Địch cười, cười to. Sau đó sau một khắc, hắn cùng Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng cùng một chỗ, khai chiến. Bên cạnh hắn, tự nhiên có cường giả đi đối phó Tư Không Kiếm Sinh bên người tông lão. Mà Lý Vô Địch, khóa chặt Tư Không Kiếm Sinh. Tư Không chó săn, nghe nói ngươi tại Thánh Thiên Phủ Thông Thiên Môn, khi nhục nhi tử ta. Hiện tại, ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là phụ thân phẫn nộ. Tư Không Kiếm Sinh thực lực, cùng không có Đông Hoàng Kiếm Vũ Văn Thái Cực không sai biệt lắm. Mà lại, hắn hiện tại liền Vân Tiêu Thánh Kiếm cũng không có, xem xét lại Lý Vô Địch, còn tiến bộ một trọng cảnh giới. Tư Không Kiếm Sinh vốn là muốn liên hợp hơn 10 người vây công Lý Vô Địch đó a. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn tông lão, đều bị dây dưa, ai nói Lý Vô Địch bên người không ai. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đơn độc đối mặt Lý Vô Địch phẫn nộ. Giết! Tư Không Kiếm Sinh trong nháy mắt bão tố nước mắt, kiên trì xuất chiến. Hắn cùng cộng sinh thú lục dực thần hỏa phượng, cầm kiếm đánh tới, biểu hiện ra một cái tông chủ bình thường mức độ. Đồ bỏ đi! Lý Vô Địch thi triển Huyết Ngục Đao Kinh, hắn mới lười nhác cùng cái này người đại chiến mấy hiệp, một đao hạ xuống, vạn đạo huyết kiếp, đao cương kinh thiên, bạo chảm xuống. Nói thật, một đao kia so đánh tan Vũ Văn Thái Cực còn mạnh hơn. Xoẹt! Lục dực thần hỏa phượng chính đang thi triển thần thông, trong nháy mắt bị Lý Vô Địch chém thành hai khúc. Tất cả mọi người nghe, tối nay chúng ta ăn đồ nướng Phượng Hoàng. Còn có, hôm nay bất kể là ai, giết chết địch nhân, đối thủ tu di giới chỉ, thì về ngươi tất cả. Mỗi cái ngự thú sư tu di giới chỉ, cơ bản đều có đại lượng tài vật, bao quát thần nguyên, binh khí, linh quặc, linh túy chờ chút. Thiếp thân, trên cơ bản đều là trọng yếu tài vật. Hôm nay tất nhiên sẽ sinh ra đại lượng tài vật, mà những tài vật này, nhưng thật ra là một cái tông môn tư nguyên căn bản. Nhưng Lý Vô Địch đại khí a. Dạng này treo giải thưởng, càng làm cho các chiến sĩ khí huyết ngút trời. Chỉ cần giết, cái kia chính là mình, tông môn không thu lấy mảy may, thậm chí, Hắc Minh quân đâu có thể dạng này. Càng phấn chấn nhân tâm chính là, tại Vạn Sơn kết giới bên trong tầm mắt vô cùng rõ ràng bọn họ, trực tiếp nhìn đến Tư Không Kiếm Sinh lục dực thần hỏa phượng, bị một đao chém thành hai khúc. Tư Không Kiếm Sinh đã biến thành phế nhân. Một tiếng này oanh động, đủ để tạo thành vừa mới hoảng sợ Vân Tiêu vệ, sĩ khí lại lần nữa gặp khó. Loại này sĩ khí biến hóa, đối chiến chàng tới nói, cơ hồ là chí mạng. Tại rất nhiều người trong tầm mắt, Tư Không Kiếm Sinh hai mắt đỏ thẫm, xoay người chạy. Người có thể chạy đi nơi đâu? Thượng cổ Huyết Ngục Côn Bằng đã giết tiến địch quân, chém giết Vân Tiêu kiếm phái còn lại tông lão, mà Lý Vô Địch hóa thành một đạo huyết quang lấp lóe, đuổi kịp chạy trốn Tư Không Kiếm Sinh. Một đao quét ngang. A, à, cái kia Tư Không Kiếm Sinh hai chân còn tại hướng phía trước phi nước đại, trên thân lại trực tiếp đập xuống đất, hai chân hoàn toàn không có. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu, Tư Không Kiếm Sinh. Lý Vô Địch một chân dẫm tại trên đầu của hắn, trực tiếp bật nát hàm răng của hắn, sau đó, xích huyết hoang đao giơ lên cao cao. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta cùng Hắc Minh Tông một dạng đầu hàng, ta quy thuận các ngươi.
ta có thể cho Vân Tiêu vệ toàn bộ dừng tay. Tư Không Kiếm Sinh kêu khóc nói. Hắn vốn cũng không phải là cái gì có cốt khí loại, bằng không, liền sẽ không tại Thánh Thiên Phủ trước mặt, khúm núm. Thật xin lỗi, lão tử không dưỡng Bạch Nhãn Lang kẻ vô ơn bạc nghĩa còn có, hôm nay Vân Tiêu vệ, đều phải chết đi cho ta. Lý Vô Địch cười to nói. Lý Vô Địch, người tàn nhẫn như vậy, giết hại vô tình, người sẽ gặp trời phạt. Bằng hữu, Phổ Độc Bất Trượng Phu, đừng đem lão tử làm thánh nhân, đến mức trời phạt nha, ha ha. Hiện tại cũng là trời phạt ngươi Vân Tiêu kiếm phái. Xích huyết hoang đao, rơi xuống. Nghĩa phụ, dừng tay. Bỗng nhiên một cái tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Lý Vô Địch nao nao, dừng tay lại, nhìn lại, một cái toàn thân nhuốm máu thiếu niên tóc trắng, ra hiện ở phía sau hắn. Đậu phộng, người thật không sợ chết à, chạy đến nơi đây đến. Lý Vô Địch dở khóc dở cười nói. Tư Không Kiếm Sinh, lưu giết cho ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Đến, Lý Vô Địch dẫm ở Tư Không Kiếm Sinh, bàng bạc lực lượng ép tới bộ ngực hắn lõm, không cách nào dung chuyển, chỉ có thể giãy giụa. Lý Thiên Mệnh, Tư Không Kiếm Sinh nhìn chòng chọc vào thiếu niên tóc trắng này, ánh mắt phun lửa. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh hơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Sinh, sau đó lẻ lưỡi, nói. Thấy không, vết thương đã tốt. Ngươi nhất định sẽ chết, Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt đỏ như máu. Dãy giụa gào thét. Ngươi cầm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh giơ lên Đông Hoàng kiếm, một kiếm đâm vào miệng của hắn, mũi kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Phốc phốc. Tư Không Kiếm Sinh nghiêng đầu một cái, trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Mà lúc này khắc, Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng kiếm, nhấc lên Tư Không Kiếm Sinh thi thể, tại cái này vạn sơn kết giới phạm vi bên trong, phóng lên tận trời. Sau đó, vận đủ ngực bụng chi lực, một tiếng chấn thiên. Tư Không Kiếm Sinh đã chết tại Đông Hoàng kiếm dưới, ta giết. Đây là một loại phát tiết. Thông Thiên Môn phía trên, bị hắn một kiếm xuyên lưỡi phát tiết. Lý Thiên Mệnh thật thù rất dai. Cảnh vực chi chiến, để tất cả đối thủ biến thành người câm không nói, ngày hôm nay, mới chính thức hướng Tư Không Kiếm Sinh báo thù. Ngày đó nhục nhã, giờ phút này rửa sạch nhục nhã. Thiếu Tông Chủ, vô số nóng rực ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Tư Không Kiếm Sinh đã chết. Tin tức như vậy, bao phủ chiến trường. Tông môn chi chủ, trực tiếp chiến tử, tương đương với quần long vô thủ, đối với sĩ khí đả kích, đại đến cực hạn. Vốn là Vân Tiêu vệ thì không chống nổi. Tiếp đó, bọn họ cuống quýt chạy trốn, nhưng lại phát hiện đã chậm. Bởi vì, bọn họ đầy đủ xâm nhập vạn sơn kết giới. Hiện tại mê vụ tăng cường gấp 3, còn có lít nha lít nhít Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân ngăn cản. Có kết giới linh tai oanh sát, căn bản không biết trốn nơi nào. Chỉ ít một nửa người trở lên, liền dũng khí chiến đấu đều không có, bóng ma tử vong, bao phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ. Tan tác phía dưới, tử vong trước đó, bọn họ, đã bị sợ vỡ mật. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh về tới Lý Vô Địch bên người. Không có ý tứ, mượn ngươi lắp cái bức, Lý Thiên Mệnh trên mặt còn có máu, lại nở nụ cười. Không có vấn đề gì, khoái ý ân cừu. Có thù tất báo mới là chân trưởng phu. Lý Vô Địch cười nói. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Lý Thiên Mệnh nói xong, lần nữa thực sự trên chiến trường, thành vì một cái bình thường Đông Hoàng vệ, tại tuyến đầu giết địch. Người kiềm chế một chút, đừng để người làm thịt, vậy ta sẽ thua lỗ lớn. Lý Vô Địch nói. Không có vấn đề. Thiếu niên một tiếng thoải mái cười to, đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thật là gan a đứa nhỏ này. Đến cùng là vị nào nhân tài sinh ra? Lý Vô Địch cảm khái một tiếng. Sau đó, bước vào chiến trường, trực tiếp đổ sát. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết, hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Chiến trường chính là như vậy, một cuộc chiến tranh xuống tới, giết đến người so cả một đời cùng nhau đều muốn nhiều. Nhưng, nhiệt huyết như vậy, dữ tợn trong không khí, tất cả mọi người có thể như vậy, biến thành sát lục chi ma. Chính mình không giết. Thì sẽ thấy Đông Hoàng vệ bị địch nhân áp chế, 10 phần nguy hiểm, loại tình huống này, có thể không đi lên hỗ trợ sao? Bước lên chiến trường, thì không có đường quay về. Không thể không nói, dạng này sinh tử chém giết, càng có thể khiến người ta trưởng thành. Lý Thiên Mệnh cảm ngộ rất nhiều. Đế Hoàng thiên ý, Đế Hoàng giận dữ, thây nằm 1 triệu. Thánh Hoàng, cũng là Đông Hoàng cảnh Đế Hoàng, là dã tâm của hắn, sáng tạo ra hiện tại máu chảy thành sông. Một loại chí cao thiên ý,
nó không nhất định chỉ có chính diện, cũng có phản diện, có địa phương đáng sợ. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỗ cảm thụ, chính là cái này đế hoàng thiên ý đáng sợ một mặt. Bước qua thi sơn, bơi qua biển máu, mới biết được cái gì gọi là chiến trường. Trước mắt đây hết thảy, đều là đế hoàng thiên ý chi nộ. Lý Thiên Mệnh một bên chém giết, một bên đinh tai nhức óc. Thiên ý cảnh giới tiến bộ, trọng yếu nhất cũng là lĩnh ngộ. Mà rất nhiều đốn ngộ, đến từ chiến đấu, đến từ chém giết. Hắn tại máu tươi trên đường, đi từ từ ra một đầu thuộc về mình đế hoàng thiên ý. Một trận chiến này, quả thực được ích lợi vô cùng. Mà hết thảy này, cũng là hắn làm thân phận quý giá thiếu tông chủ, lại giết tại tuyến đầu tiên lý do. Đây tuyệt đối là đông hoàng cảnh trong lịch sử, một trận sự vang dội tông môn chiến tranh. Vũ Văn Thái Cực đầu tiên liền động Hắc Minh Tông, mà nghĩa phụ ta tuy nhiên cùng hắn có thù, nhưng lại kế thừa ý chí của hắn. Như thế, mới có thể vào lúc này, đổ sát địch quân. Nói như vậy, Vũ Văn Thái Cực đối Đông Hoàng Tông mà nói, cũng là công đức vô lượng. Trách không được nghĩa phụ muốn cùng tất cả mọi người cường điệu, hắn giết Vũ Văn Thái Cực là thù riêng. Lý Thiên Mệnh hiện tại thấy rất rõ ràng, trước mắt một mảnh núi thây biển máu, đại bộ phận đều đến tự Vân Tiêu Kiếm phái cùng Thánh Thiên Phủ. Bọn họ hãm sâu vạn sơn kết giới, lại bị ngang nhau số lượng, hoàn toàn không nhận kết giới uy lực ảnh hưởng địch quân trùng kích, tăng thêm tư không kiếm sinh cái chết, trong nháy mắt sụp đổ. Trong thời gian ngắn, có thể chạy ra chiến trường người, cực ít cực ít. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Thánh Thiên Phủ đại quân trốn ở Vân Tiêu Vệ về sau, trước đó bị chết đại đa số đều là Vân Tiêu Vệ, lúc này thời điểm mới đến phiên Thánh Thiên Phủ. Mà Lý Thiên Mệnh, cũng đã chém giết cái thứ 6 Thánh Thiên Vệ. Những người này tuy nhiên tuổi tác cùng Mộ Dương bọn họ không sai biệt lắm, nhưng là, từng cái chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, mặt đất oanh động chấn động, ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt đột nhiên bạo phát. Thanh thế to lớn trong nháy mắt, một đầu cự thú theo lòng đất vọt ra. Đó là một đầu huyền vũ cự thú. Đầu rắn rùa thân, khí tức cẩn trọng. Huyền vũ cũng là đỉnh cấp cộng sinh thú, cùng Phượng Hoàng, Thần Long ở vào cùng một cái hệ liệt. Nhưng, khác biệt huyền vũ, cường độ tự nhiên khác biệt. Trước mắt đầu này huyền vũ cự thú, khí tức dồi dào, thân thể to lớn, kiên cường như sắt, liền con rắn kia bài đều vô cùng tráng kiện. Xem xét hắn ánh mắt, lại có 56 cái tinh điểm. Cấp 5 thánh thú. Lý Thiên Mệnh tương đương rung động. Phải biết, cấp 5 thánh thú trên cơ bản thuộc về Diệp Thiếu Khanh loại này cấp bậc, người trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Nguyệt Linh Lang bên ngoài, toàn bộ đông hoàng cảnh đều không có. Mà trước mắt đầu này huyền vũ cự thú, rõ ràng không phải thành thục thể. Mà lại, cái này huyền vũ cự thú trên đỉnh đầu, đứng cái kia màu nâu ánh mắt thanh niên, nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi. Người này khí tức cẩn trọng, ánh mắt nguy hiểm, kỳ huyết mạch tất nhiên tương đương tôn quý. Nếu không phải là như thế, cũng không thể lấy miệt thị ánh mắt, cao cao tại thượng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi là người phương nào? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Hắn cảm giác người này, tương đối nguy hiểm. Ngươi không có tư cách hỏi. Đối phương cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân hắn cái kia cấp 5 thánh thú vỗ mặt đất, cái kia bên trong lòng đất đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn, hướng về Lý Thiên Mệnh đâm vọt lên. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh bay lên trời đến. Cuối cùng tránh thoát khỏi đi. Ầm ầm, Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp, bổ vào cái kia vỏ rùa phía trên, bất quá, đối phương cứ thế mà tiếp nhận, xem ra cái này vỏ rùa tương đương cứng rắn. Muốn chạy, thanh niên này cùng huyền vũ cự thú cũng không thể bay trên trời, nhưng là người này nhảy lên thật cao, truy hướng Lý Thiên Mệnh, nhất quyền đánh tới. Giết quân niệm thương nữ nhân, đụng tới ta ngươi còn muốn đi. Một quyền kia quả thực giống như là một ngọn núi một dạng chấn động mà đến, trực tiếp phá vỡ Khương Phi Linh tứ trọng không gian tường. Tương đương hung mãnh, tuyệt đối thiên ý cảnh giới đệ thất trọng trở lên, thậm chí tầng thứ 8. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người lại thể, lấy hắc ám cánh tay thi triển tam sinh ma quyền thần ma diệt thế nhất quyền, song quyền đụng nhau. Lý Thiên Mệnh lần nữa bay trên trời, khí tức chấn động phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Rất mạnh. Lý Thiên Mệnh tương đương nghi hoặc, toàn bộ đông hoàng cảnh bên trong, ngoại trừ quân niệm thương, còn có ai tại 20 tuổi ra mặt, vậy mà có thể nhất quyền bị thương chính mình. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh 21, so với đối phương nhỏ không được quá nhiều, huống hồ tính cả vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, hắn đều nhanh 25. Đối phương đây là muốn bắt hắn.
Một kích thành công, hắn biểu lộ càng thêm khinh miệt, sau khi hạ xuống lần nữa nhảy dựng lên, bật lên 100 mét không ngừng. Đáng tiếc là, hắn phía trên nhất quyền vừa vặn đánh bay Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh mượn nhờ thiên chi dực bay trên trời, trực tiếp bò lên tới hắn đụng không lên trình độ. Trước đó ngũ tạng lục phủ bị nhất quyền chấn động thương thế, hiện tại có thái nhất tháp tư nhuận, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng là bị người đồng lứa như thế nghiền ép, Lý Thiên Mệnh tâm lý oa hỏa đây. Ngươi đến cùng là ai? Chí ít ngũ đại tông môn, giống như không có nhân vật này. Chạy vẫn rất nhanh, lần sau bị để cho ta bắt được, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên kia cười lạnh uy hiếp nói. Hắn lười nhác cùng Lý Thiên Mệnh nói thân phận của mình, bởi vì, hắn cảm giác đối phương không xứng. Bất quá, ngay tại hắn kêu gào thời điểm, trước mắt bỗng nhiên giết ra một người, trong nháy mắt vò tới trước mắt hắn, nhất quyền đánh ra. Ông! Khẩn cấp phía dưới, hắn cộng sinh thú triển khai một tòa khắp nơi thuẫn bài. Ầm ầm, thuẫn bài một phá, thanh niên cùng huyền vũ cự thú, đồng thời phun máu bay ngược, đập xuống đất, ngã cái chụp ếch. Lý Thiên Mệnh xem xét, công kích hắn là viên hồn thiên. Hắn là thanh long kiếm phong điện khanh, thực lực địa chi thánh cảnh cao tầng, nghiền ép người trẻ tuổi kia đầy đủ. Còn chưa có chết, viên hồn thiên rơi trên mặt đất, lần nữa đánh tới. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh không nói, nhưng hắn vẫn là theo, liền sợ Lý Thiên Mệnh gặp phải cường địch. Nhìn đến hắn về sau, Lý Thiên Mệnh thì xuống. Cái này là sinh tử chiến trường, không phải luận bàn, hắn quản thanh niên này mạnh bao nhiêu, có viên hồn thiên xuất thủ, hắn chết chắc. Viên hồn thiên lại đấm một quyền buông xuống. Một quyền này mạnh lên gấp 10 lần, loại này ấu niên cấp 5 thánh thú, đủ để trực tiếp đánh nổ. Dừng tay, ta là Khôn Nguyên Tông thiếu tông chủ Nguyên Sấm. Ngươi dám giết ta, ta Khôn Nguyên cảnh 500.000 đại quân, tuyệt đối san bằng ngươi Đông Hoàng Tông. Thanh niên mặt mày xám xịt bò lên, đối mặt cái này thánh chi cảnh giới nghiền ép, hắn trực tiếp mở miệng gào thét. Trong giọng nói của hắn khí 10 phần, nhưng nói chuyện, hắn đã bị viên hồn thiên dọa cho phát sợ, tại chỗ thì tự báo thân phận. Vì bảo mệnh, 500.000 đại quân nói hết ra. Hiện tại miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật, cuối cùng đàng hoàng. Khôn Nguyên Tông. Viên hồn thiên vội vàng dừng tay, ánh mắt nghi hoặc mà rung động nhìn lấy người này. Cấp 5 thánh thú, trấn ngục huyền vũ, người đúng là Khôn Nguyên Tông người, Đông Hoàng cảnh không có huyền vũ nhất tộc. Có điều, người tại sao lại muốn tới nơi này? Đây là tông môn chiến trường, cùng các ngươi Khôn Nguyên cảnh không có bất cứ quan hệ nào. Viên hồn thiên rõ ràng không dám giết hắn. Ta cùng quân niệm thương là bạn tốt, theo hắn đến quan chiến thế nào? Thanh niên ánh mắt âm trầm nói. Quân niệm thương cũng tới. Chết không, Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước, ánh mắt hung hãn hỏi. Ha ha, người không chết, Đông Hoàng Tông không có hủy diệt, hắn làm sao lại chết đâu, ếch ngồi đáy giếng. Nguyên Sấm cười khẩy nói. Đoán chừng cái kia rùa đen rút đầu không dám vào tới đi, a, à, sai, người mới là rùa đen rút đầu. Trấn ngục huyền vũ, quy xà hợp hình, nhưng, không phải cũng là rùa đen sao? Khôn Nguyên Tông nhất tộc, kiêng kỵ nhất người xưng hô bọ họ là rùa đen nhất tộc. Người muốn chết, có loại khác giấu ở trưởng bối sau lưng, đi ra cùng ta một quyết sinh tử. Nguyên Sấm cả giận nói. Người cho ta là kẻ ngu, cút nhanh lên, chậm một bước, ở chỗ này bị ngộ sát, thì trách không được người khác. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa giao chiến một trận, đối phương rõ ràng mạnh hơn chính mình rất nhiều, chỉ ít thiên ý cảnh đệ thất trọng, còn có trấn ngục huyền vũ, hắn mới tội gì chịu chết. Nếu như đối phương dây dưa, về sau chạm mặt còn nhiều cơ hội. Kẻ hèn nhát, Nguyên Sấm tiếp tục giễu cợt. Cút nhanh lên, viên hồn thiên làm bộ muốn chân áp. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Nguyên Sấm cười lạnh một tiếng, cùng cái kia trấn ngục huyền vũ cùng một chỗ phá vỡ mặt đất, chui xuống lòng đất, lúc này mới chạy trốn xuất chiến tràng. Xem ra hắn cái này đặc thù cộng sinh thú, có thể trong lòng đất hoạt động, trách không được hắn không sợ mê vụ, dám đi vào lắc lư. Muốn không phải thân phận báo đến sớm, sớm bảo viên hồn thiên một quyền đấm chết. Thiếu tông chủ, không có cách, Khôn Nguyên cảnh cùng chúng ta liền nhau, mà lại toàn cảnh nhất thống, chỉ có một cái Khôn Nguyên tông, chiến lực so thánh thiên phủ còn mạnh hơn. Đối phương tự xưng là thiếu tông chủ, cái kia không thể giết được. Viên hồn thiên nói, không sao, về sau có cơ hội, chính ta lấy lại danh dự. Lý Thiên Mệnh nói, phách lối như vậy ương ngạnh. Dám ở tông môn trên chiến trường loạn lắc, còn tới công kích Lý Thiên Mệnh,
lá gan xác thực không nhỏ. Lấy thiếu tông chủ thiên tư, chuyển bại thành thắng, bất quá là vấn đề thời gian. Thiếu tông chủ nhất làm cho ta khâm phục chính là, thu phóng tự nhiên, cái kia sợ thời điểm thì sợ, không có nắm chắc thời điểm, tuyệt đối bất hòa đối phương cứng đối cứng. Viên hồn thiên cười nói, ta tới ngươi, có ngươi dạng này khích lệ sao? Ha ha, gia hỏa này, nguyên lai cũng là người sảng khoái. Hắn trong bóng tối bảo vệ mình, thật sự là có lòng. Thiếu tông chủ, cha ngươi lần này bố cục, không chênh lệch nhiều lấy được toàn thắng. Một trận chiến này, thật muốn tạo thành oanh động, tuyệt đối sẽ tại Đông Hoàng cảnh trong lịch sử, viết xuống nồng đậm một khoản. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Tiêu vệ tan tác về sau, hiện tại Thánh Thiên vệ tại ba đả kích nặng phía dưới, đồng dạng toàn tuyến tan tác. Thiếu tông chủ, theo ta đi, nhìn một trận bộ phim. Viên hồn thiên cười to nói. Cái gì bộ phim? Không thấy được sao, chúng ta tông môn cùng Hắc Minh tông cường giả, đã bao vây Đông Cực Thánh Vương, quân Đông Diệu, cùng bọn hắn hơn 40 thánh lão. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, nguyên lai, Vân Tiêu kiếm phái tông lão, đã chết hết a. Cho nên, Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Minh Hoàng hội tụ, bắt đầu vây giết quân Đông Diệu. Cuối cùng trò vui, muốn diễn ra. Mẹ nó, rốt cục muốn giết chết bọn này mũi vểnh lên trời, không coi ai ra gì Thánh Thiên Phủ xúc sinh. Viên hồn thiên vô cùng sảng khoái, mang theo Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, cấp tốc xuất hiện ở sau cùng chiến trường. Rầm rầm rầm, 99 con đế hoang long mạch, hội tụ ở chung quanh, nhìn chằm chằm đối thủ. Bỗng nhiên, tất cả đế hoang long mạch không bị khống chế, nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ, hắn làm sao cảm giác Thái Nhất Tháp cùng cái thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú chừng có động tĩnh a? Bất quá, lại hình như là ảo giác. Bởi vì sau một khắc, cái kia 99 con đế hoang long mạch, đã triệt để bao vây địch nhân. Những địch nhân này, lấy Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu cầm đầu, hết thảy tiếp cận 50 người, chính là Thánh Thiên Phủ đại quân chiến lực mạnh nhất. Lúc này thời điểm, đã từng phách lối, cao ngạo Thánh Thiên Phủ Thánh Lão, Thánh Vương, lúc này thời điểm, nguyên một đám mặt xám như cho. Nhất là Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu. Hắn tràn đầy tự tin, đến đây tiếp viện, vừa mới đến, liền thành công bức bách Minh Hoàng từ bỏ Hắc Hậu, thậm chí lập tức tiến công Đông Hoàng Tông. Hắn khát vọng, đương nhiên là lập tức lập công, san bằng Đông Hoàng Tông A. Thánh Vương, Vân Tiêu kiếm phái cơ hồ hủy diệt. Chúng ta Thánh Thiên vệ tổn thất nặng nề, 70.000 quân đội, không sai biệt lắm nhanh chiến tử 20.000. Khá hơn chút Thánh Lão thê thảm mà nói. Ta biết, quân Đông Diệu thanh âm khàn khàn. Hắn nhìn phía xa khắp nơi đều có Thánh Thiên vệ thi thể, đã đứng thẳng bất ổn. Thánh Vương, chúng ta thảm như vậy bại, tổn thất hơn 20.000 Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu kiếm phái cơ hồ hủy diệt, lần này trở về, làm sao hướng Thánh Hoàng bàn giao a? Vừa nghĩ tới Thánh Hoàng đoán chừng muốn thổ huyết, quân Đông Diệu hiện tại cũng đến thổ huyết. A, tất cả câm miệng. Hắn gào thét một tiếng, trong mắt đã tuôn ra máu và nước mắt. Vừa nghĩ tới phụ thân sắc mặt, nghĩ đến Nam Thiên Tông bên kia, nghe đến đó tình hình chiến đấu, hắn liền phải run rẩy. Quá thảm rồi, chúng ta chiến bại quá thảm rồi, Tư Không Kiếm Sinh bị một đứa bé làm thịt rồi. Đáng chết Hắc Minh Tông, cũng dám làm phản. Bọn họ không có thủ hộ kết giới, toàn tộc đều chết chắc. Thánh lão nhóm tập hợp một chỗ, chỉ có thể vô năng gào thét. Mỗi người đều sắc mặt đau thương, tròn mắt tận nứt. Mà quân Đông Diệu, nhiều năm kiêu ngạo cùng tự cho là đúng, giờ phút này ầm vang ngã xuống. Hiện thực máu me đầm đìa, hắn đã khó có thể chịu đựng dạng này tan tác. Trước mắt từng màn, giống như nội tâm hoàn toàn bị xé rách một dạng. Thánh Vương, chúng ta nên làm cái gì a? Có tiếng người run rẩy, lần nữa thê thảm nói. Chạy a, quân Đông Diệu nói ra một câu khuất nhục lời nói. Câu nói này nói ra, toàn thân đều đang run rẩy, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng, vô cùng nhục nhã, cũng là kết cục. Thánh Thiên Phủ các bằng hữu, các ngươi không khỏi có chút lạc quan. Tại bọn họ chạy trốn phương hướng, Lý Vô Địch cầm đầu, Diệp Thiếu Khanh cùng Minh Hoàng tại hai bên trái phải. Tăng thêm đông đảo Hắc Minh quân tông lão. Còn có rất nhiều thánh chi cảnh giới trưởng lão, điện khanh, nhân số cơ hồ là đối phương gấp 2. Khả năng đến 2-3 cái trưởng lão, mới có thể ngăn cản một cái thánh lão. Nhưng mấu chốt là, bọn họ có Lý Vô Địch, có Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, có Vạn Sơn Kết Giới. Thậm chí còn có 99 con đế hoang long mạch, đã tụ tập, nhìn chòng chọc vào Thánh Thiên Phủ người.
Lý vô địch. Quân Đông Diệu hai mắt kim quang vạn trượng, nhìn lấy cái này đã từng không có ý nghĩa người đồng lứa. Một cái Đông Hoàng Tông chuyện cười lớn. Mà hắn Quân Đông Diệu, đã từng là Thánh Thiên Phủ cái này đệ nhất người truyền kỳ. Lớn mật Quân Đông Diệu, dám gọi thẳng lão tử ngươi tục danh. Lý vô địch quát lớn một tiếng, nhất thời để toàn trường cười to. Quân Đông Diệu quá kiêu ngạo. Đến mức bị nhục nhã một trận, hắn chỉ muốn tử chiến. Người khác quá đắc ý, xem nhẹ ta Thánh Thiên Phủ, thì các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, ngăn không được ta. Quân Đông Diệu gào thét. Tất cả thánh lão, theo ta cùng một chỗ, giết ra một đường máu. Khí thế là đủ. Nhưng là, Lý vô địch muốn làm, cũng là nghiền ép khí thế của bọn hắn. Đông Hoàng Tông các vị huynh đệ, rửa sạch nhục nhã thời điểm đến. Hắc Minh Tông các vị huynh đệ, huyết hải thâm cừu, là thời điểm báo. Hiện tại, mọi người còn dùng khách khí sao? Tuyệt đối không cần khách khí a. Giết! Song phương đội ngũ, trong nháy mắt trùng sát. Quân Đông Diệu lúc này còn dám chính diện giao phong, chỉ có thể nói, hắn thực sự quá kiêu ngạo, đến mức, cũng không tin Thánh Thiên Phủ quyết chiến bại. Ánh mắt của hắn khóa chặt Lý vô địch, mà Lý vô địch trong mắt màu đỏ ngòm, cũng để mắt tới hắn. Rầm rầm rầm. 99 đầu đế hoang long mạch cầm đầu, lao xuống mà đến, mỗi một vị thánh lão, cơ hồ đều bị hai đầu đế hoang long mạch chú ý, lại có mấy cái thánh chi cảnh giới vây công. Phốc phốc. Trong lúc nhất thời, theo thời gian trôi qua, thánh lão nhóm thi thể, nguyên một đám ẩm vang ngã xuống. Tại Vạn Sơn kết giới bên trong, đây chính là một trận nghiền ép. Tại tất cả thánh lão trước đó, Quân Đông Diệu tay cầm 30 đầu thánh thiên văn thánh thú binh, thánh thiên kim cương thần kích, bá đạo vô song. Cùng Lý vô địch giết cùng một chỗ. Hắn cũng là song sinh ngự thú sư, chỉ là trước đây chỉ có một đầu thần long lộ diện mà thôi. Hắn cấp 5 thánh thú cộng sinh thú, tên là Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long, Lý Thiên Mệnh đều được chứng kiến, chỉ là giờ phút này xuất hiện là hai đầu. Thiên Thánh Thần Quang, Thiên Cương Thần Thể, hai đại thần thông bạo phát, chướng mắt ánh sáng màu vàng xuyên thấu ra ngoài, ngưng tụ thành kim sắc cột sáng, thẳng hướng Lý vô địch. Ở trên trời cương thần thể thần thông chi hạ, hai đầu thánh thiên diệu kim thần long thân thể bành trướng cơ hồ gấp đôi, xem ra so với thượng cổ huyết ngục côn bằng còn muốn to lớn. Mà cái kia Quân Đông Diệu, cũng bị thiên cương thần thể gia trì, cả người tăng vọt cao hơn 6 mét, toàn thân như hoàng kim đúc thành, phía trên còn lập lòe ngôi sao màu vàng óng, xem ra tương đương nổ tung. Lý vô địch tại trước mắt hắn, tựa như là cái trẻ sơ sinh. Cái này Quân Đông Diệu. Ngược lại là so Tư Không Kiếm sinh mạnh hơn không ít, Vũ Văn Thái Cực nếu là không có Đông Hoàng Kiếm, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm. Ngay một khắc này, cái kia Thiên Thánh Thần Quang thần thông, trực tiếp để hóa thành huyết sắc đại côn thượng cổ huyết ngục côn bằng, một ngụm máu sắc dòng nước lũ tiêu trừ. Lý vô địch, đi chết đi. Quân Đông Diệu kêu gào, lấy Thánh Thiên Kim Cương thần kích thi triển thánh cảnh chiến quyết, bá thiên trảm thần. Ngươi ngay cả ta Thiên Cương thần thể đều không phá được. Quân Đông Diệu điên cuồng kêu gào. Thật sao? Lý vô địch lạnh giọng cười một tiếng. Sau đó, bạo phát. Một khắc này, huyết khí ngập trời. Quân Đông Diệu xác thực cũng không tệ lắm, chiến ý mãnh liệt, như là hoàng kim chiến thần, đại sát tứ phương, Lý vô địch có một hai đao, vậy mà không có đánh chết hắn. Nhưng là, thực lực của bọn hắn, cuối cùng không tại một cái cấp độ phía trên. Một trận huyết sắc cùng kim sắc ngập trời đại chiến. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhiệt huyết dâng trào, khí huyết quay cuồng. Cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng, lấy một địch hai, cùng Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, vảy rồng tung bay. Rầm rầm rầm. Cái kia Lý vô địch, đao đao thông thần. Đinh đương. Ngay một khắc này, hắn nghiền ép đánh tan Quân Đông Diệu, một đao quét ngang. Loảng xoảng. Một tiếng chói tai kim loại va chạm cắt chém thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Một đao kia chém vào Quân Đông Diệu trên cổ. Sau đó, trực tiếp chém xuống đầu của hắn. A, à, cái kia to lớn hoàng kim đầu, bị Lý vô địch xách ở trên tay thời điểm, còn tại kêu thảm. Ánh mắt của hắn chừng đến cùng chuông đồng giống như, thống khổ nhìn lấy Lý vô địch, chết không nhắm mắt. Hắn thi thể, ầm vang ngã xuống, chấn lên đầy trời bụi đất. Vạn chúng chú mục bên trong, Lý vô địch phóng lên tận trời. Dẫn theo Quân Đông Diệu cái kia cùng con voi đầu một dạng lớn thủ cấp, chấn thiên hống gọi. Đông cực thánh vương Quân Đông Diệu đã chết. Thánh thiên vệ, còn không đầu hàng. Hắn lúc nói chuyện, mê vụ tạm thời tiêu tán,
để tất cả thánh thiên vệ đều có thể nhìn đến quân Đông Diệu đầu lâu. Cái kia hoàng kim đầu lâu, chết không nhắm mắt, thực sự quá dễ thấy, quá lóng lánh. Giờ khắc này, thánh thiên vệ triệt để sụp đổ. Ha ha, ta cùng các ngươi đùa giỡn, đầu hàng cũng vô dụng, đều chết cho ta. Ầm ầm, Lý Vô Địch đem quân Đông Diệu hoàng kim đầu, đập xuống đất. Một cái hoàng kim đầu, nện đến mặt đất rạn nứt ra đường kính 100 mét hình lưới vết nứt. Sau đó, hắn bắt đầu đổ sát. Giết! Cuối cùng trùng sát kèn lệnh, rốt cục thổi lên. Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, người không chết, chính là ta vong. Người khác cũng phải làm cho người thây nằm 1 triệu, há có thể nhân từ, hại chết đồng bào. Giờ khắc này, tất cả Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân tâm bên trong cơ hồ nổ tung. Liền Lý Thiên Mệnh đều thêm vào trong đó. Còn lại Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ, lại nhìn thấy Thánh Lão nhóm toàn bộ chiến tử, bọn họ duy nhất nhớ đến sự tình, cũng là chạy trốn. 60.000 Vân Tiêu Vệ, trước mắt trốn tới vẫn chưa tới 10.000. Bọn họ căn bản cũng không có dừng lại, đều như chó mất chủ giống như, nguyên một đám máu me đầm đìa, hướng về phương Bắc Vân Tiêu kiếm phái phương hướng chạy trốn. Sau đó, Đông Hoàng cảnh tông môn chi chiến, lại không Vân Tiêu kiếm phái chuyện gì. Lần này tan tác, Vân Tiêu kiếm phái trong nháy mắt biến thành tam tứ lưu tông môn. Không có hơn ngàn năm, đều mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nhưng, Thánh Thiên Phủ cái này 70.000 đại quân thảm hại hơn. Bọn họ nhận lấy càng tính nhắm vào vây giết, nhất là đến từ Hắc Minh quân. Đã từng, Thánh Thiên Phủ nghiền ép bọn họ, chỉ ít có 30.000 Hắc Minh quân chiến tử. Tại chỗ Hắc Minh quân, cơ hồ đều có huynh đệ, bằng hữu chết ở trong đó, bọn họ lần thứ nhất tiến công Đông Hoàng Tông, kỳ thật đều không cam lòng. Bọn họ tránh thức muốn giết chính là Thánh Thiên Phủ người. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục toại nguyện. Giờ khắc này, coi như Lý Vô Địch muốn tha thứ Thánh Thiên Vệ, Hắc Minh Tông cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Sau cùng vây giết, tựa như là cự thú nuốt, còn lại Thánh Thiên Vệ, chết thì chết, thương thì thương. Có thể thuận lợi chạy đi Thánh Thiên Vệ, bất quá 5.000. Thánh Lão, bất quá 6 cái. Còn lại, hoặc là chết rồi, hoặc là thì bị bắt làm tù binh, triệt để tan tác. Chiến tranh kết thúc. Không hề nghi ngờ, Vân Tiêu kiếm phái cùng Thánh Thiên Phủ cơ hồ toàn quân bị diệt, tử thương vô số. Mà Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, mượn nhờ Vạn Sơn kết giới cùng rồi rào sĩ khí, tăng thêm Lý Vô Địch bọn người phá vỡ cao đoan chiến cục, tổn thương kỳ thật rất rất nhỏ. Đại đa số Vân Tiêu vệ cùng Thánh Thiên vệ, kỳ thật đều là bị vây giết mà chết. Bọn họ lần thứ nhất, cảm nhận được bị đối thủ vây giết chi phối hoảng sợ, đáng tiếc, không có lần sau. Lần này, Vân Tiêu kiếm phái cơ hồ hủy diệt, tông chủ Tư Không kiếm sinh bị giết. Lần này, Thánh Thiên Phủ trực tiếp hao tổn 1/3, Thánh Hoàng trưởng tử, Đông Cực Thánh Vương, tại chỗ chiến tử. Có thể lường trước, một trận chiến này đủ để cho toàn bộ Đông Hoàng cảnh oanh động 10 năm. Truyền vang ngàn năm. Thánh Thiên Phủ, tự cho là có thể dựa vào huyết tinh trấn áp, triệt để hàng phục chúng ta Hắc Minh Tông, để Hắc Minh Tông biến thành không có cốt khí chó săn, cũng là bọn họ sai lầm lớn nhất. Không ai có thể quên cừu hận, chỉ là, đang chờ đợi một cái cơ hội thôi. Cảm tạ Đông Hoàng Tông huynh đệ, cho chúng ta Hắc Minh Tông một cái cơ hội. Sau khi chiến tranh kết thúc, Minh Hoàng lệ nóng doanh tròng, thanh âm của hắn, vang vọng đất trời. Cảm tạ. Hắc Minh quân sôi trào hô hoán. Đều là nhiệt huyết nam nhi. Chúng ta cũng cảm tạ Hắc Minh quân huynh đệ, không có các ngươi, chúng ta làm sao có thể nghịch chuyển chiến cục. Lý Vô Địch, cũng để cho Hắc Minh tông người đều dễ chịu. Cái này, mới là sinh tử đồng minh. Tiếp đó, để cho chúng ta chờ mong, Thánh Hoàng nghe được tình hình chiến đấu về sau, phun máu 3 lần đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường lần nữa sôi trào. Bởi vì, tất cả mọi người rất chờ mong. Đương nhiên, đến đón lấy thu lấy chiến lợi phẩm, mọi người đồng dạng chờ mong. Vân Tiêu kiếm phái cùng Thánh Thiên Phủ tiếp cận 1/3 thế lực lưu lại bảo vật, đủ để cho Hắc Minh Tông cùng Đông Hoàng Tông, bởi vậy lớn mạnh. Lý Thiên Mệnh cũng cầm không ít bảo bối. Bất quá, hắn bỗng nhiên có chút dùng mình. Nhìn lại, đậu phộng, 99 con đế hoang long mạch, vậy mà lần nữa để mắt tới chính mình. Nói đúng ra. Hẳn là để mắt tới cộng sinh không gian bên trong cái thứ ba trứng. Càng chuẩn xác mà nói, là cái thứ ba trứng, để mắt tới những thứ này đế hoang long mạch. Không đúng sao, lão tam hẳn là song thuộc tính, mà cái này đế hoang long mạch là thổ thuộc tính linh tai, không đủ chèo chống cộng sinh hệ thống tu luyện.
bây giờ không phải là ấp trứng thời cơ, không nên vọng động. Bất quá, Thái Nhất Tháp chấn động, tựa hồ có hành động. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Thái Nhất Tháp có biện pháp trước tiên đem Đế Hoang Long Mạch thu lại. Giống Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông đang đánh quét chiến trường, cứu chữa người bị thương thời điểm, vạn vạn không nghĩ đến, cái kia Đế Hoang Long Mạch bỗng nhiên thoát ly trưởng khống. 99 con Đế Hoang Long Mạch, hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, theo dõi hắn, phát ra cùng kêu lên gào thét. Chuyện gì phát sinh? Mọi người thấy chính là, cái kia 99 con Đế Hoang Long Mạch, vậy mà từ trên trời giáng xuống, hướng về Lý Thiên Mệnh vào tới. Thiếu Tông Chủ. Phải biết, Đế Hoang Long Mạch lấy dạng này trùng sát, giết chết không ít địch quân, mà bây giờ, bọn họ vậy mà dùng ngang nhau phương thức đối phó Thiếu Tông Chủ. Người nào tại trưởng khống Đế Hoang Long Mạch, kết giới hạch bên kia có địch nhân? Không đúng, Thiếu Tông Chủ không có có kết giới tiêu ký, có người làm phản cũng không dùng. Không có có kết giới tiêu ký, là không thể nào bị kết giới linh tai tiến công, có người trưởng khống đều không được. Nói thật, đây hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa quang ở giữa. Liền Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh bọn họ đều không kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh liền đã bị Đế Hoang Long Mạch chìm ngập. Thiên Mệnh, Lý Vô Địch bọn họ vội vàng xông lên. Nhưng, Đế Hoang Long Mạch tàn phá bừa bãi, căn bản không ngăn cản được. Nếu như bọn họ là muốn giết Lý Thiên Mệnh, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền bị rảo sát thành cho tàn. Ông, tại mọi người kinh tâm động phách thời khắc, Đế Hoang Long Mạch trung gian bỗng nhiên lóng lánh bạch quang. Một tòa cự đại màu trắng bảo tháp, bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh vị trí, tựa hồ đem Lý Thiên Mệnh thủ hộ trong đó. Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp không phải tại Thánh Sơn phía trên sao? Đối toàn bộ Đông Hoàng cảnh tới nói, tuy nhiên hai đại thần vật đẳng cấp tương đương, nhưng cơ bản tất cả mọi người cho rằng, Đông Hoàng kiếm giá trị tại Thái Nhất Tháp phía trên. Nguyên nhân ngay tại ở, Thái Nhất Tháp bị cố định tại trên Thánh Sơn, lại người nào đều không thể vận dụng. Thái Nhất Tháp vậy mà tại thủ hộ Lý Thiên Mệnh. Nói xác thực hơn, là Thái Nhất Tháp đem 99 con Đế Hoang Long Mạch cho nuốt vào. Từng đầu Đế Hoang Long Mạch, tràn vào Thái Nhất Tháp bên trong, đem Thái Nhất Tháp nhuộm thành màu nâu nhạt. Thời gian không lâu lắm, mọi người còn không có kịp phản ứng, thanh thế to lớn Đế Hoang Long Mạch liền bị nuốt sạch sẽ. Thời khắc này Thái Nhất Tháp, khắp nơi linh tai chi khí lượn lờ, xem ra nặng nề rất nhiều. Sau đó, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, Thái Nhất Tháp liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lưu tại nguyên chỗ chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn xem ra lông tóc không thương, nhưng lại nhắm mắt lại, mi đầu hơi nhíu lấy, xem ra giống như có chút không thoải mái. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là không thoải mái, mà chính là ý thức của hắn, lần nữa đi tới một cái đủ để cho hắn rung động thế giới. Trước đây có hai lần giống nhau kinh lịch. Lần thứ nhất, hắn nhìn đến một đầu vĩnh hằng hỏa diễm phi điểu, nuốt sống mặt trời. Lần thứ hai, hắn nhìn đến một đầu trong hỗn độn đản sinh lôi ma, luyện hóa vạn giới. Đây là lần thứ ba. Hắn đứng tại vô tận hư không bên trong, nhìn đến chính là một cái cự đại vô biên thế giới. Đó là một khối không có tận cùng lục địa. Trên lục địa dãy núi trải rộng, có 9 tòa chí cao thần phong, thông suốt thượng thiên, vô cùng vô tận. Đồi núi bên trong, có vạn vạn ức chim bay cá nhảy, vạn vật sinh linh, bọn họ phi thiên độn địa, nắm giữ vĩnh hằng thọ mệnh. Tại lục địa này trên bầu trời, hằng tinh lập lòe, tản ra hào quang rừng rực. Lý Thiên Mệnh không có đếm, nhưng là hắn biết, chỉ ít có 90.000 vầng thái dương ngang lập giữa trời, liệt hỏa thiêu đốt cái này vô tận đại lục. Thế nhưng là cái này vô tận đại lục, ức vạn thần thổ phía trên sinh linh, vẫn nhẹ nhõm tiếp nhận, có thể thấy được trên đó mỗi một đầu sinh linh, đều là nghịch thiên thần vật. Mấu chốt là, đây bất quá là cái này vô biên đại lục một mặt, 9 tòa chí cao thần phong hướng lên trên một mặt. Mà tại đại lục này phản diện, thì là không có tận cùng biển cả. Hết thảy 9 tầng biển cả, nhất trọng chụp lấy nhất trọng, sâu nhất nhất trọng đã là vô tận hải để thâm uyên. 9 tầng biển cả bên trong, nắm giữ vạn vạn ức tôm cá các loại sinh vật biển, hình thể to lớn người, tự thân đều có thể so với một cái thế giới. Mà lại biển cả phía trên, hết thảy có 90.000 viên màu xanh lam ánh trăng, tản ra duyên dáng ánh sáng màu lam, để cái này vô tận 9 tầng biển cả, mỹ lệ vô song. Hai mặt đại lục, cùng loại viêm hoàng đại lục cùng trầm uyên chiến trường. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy cái này vô biên lục địa cùng hải dương, so với viêm hoàng đại lục không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, thậm chí đều không phải là một loại khái niệm. Đây là cái gì thế giới?
Lý Thiên Mệnh lần nữa để thái cổ hỗn độn cự thú cuồn cuộn rung động. Trách không được, bọn họ trong mắt có ngàn tỷ đầy sao. Phảng phất là trả lời nghi vấn của hắn, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện năm chữ. Hồng Mông Sơn Hải Giới. Đây rốt cuộc là tồn tại ở phương nào thế giới a? Thế nhưng là, đây quả thật là một cái thế giới sao? Lý Thiên Mệnh vì cái gì nhìn đến, cái này vô biên đại lục, ngay tại cái này hư không vô tận bên trong tiến lên, ngao du. Xem ra, cái này không chỉ là một cái vĩnh hằng cùng xa xưa thế giới, cái này vô biên đại lục cùng biển cả, bản thân liền là một cái sinh linh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc thấy được. Tại đại lục bốn phương tám hướng, giống như vươn bốn đầu to lớn vô biên chân con thú. Nói xác thực hơn, đây không phải là chân con thú, mà chính là long chảo. Đại đến cực hạn, thậm chí trên đó sinh tồn lấy vô số sinh linh long chảo. Trong đó một bên hai cái long chảo, chính là biển cả chi thủy hội tụ mà thành, có lít nha lít nhít màu xanh lam vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng, đều giống như một khối lục địa. Mặt khác một bên, thì là đồi núi chi đất tạo thành, có mọc đầy gai nhọn màu nâu vảy rồng. Mà lại, tại cái này Hồng Mông Sơn Hải Giới sau cùng chết, lại có một đầu tráng kiện long đuôi, kéo tại toàn bộ Hồng Mông Sơn Hải Giới, đằng sau. Cái kia long đuôi hết thảy 18 vòng, màu nâu cùng màu xanh lam vảy rồng giao nhau, tại cuối cùng nhất, một phân thành hai, hình thành hai cái gai nhọn. Như vậy, cái này, Hồng Mông Sơn Hải Giới, phía trước nhất lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh thị giác, chuyển rời đến vô biên hai mặt đại lục phía trước. Hắn thấy được, đó là hai cái to lớn đầu rồng. Bên trái vì màu nâu, phía bên phải là màu lam. Màu nâu đầu rồng, hậu trọng đại khí, màu xanh lam đầu rồng, mỹ lệ lập lòe. Đây là thuần chính nhất thần long, uy nghiêm bá khí, chính thống rộng rãi, như là đồi núi biển cả chi đế hoàng. Đúng vào lúc này, trên trời 90.000 vầng thái dương, hội tụ tại màu nâu đầu rồng trong mắt, 90.000 viên ánh trăng, hội tụ tại màu xanh lam đầu rồng trong hai mắt. Hai cái đầu rồng, triệt để được thắp sáng, theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Cái này không chỉ là một cái vô tận, Hồng Mông Sơn Hải Giới, mà lại, đây là một đầu thần long, một đầu hai đầu thần long. Này long, thế giới này vì thân thể, trên lưng chín tòa chí cao thần phong, dưới bụng nắm giữ chín tầng biển cả. Nó tầm bổ vạn vạn ức sinh linh, ngao du hư không, vô cùng vô tận. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh như thế nào lại không hiểu? Đây chính là Lão Tam A, con thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú. Lão Tam, lại là lấy thế giới vì thân thể hai đầu thần long. Đây rốt cuộc là cái gì long? Tạm thời tới nói, còn không có đáp án, trừ phi cái này Lão Tam chính mình ấp trứng đi ra. Huỳnh hỏa nuốt sống mặt trời, vì nóng rực chi hỏa, bao phủ vô tận thiên địa, tính tình nóng nảy. Miêu miêu vì lôi đình chi ma, lấy thế giới vì thực vật, ma khí ngập trời. Có điều, cái này Lão Tam, ngược lại là rộng rãi bá khí, thân thể lại là một cái Hồng Mông Sơn Hải Giới, cuối cùng có thái cổ hỗn độn cự thú dáng vẻ. Lần này, Lý Thiên Mệnh lão hoài trần an a. Tuy nhiên càng thêm rung động, nhưng dù sao có kiến thức, cho nên tâm tình coi như chấn định. Rất hiển nhiên Lão Tam còn không có ấp trứng, có thể là thái nhất tháp quan hệ, để cho mình sớm nhìn đến, nó trong trí nhớ hình ảnh. Mà liền tại thời điểm này, không ra Lý Thiên Mệnh đoán là, cái kia bàn tay lớn màu đen xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, một trường vỗ dưới, Hồng Mông Sơn Hải Giới phía trên, đồi núi sụp đổ, biển cả lăn lộn, vô tận sinh linh chết đi. Phanh phanh phanh, vảy rồng nổ tung, giống, cái kia thần long ngập trời nộ hống. Nhưng, ngăn không được cái kia bàn tay lớn màu đen. Sau đó hỗn độn luân hồi, do ta trưởng khống. Lại là câu nói này. 3. Bỗng nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, Lý Thiên Mệnh cảm giác chán có chút đau a, tốt giống mình bị người vỗ một cái. Cái nào chó? Còn không có mắng xuất ra thanh âm đến đâu, trước mắt hình ảnh toàn bộ biến mất, thay vào đó là Lý Vô Địch mặt to, đè vào trước mắt mình, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy chính mình. Ngươi đánh ta làm gì? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Không phải vậy, chính mình còn có thể nhìn nhiều vài lần, loại rung động này hình ảnh đây. Ngươi cái này hố cha đồ chơi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đậu đen rau muống. Lý Vô Địch khóc không ra nước mắt a. Lý Vô Địch, ngươi nhi tử không có sao chứ? Lại nói đế hoang long mạch đi nơi nào? Bên cạnh Minh Hoàng hỏi. Ha ha, để thái nhất tháp hút thu lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, không có việc gì.
một hồi ta thì thả lại Trầm Uyên chiến trường bên kia đi. Lý Vô Địch cười nói. Sau khi nói xong, hắn lại vội vàng hướng Diệp Thiếu Khanh nói. Huynh đệ, đuổi mau giúp một tay đem Minh Hoàng huynh đệ ái thê tiếp đi ra a. Thành, Diệp Thiếu Khanh nói. Minh Hoàng nghe được Hắc Hậu tin tức, liền mặc kệ Đế Hoang Long Mạch, theo Diệp Thiếu Khanh rời đi. Thiên mệnh, mau đưa Đế Hoang Long Mạch phóng xuất, đây chính là chúng ta tông môn bảo mệnh đồ chơi. Lý Vô Địch đem Lý Thiên Mệnh kéo qua một bên, vội vội vàng vàng nói. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hắn nhìn đến. Thái Nhất Tháp đã về tới cộng sinh không gian bên trong, tạm thời biến thành màu nâu, Đế Hoang Long Mạch đã hoàn toàn bị hấp thu, sau đó, nó vậy mà che ở viên thứ ba trứng phía trên. Xem ra, tựa như là tại ấp trứng A. Cái kia Đế Hoang Long Mạch, đã dần dần để cái kia viên thứ ba trứng hấp thu. Nhưng, đoán chừng là bởi vì thiếu khuyết thủy thuộc tính linh tai, tạm thời không thể ấp trứng. Nghĩa phụ, đây là Thái Nhất Tháp hút, ta làm không ra. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Đế Hoang Long Mạch, đó là Vạn Sơn kết giới uy lực cam đoan, không có về sau, Vạn Sơn kết giới uy lực chí ít hạ xuống một nửa. Nếu như ngang nhau binh lực lại tiến công một lần, vậy liền không xong. Đậu Phộng, người cái này nhưng là hố thảm ta, chưa thấy qua ngươi như thế hố cha đó a. Lý Vô Địch nói. Ta không có cách nào a, đều là Thái Nhất Tháp làm. Lý Thiên Mệnh cũng là dở khóc dở cười. Lại nói. Tiểu tử ngươi cái gì thời điểm đem Thái Nhất Tháp mang trên thân? Ta nói trên Thánh Sơn Thái Nhất Tháp, làm sao hoàn toàn mất hết hàm ý, nguyên lai để tiểu tử ngươi làm đi. Lý Vô Địch buồn bực nói. Lần trước Thái Nhất Tháp tranh phong, có cái lão đầu cho ta. Miêu tả một chút bề ngoài. Lý Thiên Mệnh giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Đó là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Lý Vô Địch trừng to mắt, đờ đẫn nhìn lấy hắn. Cho nên... Hâm mộ người a, tuổi còn trẻ cứ như vậy mã xoa trùng. Có điều, cái này cũng không cải biến được, ngươi là hố cha đồ chơi sự thật. Lý Vô Địch nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩa phụ, không cần để ý những chi tiết này. Ta muốn hỏi một chút Đông Hoàng cảnh nội, nơi nào còn có cùng loại Đế Hoang Long Mạch loại này linh tai, muốn thủy thuộc tính. Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Nam Thiên Tông hộ biển kết giới có 99 con Thương Lam Long Mạch. Cũng là đệ nhất tổ tiên làm. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Số tiểu tử, người muốn làm gì? Lý Vô Địch cảnh giác hỏi. Không, ta chính là muốn tìm cơ hội, đi Nam Thiên Tông du lịch một chuyến. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vạn Sơn kết giới chiến trường bên ngoài. Chiến bại, chết sạch, chết sạch. Hắc Minh Tông làm phản, đáng chết Hắc Minh Tông a. Thê thảm, tức giận gọi tiếng, liên tiếp. Ước chừng có 7-8 ngàn vân tiêu vệ. Hướng Vân Tiêu kiếm phái phương hướng chạy trốn. Tông môn triệt để phế đi, mấy ngàn năm cơ nghiệp, sụp đổ. Thiên hạ lại không Vân Tiêu kiếm phái. Đừng quản Thánh Thiên Phủ, đều nhanh chạy. Đừng nói là bọn họ, đối mặt cái này cực kỳ bi thảm hậu quả, may mắn trốn tới Thánh Thiên Vệ, trên cơ bản đều như con ruồi không đầu, triệt để tản ra tại vô tận núi hoang bên trong. Loại này giặc cùng đường, còn lại số lượng không nhiều, mà lại đã sớm bị đánh vỡ gan chó. Truy sát không có ý nghĩa gì. Hiện tại Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, chủ yếu là lấy linh túy chờ thuốc vật, tranh thủ thời gian cho người bị thương trị liệu, không thể bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Số lượng không nhiều Thánh Thiên Vệ, có hướng Thánh Thiên Phủ phương hướng trốn, có hướng Nam Thiên Đảo phương hướng trốn. Chỉ có sống sót mấy cái thánh lão, mới tụ tập tại nơi hẻo lánh chỗ quân niệm thương bên này. Không sai, quân niệm thương không chết. Hắn không có vội vã bước vào chiến trường. Vốn là muốn đợi sau cùng thu hoạch, tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Hắc Minh quân đã thêm vào chiến đoàn. Cho nên, hắn là ở bên ngoài trơ mắt nhìn Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ bị tàn sát, bên trong kêu thảm luyện một chút, quả thực như địa ngục nhân gian. Đông Hoàng Tông, Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh. Hắn dường như về tới cảnh vực chi chiến kết thúc ngày nào đó, nhìn tận mắt Nguyệt Linh Lang bị chém giết một khắc này. Mà lúc này, bị hủy diệt chính là Thánh Thiên Vệ. Hắn thậm chí tận mắt thấy, đại ca quân Đông Diệu bị trảm thủ, cái kia màu hoàng kim to lớn thủ cấp, dưới ánh mặt trời lóng lánh phát sáng. Nhìn đến cái kia hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng. Cừu hận chi hỏa, đã đem chìm ngập. Hiện tại quân niệm thương, hai mắt ở giữa tơ máu càng nhiều, bàn tay của hắn đặt ở Nguyệt Linh Lang quan tài thủy tinh phía trên, bỗng nhiên khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lấy Nguyệt Linh Lang an tường nằm, hắn lại nhớ tới mình nói qua. Để Đông Hoàng Tông thây nằm 1 triệu,
đem Nguyệt Linh lang táng tại thánh trên đỉnh ngọn núi câu nói kia. Mà bây giờ, lại là như thế châm chọc. Bây giờ bị giết đến máu chảy thành sông, chính là bọn họ thánh thiên phủ người. Làm sao lại chiến bại thành dạng này? Quân Niệm Thương trên hàm răng đều là huyết, vịn quan tài thủy tinh tay cầm, đều đang run rẩy. Hận ý, dần dần để một người, biến thành ma. Các ngươi thật sự là quá bất cẩn, hoặc là nói quá tự đại. Hắc Minh Tông tuy nhiên không có thủ hộ kết giới, như bèo trôi không dễ, nhưng các ngươi cũng muốn cân nhắc đến, Đông Hoàng Tông có thể sẽ cho che chở chỗ A. Hoặc là thì là các ngươi, bị bọn họ thần phục lơ là bất cẩn, hoặc là chính là, quá mức miệt thị địch nhân. Vân Chăn Chăn thản nhiên nói. Nàng tuy nhiên rất rung động, nhưng nói thật, chết lại không phải người của mình, nàng mới không đau lòng. Ngươi nói không sai, là chúng ta miệt thị địch nhân, trả giá nặng nề. Quân Niệm Thương tâm như hỏa thiêu. Lúc này thời điểm, Vạn Sơn kết giới mê vụ đã biến mất. Tại hắn vị trí này, có thể nhìn đến kết giới bên trong, trông chất như núi Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ thi thể. Quân Niệm Thương lần nữa, lòng như đao cắt. Ngươi chuẩn bị làm sao cho phụ thân ngươi, thông báo cái này tình hình chiến đấu. Vân Chăn Chăn ánh mắt nghiêm túc hỏi. Đã thua, nói thẳng là được rồi. Còn không có kết thúc đâu. Tiếp đó, cha ta nhất định sẽ giết sạch những súc sinh này. Quân Niệm Thương ánh mắt càng ngày càng huyết hồng. Quân Niệm Thương, ngươi không quá giống trước kia ngươi vô dục vô cầu, chỉ tu võ đạo, tâm tính tiêu sái. Hiện tại, có chút để cừu hận che đôi mắt. Vân Chăn Chăn thản nhiên nói. Lúc này thời điểm, Nguyên Sấm trở về, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng thụ thương. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đây. Vân Chăn Chăn nói. Kém một chút, ta để một trưởng bối đánh nhất quyền, muốn không phải hắn, ta kém chút liền giúp quân sư huynh, đem cái kia Lý Thiên Mệnh cho cầm ra đến rồi. Nguyên Sấm cắn răng nói. Hắn tại chiến trường, Quân Niệm Thương hỏi. Tại, còn giết không ít người, Tư Không Kiếm Sinh chính là hắn kết. Nguyên Sấm giữ tợn nói. Người này thật có ý tứ a. Vân Chăn Chăn lạnh cười nhạt nói. Nghe nhiều như vậy, nàng đều có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc ta không tiến vào. Quân Niệm Thương ánh mắt u ám nói. Người đi vào cũng không được việc, muốn không phải Trấn Ngục Huyền Vũ, ta đều kém chút ra không được, đám người này quá độc ác. Các ngươi lần này, thật là bị chơi chết. Nguyên Sấm bất mãn nói. Liền bọn họ quan chiến đều khó chịu. Nguyên Sấm, giúp ta một chuyện. Quân Niệm Thương bỗng nhiên chân thành nói. Nói thế nào? Ngươi lần trước nói, ngươi nhị thúc Nguyên Hồn, gần nhất đến Đông Hoàng Tông, ngươi giúp ta liên hệ hắn. Sau đó thì sao? Giúp ta giật dây, hỏi một chút hắn, Khôn Nguyên Tông có khả năng hay không, trợ giúp ta Thánh Thiên Phủ. Nguyên Sấm ngơ ngác một chút. Thành, mặc kệ kết quả, ta cho ngươi thông báo đúng chỗ. Chúng ta sư huynh đệ một trận, tối thiểu, giúp ngươi giết chết cái kia Lý Thiên Mệnh vấn đề không lớn. Nguyên Sấm ánh mắt lạnh lùng. Làm gì, người cũng hận lên rồi. Vân Chăn Chăn hỏi. Nguyên Sấm ha ha nở nụ cười. Đó cũng không phải. Nhưng, đời này cho đến bây giờ, để cho ta khó chịu người, đều cho ta làm thịt. Hắn cũng không thể ngoại lệ, đúng hay không? Nam Thiên Tông, Hoang Đảo. Thánh Thiên Phủ Đại Quân, chính nhàm chán cực độ, chuyện trò vui vẻ, chờ đợi lấy Đông Hoàng Tông bên kia truyền đến tin tức tốt đây. Ngay tại lúc này. Quân Niệm Thương cùng 6 cái thánh lão, mang theo không đến 2.000 tàn binh, cứ như vậy xuất hiện tại 180.000 thánh thiên phủ đại quân trước mặt. Mấu chốt là, Quân Niệm Thương còn mang theo Nguyệt Linh lang quan tài thủy tinh đâu, cái này khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Dù sao, mang theo thi thể chạy khắp nơi, xem ra không thế nào đúng, tựa hồ đối với người chết, cũng có chút không đủ tôn trọng a. Chuyện gì xảy ra? Thánh Hoàng, ba đại thánh vương. Hơn 100 vị thánh lão các loại nhân vật cao tầng, toàn bộ đi ra. Sau đó, lấy ánh mắt đờ đẫn, nhìn lấy Quân Niệm Thương bọn người. Thời gian dường như đứng im. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này triệt để tĩnh mịch. Thế nào, tiến công Đông Hoàng Tông sao? Thánh Hoàng ánh mắt thâm trầm, trầm giọng hỏi. Cha! Quân Niệm Thương bọn họ theo cổng sinh thú thân bên trên xuống tới, rơi trên mặt đất. Sau đó, cái này hơn 2.000 người. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong đó đa số thánh thiên vệ, trên thân dính đầy vết máu, sau đó bắt đầu khóc ròng ròng. Xem ra, quả thực vô cùng thê thảm. Dạng này một màn, gọi tại chỗ 180.000 người đều hai mặt nhìn nhau. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi về tới làm cái gì?
Đông Hoàng Tông bên kia tình hình chiến đấu ra sao? Cầm xuống sao? Tổn thất bao nhiêu? Còn lại ba vị thánh vương vội vàng hỏi. Trở về người giờ phút này đều cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên, mười phần bi thương, không người dám mở miệng nói chuyện. Kết quả là, ánh mắt mọi người, đều tụ tập tại quân Niệm Thương trên thân. Chuyện này, vốn nên từ hắn tới nói a. Cha! Quân Niệm Thương đầu dạp xuống đất, đầu đập xuống đất. Sau đó, thanh âm bi thương nói. Đại ca cùng Tư Không Kiếm Sinh, chỉ huy 130.000 đại quân, tiến công Đông Hoàng Tông. Vạn vạn không nghĩ đến, bước vào Vạn Sơn kết giới về sau, Hắc Minh Tông vậy mà làm phản, cùng Đông Hoàng vệ cùng một chỗ vây giết chúng ta. Bọn họ xuất hiện, quá mức đột nhiên, tin tức hoàn toàn phong bế. Hắc Minh Tông cường giả, để Vạn Sơn kết giới uy lực tăng lên gấp đôi trở lên. Tăng thêm Lý Vô Địch, ngay từ đầu thì chém giết Tư Không Kiếm Sinh, dẫn đến Vân Tiêu vệ tan tác. Chúng ta 130.000 đại quân, chạy ra không đủ 20.000 người. Sau cùng, đại ca, cũng bị Lý Vô Địch chém giết. Trận này tông môn chi chiến, chúng ta thua. Thua rất thảm. Không ai ngăn cản Quân Niệm Thương nói chuyện. Làm hắn lấy bi thương ngữ khí, đem những lời này sau khi nói xong, toàn bộ trên hoang đảo, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Ha ha, Niệm Thương, ngươi người lớn như vậy, khác đùa kiểu này, nhàm chán a. Hắc Minh Tông liền thủ hộ kết giới đều không có, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám làm phản. Nam Linh Thánh Vương cười nói. Hắn quay đầu muốn cho tất cả mọi người nhẹ nhõm một chút, nhưng là phóng nhãn nhìn sang, 180.000 thánh thiên vệ, mỗi người sắc mặt, đều đã trắng bệch. Thậm chí, ánh mắt đã đỏ bừng. Cầu Thánh Hoàng trách phạt. Trong lúc nhất thời, còn lại hơn 2.000 thánh thiên vệ, toàn bộ dập đầu, khóc ròng ròng. Loại này thê thảm, thống khổ, không phải diễn xuất, càng không phải là nói đùa. Thì, chỉ còn lại các ngươi nhiều người như vậy rồi. Coi như không địch lại, cần phải còn có rất nhiều người có thể chạy ra kết giới đi, người đâu. Đông Cực Thánh Vương, chết rồi. Quân Niệm Thương lần nữa dập đầu, máu và nước mắt rơi xuống. Vâng, thì một chữ này, để bọn hắn toàn quân xôn xao. Không, rất nhiều người, ngửa mặt lên trời khóc ròng. Trên hoang đảo, trong nháy mắt lâm vào thê thảm không khí bên trong, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, tê cả da đầu. 70.000 thánh thiên vệ, 60 thánh lão, chỉ còn lại các ngươi nhiều người như vậy rồi. Nam Linh Thánh Vương run rẩy nói. Vâng, Quân Niệm Thương không ngừng dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. A, à, rất nhiều thánh lão, thánh thiên vệ, đã té ngồi trên mặt đất, nguyên một đám vạn kiếm xuyên tâm. Phốc, mọi người xem xét. Cái kia thánh hoàng che ngực, liên tục thổ huyết 3 lần, lùi lại 3 bước, kém chút cũng ngồi dưới đất. Đây là tất cả mọi người, lần thứ nhất nhìn đến, thánh hoàng tâm tình ba động lớn nhất một lần. Tại bọn họ trong ấn tượng, người này nhưng cho tới bây giờ đều tính tình ổn định, chưa từng có một tia biến hóa. Bao quát lần trước bị cướp đi Đông Hoàng Kiếm. Thế nhưng là lần này, quân Đông Diệu chiến tử, 70.000 thánh thiên vệ thương vong, toàn quân bị diệt. Hắn quả thật trực tiếp thổ huyết. Sắc mặt đã trắng bệch. Đây là khai chiến đến bây giờ, Thánh Hoàng chịu đựng được lớn nhất đả kích. Thánh Hoàng. Rất nhiều người đều mười phần lo lắng. Đông Diệu thi thể, mang trở lại chưa? Hắn âm thanh run rẩy hỏi. Không có, Quân Niệm Thương chỉ có thể không ngừng dập đầu. Ai cũng biết, Thánh Hoàng muốn không tổn hại một binh vừa đem, cầm xuống toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Nhưng bây giờ sự thật, tuyệt đối đánh mặt, đối phương còn không có tổn thất. Ngược lại là hắn Thánh Thiên Phủ, trực tiếp bị hủy diệt tiếp cận 1/3. Chỉ sợ bọn họ, nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại kết quả này a. Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, tất cả mọi người cùng một chỗ đẫm máu và nước mắt nộ hống. Oanh, Thánh Hoàng bên người, chỉ ít hơn 1.000 người, bị chấn động đến lui về sau một bước. Chỉ thấy hắn, nằm sấp trên mặt đất, trái tim đều đang chảy máu. Quân Thánh Tiêu, đúng vào lúc này. Lại có một thanh âm, đến từ Nam Thiên Đảo phương hướng. Có 2 bóng người, xuất hiện tại cái kia to lớn bóng nước bên ngoài. Theo thứ tự là Vi Sinh Thương Nguyên cùng Vi Sinh Thiên Lan. Giờ phút này, cái kia Vi Sinh Thương Nguyên, thống khoái cười to. Quân Thánh Tiêu, ngươi cả một đời đều chưa từng bại. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, thua lần thứ nhất, thất bại đến thảm như vậy. Ở sau lưng hắn, còn có rất nhiều Nam Thiên Tông cường giả. Từng cái đứng tại hộ biển kết giới bên ngoài.
Ngươi muốn vô hại cầm xuống Đông Hoàng cảnh, muốn để cho người khác làm ngươi chó săn, cho ngươi làm pháo hôi, vì ngươi Thánh Thiên Phủ chịu chết. Ngươi tự cho là bày mưu tính kế, tự cho là trưởng khống đại cục, hiện tại mới phát hiện 10 phần sai đi. Muốn lợi dụng người khác cho ngươi bán mạng, không đem mạng của người khác làm người nhìn, sớm muộn có một ngày, ngươi tự ăn quả đắng. Đây hết thảy, đều là ngươi mấy chục năm qua, diệt tuyệt thiên đạo nhân luân báo ứng. Vi sinh thương nguyên rất thoải mái. Thoải mái nhất là, đây đều là làm ác người báo ứng. Ai cũng đừng quên, bốc lên chiến tranh, muốn hủy diệt người khác là ai. Ỷ thế hiếp người, đùa bỡn hắn tính mạng người chính là ai. Quân Thánh Tiêu, có loại tới, chúng ta Nam Thiên Tông không sợ ngươi. Bằng không, ngươi cũng đừng tránh ở phụ cận đây, làm một đầu sợ chó, không dám động thủ. Ta Vi sinh thương nguyên, xem thường ngươi. Ha ha, Nam Thiên trong tông. Truyền đến vô số người chế nhạo. Đây quả thực là họa vô đơn chí, là sắc bén nhất bổ đao. Im miệng. Thánh Thiên Phủ rất nhiều người đều đang gào thét, nhưng, dạng này cơ hồ bại lộ vị trí của bọn hắn. Đây là bọn họ từ trước tới nay biệt khuất nhất một lần. Thánh Thiên Phủ, thứ hèn nhát, kẻ hèn nhát, ghé vào nhà chúng ta cửa làm cái gì, các ngươi là chó sủ sao? Ha ha. Tuy nhiên, hiện tại 180.000 Thánh Thiên Phủ đại quân, nhân số là gấp đôi bọn họ nhiều. Nhưng, hao tổn 1/3 Thánh Thiên Phủ, chính là sĩ khí đê mê nhất thời điểm. Nếu là bọn họ cường công Nam Thiên Tông, mặc kệ có thể hay không cầm xuống, đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Chí ít, đến tái chiến chết 100.000. Thậm chí còn không ngừng, bởi vì hiện tại Nam Thiên Tông, chính là sĩ khí lớn nhất bàng bạc thời điểm. Không thể trúng kế. Một khi cái kia hai đại tông môn trợ giúp mà đến, chúng ta sẽ chỉ tổn thất càng nặng nề hơn. Nói thật, tổn thất 70.000, đã vượt qua Thánh Hoàng cực hạn chịu đựng. Còn chưa động thủ, thật chỉ có thể làm chó sủ sao. Có thể từng muốn, bọn họ tự nhận là chí cao vô thượng Thánh Thiên Phủ, cũng sẽ có như thế sỉ nhục một ngày. Cơ hồ mỗi người, đều giận đến giận sôi lên. Cười người chớ vội cười lâu, quân Thánh Tiêu, chạy trở về ngươi Thánh Thiên Phủ làm rùa đen đi thôi. Vi sinh thương nguyên lần nữa cười to. Nam Thiên Tông, Vi sinh thương nguyên. Giết bọn hắn. San bằng Nam Thiên Tông. Mấy vạn thánh thiên vệ, tức giận đến sắp thổ huyết. Tất cả mọi người, đều đang nhìn bị khuất nhục Thánh Hoàng. Bị nhục nhã thành dạng này, muốn nén giận sao? Kết quả, Thánh Hoàng ngẩng đầu thời điểm, đã lau đi ngoài miệng vết máu. Ánh mắt của hắn, đã lạnh phai nhạt đi. Sau đó, vạn chúng chú mục bên trong. Hắn giơ tay lên, nói một câu nói. Rút quân, về Thánh Thiên Phủ. A, Thánh Thiên vệ toàn thể ngốc trệ. Tuy nhiên mọi người đều biết, Thánh Thiên Phủ lần này thụ trọng thương, đã từng ngàn năm qua, kéo ra tông môn chênh lệch, tiền bối bố cục, tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa, không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy như chó mất chủ rời đi. Bị chúng ta dạng này nhục nhã, cứ như vậy xám xịt chạy, mất mặt xấu hổ a. Chạy trở về nhà ăn cứt chó đi thôi. Nam Thiên Tông bên kia, lại là một trận ầm vang cười to. Sau đó, giờ phút này toàn quân đều bao phủ tại khuất nhục trong không khí, rất nhiều người chảy xuống khuất nhục nước mắt. 180.000 đại quân đi tới nơi này, cái gì cũng không làm. Đương nhiên, lớn nhất mất mặt vẫn là Thánh Hoàng, vẫn là quân gia. Bất quá, Vi sinh thương nguyên nói câu nói kia rất có đạo lý. Cười người chớ vội cười lâu. Cho là mình huyết tinh trấn áp liền có thể đùa bỡn xà hạt, lại quên đi đối phương cũng có huyết tính, liều chết phía dưới, cũng sẽ cắn hắn một cái. Cái này một miệng, đã gọi Thánh Thiên Phủ, ruột gan nứt từng khúc. Loại này chế nhạo, ngàn năm qua, Thánh Thiên Phủ đô không có bị qua, bọn họ này 1.000 năm, quá cường đại, rất thư thái. Mà bây giờ, đã từng cho người khác mang đến cực khổ, từng cái hoàn trả. Bên trong thiên địa, màu bạch kim quân đoàn. Phiền muộn mà đi. Tại một đầu màu tuyết trắng to lớn thần long phía trên, Thánh Hoàng cùng quân Niệm Thương cha con, ngồi đối diện nhau. Cuồng phong gào thét, cha con bọn họ tóc dài, đều đã bay lên. Hai người cũng đã ánh mắt trầm tĩnh, giống như có lẽ đã từ lúc đánh bên trong, phản ứng lại. Phụ thân, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, những heo chó này, đều sẽ bị giết hại sạch sẽ, đúng không? Quân Niệm Thương ánh mắt sáng rực nói. Đúng. Có lẽ, đây là quân Thánh Tiêu hứa hẹn với hắn. Bọn họ nói không sai,
đời ta, thì bại lần này, giáo huấn quá lớn. Nhưng là, sẽ không còn có lần thứ hai. Quân Thánh Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn lấy cái này mênh mông thiên địa, trong mắt lạnh lùng, càng thêm lạnh lẽo. Phụ thân, ta cho ngươi dẫn tiến một người. Quân Niệm Thương nói. Người nào? Khôn Nguyên Tông, Nguyên Hồn. Quân Niệm Thương nói. Ta cũng đang muốn tìm hắn. Thánh Hoàng trong ánh mắt bắn ra một vệt kim quang. Thánh Hoàng tìm ta, thụ sủng nhược kinh. Đúng vào lúc này, một cái hắc ảnh vượt qua thiên địa, đi tới Bạch Long phía trên. Bóng đen kia bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong, cả người giống như không có gì huyết nhục, thoạt nhìn như là một người mặc hắc bào hồn phách. Hắc bào đầu, có một đôi thầm con mắt màu xanh lục, giống như là hai ngọn ánh nến, tản ra quỷ dị quang mang. Bái kiến Thánh Hoàng, người áo đen giơ tay lên thời điểm, tay cầm theo hắc bào bên trong lộ ra, quả nhiên mười phần khô gầy. Nguyên Hồn, đã lâu không gặp. Đến ta Đông Hoàng cảnh, vì sao không đến Thánh Thiên Phủ, để cho ta vì ngươi bày tiệc mời khách. Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, ánh mắt so trước đây trầm tĩnh quá nhiều. Có thể chịu được khuất nhục, còn có thể đả kích phía dưới, phong khinh vân đạm, mới thật sự là đại nhân vật. Đổi lại người khác, hoặc là thẳng hướng Đông Hoàng Tông, hoặc là giết hướng Nam Thiên Tông, cái nào sẽ trực tiếp rút quân. Mà lại, hắn trả cấp tốc giải thoát đi ra, khôi phục lý trí. Thánh Hoàng vội vàng nhất thống Đông Hoàng cảnh, bỉ nhân bất quá là du sơn ngoạn thủy, tự nhiên không dám đánh nhiễu Thánh Hoàng. Người áo đen nói, bị bại quá thảm, để ngươi chê cười. Thánh Hoàng cười khổ nói. Thánh Hoàng nén bi thương, nói thật, ta trước đó vài ngày nhìn chung chiến cục, cũng không nghĩ tới, cái này Lý Vô Địch có thể làm đến bước này. Người áo đen nói, chuyện quá khứ, không cần thiết bàn lại, nguyên sấm phải chăng cùng ngươi đã nói ta ý nghĩ. Thánh Hoàng hỏi, hắn nói qua, ý của ngươi như nào, hoặc là nói, Khôn Nguyên Tông ý như thế nào. Đi thẳng vào vấn đề. Đúng, nói thẳng đi. Nếu như Thánh Hoàng nguyện ý đem Vân Tiêu Kiếm phái khống chế 130 quốc thổ chỗ, đặt vào Khôn Nguyên cảnh phạm vi, đưa cho Khôn Nguyên Tông, vậy chúng ta liền phái ra từ bản thân tự mình tọa chấn. Mang theo trên trăm tông lão 150.000 khôn nguyên vệ, trợ giúp Thánh Hoàng, thẳng đến Thánh Hoàng nhất thống Đông Hoàng cảnh đến. Nguyên Hồn mỉm cười nói. Công phu sư tử ngoạm đi, một chút liền muốn ta Đông Hoàng cảnh 1/5 địa bàn. Thánh Hoàng ánh mắt thiêu đốt nói. Thánh Hoàng, cũng không thể nói như vậy, chúng ta xuất động nhiều người như vậy, hộ tống Thánh Hoàng tử chiến, đó là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, không có thu hoạch, không ai nguyện ý tới. Lại nói. Hiện tại Vân Tiêu Kiếm phái phế đi, cũng không quản được lãnh thổ lớn như thế. Khôn Nguyên cảnh cùng Vân Tiêu Kiếm phái giáp giới, chúng ta Khôn Nguyên Tông, khoảng cách Vân Tiêu Kiếm phái thêm gần đây. Thánh Hoàng nhất định biết, chúng ta Khôn Nguyên Huyền Vũ nhất tộc làm việc, đều mười phần thành thật, xưa nay không có kẻ mặc cả. Mà lại, Thánh Hoàng là bạn tốt của chúng ta, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, chính là nhà của chúng ta tộc phẩm chất. Không biết Thánh Hoàng ý như thế nào? Người áo đen trong mắt lục hỏa phun trào. Ha ha! Thánh Hoàng cười cười, sau đó khoát khoát tay, hỏi. Cái gì thời điểm xuất binh? Đây cũng là đáp ứng. Thánh Hoàng sảng khoái. Đưa tặng cương vực, đến thông qua thời cổ thần quốc xét duyệt. Nếu như Thánh Hoàng hôm nay thì truyền tin thời cổ thần quốc, thần đô, đưa ra đưa tặng cương vực xin, các loại thần quốc xét duyệt đồng ý, để cái kia mảnh cương vực chính thức thuộc về Khôn Nguyên Tông, chúng ta thì lập tức xuất binh. Nguyên Hồn tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Như vậy, ngắn thì 1 tháng, nhiều thì 3 tháng. Thánh Hoàng lẩm bẩm nói. Thế nào, Thánh Hoàng đã đợi không kịp sao? Nguyên Hồn cười hỏi. Ngươi đoán? Ha ha, ta không đoán ra được, nhưng mà, Thánh Hoàng chính là thiên mệnh chính thống, nhất thống Đông Hoàng cảnh, ở trong tầm tay. Mà Quân Niệm Thương, yên lặng nhìn lấy bọn hắn nói hết thảy. Hắn biết, Đông Hoàng cảnh trên vạn năm đến. Cho tới bây giờ đều không có mất đi bất luận cái gì cương vực. Mà phụ thân làm Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả, vậy mà vì Khôn Nguyên Tông giúp đỡ, đưa ra Đông Hoàng cảnh 1/5. Đây là đệ nhất Thánh Hoàng, vẫn là thiên cổ tội nhân. Hắn không có đáp án. Nhưng, hắn đột nhiên minh bạch. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thánh Thiên Phủ cùng Thánh Hoàng, cũng sẽ không tiếp tục khí định thần nhàn. Đừng nhìn phụ thân còn có thể cười, ánh mắt trầm tĩnh như thủy. Nhưng kỳ thật, lần này chiến bại, trong lòng của hắn, đã như núi lửa bạo phát đi. Đại chiến vừa mới kết thúc không lâu, Diệp Thiếu Khanh vừa phái đi Chu Tước Quốc Đông Hoàng vệ, thì có một người trở về.
cầm trong tay hắn một phong thư, giao cho Lý Thiên Mệnh. Nhìn nét chữ, đây là Vệ Tịnh gửi thư. Ta vừa trở lại Diễm Đô, mẹ viết thư cho ta làm cái gì? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, mở ra bức thư. Trên thư viết, Thiên Mệnh, người Dương Thúc cộng sinh thú tiến hóa làm thánh thú về sau, thực lực mạnh không ít. Chúng ta muốn đi ra bên ngoài du lịch, nhìn xem thế giới vạn lý sơn hà. Lần sau gặp mặt, người đoán chừng phải hô Dương Thúc vì phụ thân. Chớ đọc, Lý Thiên Mệnh xem hết, não tử trực tiếp lớn ba vòng. Đậu phộng, quá điên cuồng a. Hắn thật sự là một mặt mộng bức a. Bọn họ làm ra, ta dựa vào, ta cha Lý Mộ Dương làm sao bây giờ? Cứ như vậy đem ta cha tái rồi. Trung niên nhân thế giới phức tạp như vậy sao? Hắn mộng nửa ngày, mới dần dần bình tĩnh lại. Trở về Đông Hoàng Vệ nói, hai người bọn họ là cùng mọi người cáo biệt về sau mới rời khỏi. Có Mộ Dương bảo hộ, vấn đề an toàn cũng không lớn. Nhưng mấu chốt là, nói thế nào lục thì lục, ta cái này làm nhi tử một chút chuẩn bị cũng không có a. Hắn nét mặt bây giờ, gọi là ngũ vị tạp trần a. Đáng đời ngươi Lý Mộ Dương, thả mẹ ta 20 năm bổ câu, không lục ngươi lục ai. Hắn nghĩ, bất kể như thế nào đều là mẫu thân lựa chọn. 20 năm, nàng chỉ sợ cũng buông xuống. Đến mức Lý Mộ Dương, thấy đều chưa thấy qua, cũng chưa từng xuất hiện qua, hắn cũng không quản được lên. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Chí ít, hắn tin tưởng Vệ Tịnh cách đối nhân xử thế. Thánh Sơn, đỉnh núi, đình nghỉ mát. Lý Vô Địch nằm tại đình nghỉ mát trên đỉnh, phơi nắng, uống chút rượu, nhìn lấy vân quyển vân thư, khẽ hát, sảng khoái cùng cực. Đình nghỉ mát dưới, thanh y quân tử Diệp Thiếu Khanh, một bên loay hoay trong tay quạt giấy, vừa nói, nghe nói Thánh Hoàng nghe nói chiến báo, tại chỗ thổ huyết. Thật là thoải mái. Không chỉ là thổ huyết. Hắn tại Thánh Thiên Vệ trước mặt, bị Nam Thiên Tông nhục mạ, khiêu khích, lại chỉ có thể co đầu rút cổ lui binh. Tránh về Thánh Thiên Phủ, cái này mới kêu thống khoái. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Có điều, hắn loại nhân vật này, bị nhục nhã thành dạng này, còn dám yên ổn rút quân, nói rõ khó đối phó. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng, ta đoán chừng, đến đón lấy không có bảy thành trở lên nắm chắc, hắn sẽ không lại xuất thủ. Quân Đông Diệu bị ngươi giết, hắn nhịn không được quá lâu, tuyệt đối phải cùng chúng ta không chết không thôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể nhịn được lâu một chút, dạng này ta nắm chắc ngược lại lớn. Quá lâu cũng không được, Hắc Minh Tông huynh đệ, dù sao cũng phải về bọn họ Hắc Minh Động đi. Vậy thì nhất định phải để Thánh Thiên Phủ, nặng hơn nữa sáng tạo một lần. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Đột nhiên cảm giác được có chút mập mờ. Ta nhổ vào, hai người đồng thời chê nhổ một ngụm nước bọt. Nhưng loại này ăn ý, lại để cho bầu không khí biến đến lúng túng. Lại nói người quyết định không lại cưới sao? Diệp Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, xấu hổ hỏi. Không cần đến, ta có hậu, ngươi thì sao? Lý Vô Địch nói. Ta không có ưa thích, mỹ quá nhiều người, hoa mắt a. Diệp Thiếu Khanh nói. Hai người lại liếc nhau. Thảo. Hai cái độc thân nam nhân lăn lộn cùng một chỗ, bầu không khí cũng là giống như mê xấu hổ. Đúng rồi, vừa rồi Viên Hồn Thiên lên đến hồi báo cho ta một việc. Lý Vô Địch nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Hắn trên chiến trường, thấy được Khôn Nguyên Tông thiếu tông chủ Nguyên Sấm. Người đoán Khôn Nguyên Tông hội muốn nhúng tay. Đông Hoàng cảnh nội loạn, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau, nếu như là ngươi, sẽ tới hay không vơ vét một thanh chỗ tốt? Lý Vô Địch hỏi. Sẽ, nhưng Thánh Hoàng đáp ứng không? Diệp Thiếu Khanh nói. Trước kia hắn sẽ không đáp ứng, hiện tại, không nhất định. Tại lão tử trước mặt trang cái gì tỉnh táo, người nào không biết người quân thánh tiêu, lòng như đao cắt. Lý Vô Địch nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đang chuẩn bị tới cho Diệp Thiếu Khanh rót một ly, bỗng nhiên ở giữa, sau lưng mát lạnh, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ai? Lý Vô Địch đột nhiên quay đầu. Diệp Thiếu Khanh cũng tại trong lương đình đứng lên, trong tay đã xuất hiện thanh hỏa huyền thiên kiếm. Nơi này là Đông Hoàng Tông Thánh Sơn, nơi nào sẽ có cường giả. Vô thanh vô tức, xuất hiện tại thiên chi thánh cảnh Lý Vô Địch bên người. Lý Vô Địch nhìn lại, phía sau của hắn đứng đấy một vị áo đen tóc đen nam tử. Người này cùng Lý phong cách Vô Địch hoàn toàn khác biệt, tướng mạo ôn tồn lễ độ, nhưng lại thần bí như một cái vòng xoáy màu đen. Nhất là hắn một đôi mắt, cái kia tựa như là hai cái gương. Ánh mắt vì kính, không thể tưởng tượng.
Cùng hắn bắt đầu so sánh, bên cạnh hắn vị kia thiếu nữ trẻ tuổi, lộ ra bình thường rất nhiều. Bất quá, Lý Vô Địch liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này thiếu nữ trẻ tuổi, lại là Lý Thị Thánh tộc ba kiếp luân hồi chi thể. Ngươi đến cùng là ai? Lý Vô Địch quất ra xích huyết hoang đao. Chờ một chút. Diệp Thiếu Khanh vội vàng tới đè xuống hắn, sau đó ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy người tới, hỏi. Mộ Dương huynh đệ, làm sao ngươi tới cái này? Mấu chốt là, hiện trong mắt hắn Mộ Dương, cùng vài ngày trước nhìn đến cái vị kia, quả thực có thiên địa khác nhau. Ngươi biết bọn hắn, Lý Vô Địch nghi hoặc hỏi. Vị này là thiên mệnh mẫu thân, mà vị này là hắn. Phụ thân, Mộ Dương trầm giọng nói. Lý Vô Địch ánh mắt sáng lên, vỗ đùi, cười to nói. Ta nói làm sao bỗng nhiên có cùng chung chí hướng cảm giác, nguyên lai là thông gia, a à không đúng. Nguyên lai là người trong đồng đạo a, đều là thiên mệnh cha hắn. Ngươi đừng đùa, hắn là cha, ngươi là tặng miễn phí cha. Diệp Thiếu Khanh đậu đen rau muống nói. Nhưng hắn trong lòng vẫn là rất rung động, bởi vì hắn càng là nhìn Mộ Dương, thì càng có cảm giác da đầu tê dại. Mộ Dương huynh đệ, xin hỏi ngươi cùng vài ngày trước vị kia, còn là một người sao? Hắn nhớ đến khi đó, Lý Thiên Mệnh cũng không nói đây là cha hắn a. Hắn nhìn ra được, cái này ánh mắt hai người đều cực kỳ nghiêm túc, thậm chí, phức tạp. Vâng, Vệ Tịnh trả lời, cuối cùng để Diệp Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Ta đã sớm suy đoán, Mộ Dương huynh đệ không phải người bình thường, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả là thế. Trách không được có thể có thiên mệnh thiên phú như vậy ngang dọc nhi tử. Không biết hai vị đến đây Đông Hoàng Tông, nhưng là muốn tìm hắn. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Chúng ta không tìm hắn, tìm các ngươi. Mộ Dương nói. Có việc chậm rãi trò chuyện, huynh đệ tới trước uống một chén, nếm thử ta Đông Hoàng Tông rượu ngon. Lý Vô Địch thoải mái cười nói. Không được, chúng ta không thể lưu lại quá lâu. Lý huynh, Diệp huynh, chúng ta hôm nay đến đây, muốn mời hai vị giúp điểm bận bịu. Mộ Dương chắp tay nói. Huynh đệ có nhu cầu gì nói thẳng, nhìn ở thiên mệnh phân thượng, người ta chính là thân huynh đệ, đừng khách khí. Lý Vô Địch nói. Ta muốn tốt nhất thần nguyên, tận khả năng nhiều tài nguyên tu luyện, tốt nhất là Thánh Thiên Văn Bảo Ngọc. Mộ Dương nói ngay vào điểm chính. Ồ, Lý Vô Địch cùng Diệp Thiếu Khanh liếc nhau một cái. Nói thật, trong lòng bọn họ tương đương kinh ngạc. Nhưng, Lý Vô Địch trực tiếp mở miệng nói. Huynh đệ cần gì thuộc tính thần nguyên? Núi, hoặc là nước, hoặc là sơn thủy. Không có vấn đề, sơn thủy song thuộc tính, trung phẩm thiên cấp thần nguyên, đã là ta có thể lấy ra tốt nhất. Lý Vô Địch nói. Tông chủ, vô cùng cảm tạ ngươi, thiên mệnh có ngươi như vậy hào sảng nghĩa phụ, thật sự là vận khí của hắn. Vệ Tịnh cảm động nói. Trung phẩm thiên cấp thần nguyên, đủ để cho cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 5 thánh thú. Nói thật. Đây là một cái tông môn tối cao bảo tàng. Lý Vô Địch một chút đều không do dự, trực tiếp cầm ra. Tẩu tử không cần khách khí. Lý Vô Địch nói xong, trong tay lấy ra một thanh tu di giới chỉ, nói. Mộ Dương huynh đệ, chúng ta mấy ngày nay vừa đánh thắng một trận, cầm không ít chiến lợi phẩm. Trong này, bao gồm Vân Tiêu Kiếm Phái Tông Chủ và Thánh Thiên Phủ Đông Cực Thánh Vương các loại, hết thảy hơn 10 vị thánh chi cảnh giới tùy thân bảo vật. Đều đưa ngươi. Không cần khách khí. Hắn nổ là hào khí, liền Tư Không Kiếm Sinh cùng Quân Đông Diệu tùy thân tài vật, đều thẳng tiếp đưa cho Mộ Dương. Lý huynh, vô cùng cảm kích, quay đầu có cơ hội, nhất định hoàn trả. Mộ Dương nói. Không dùng, biển người mênh mông, gặp lại là duyên phận. Không cần để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể, nếu là không đủ huynh đệ cứ việc nói, ta chỗ này còn có. Cảm tạ, Mộ Dương thật sâu nhìn bọn họ liếc một chút. Sau đó đối Lý Vô Địch nói, vừa vặn, ta cũng họ Lý, chúng ta là bản gia. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lần nữa cảm tạ hai vị, thời gian khẩn cấp, chúng ta đi trước. Mộ Dương nói, không nhìn một chút thiên mệnh. Không dùng, mặt khác mời hai vị, đừng nói cho thiên mệnh chúng ta tới qua. Mộ Dương nói, vì sao, Diệp Thiếu Khanh hỏi. Nhân sinh gặp gỡ có chút biến hóa, chúng ta cần muốn chạy trốn lấy mạng. Mộ Dương nói. Minh bạch, lại sẽ lan đến gần thiên mệnh, Lý Vô Địch hỏi. Tạm thời sẽ không, cho nên, chúng ta cần phải nhanh một chút đem người dẫn đi. Về sau nếu là xuất hiện không thể đối kháng người, hai vị không dùng chống cự, ta tự sẽ tính toán. Mộ Dương nói. Minh bạch, không tiễn, Lý Vô Địch nói. Vô Địch huynh là nghịch thiên cải mệnh chi kỳ tài, dạng này đi xuống,
siêu việt sinh tử kiếp, thành thần có hy vọng. Mộ Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Mượn huynh đệ cắt ngôn, Lý Vô Địch trong mắt hồng quang lóe lên. Nói thật, với hắn mà nói, toàn bộ Đông Hoàng cảnh, có thể nói ra, sinh tử kiếp, ba chữ, đều không cao hơn năm người. Mà Mộ Dương cảm thấy hắn thành thần có hy vọng. Cái này há lại Chu Tước quốc người. Tạm biệt về sau, Lý Vô Địch cùng Diệp Thiếu Khanh, nhìn tận mắt Mộ Dương mang theo vệ tịnh, phiêu hốt biến mất tại bọn họ trước mắt. Cảm thụ như thế nào? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Lý Vô Địch nói. Như thế nào kỳ quái? Cảnh giới của hắn vẫn là thiên ý cảnh giới, nhiều lắm là thiên ý tầng thứ 6, nhưng là, ta cảm nhận được lại là cổ chi thánh cảnh trở lên uy áp. Uy thế như vậy, đến từ linh hồn của hắn, đến từ hắn thiên ý. Nói thế nào, giống như là một cái nắm giữ cổ chi thánh cảnh trở lên thiên ý lĩnh ngộ người, cũng chỉ có thiên ý cảnh giới thân thể. Lý Vô Địch thực sự không nghĩ ra. Có loại này đáng sợ thiên ý lĩnh ngộ, trừ phi cực độ khuyết thiếu tư nguyên, nếu không làm sao có thể vẫn là thiên ý cảnh giới. Nhưng, thiên ý cảnh giới trong thức hải, như thế nào lại có khủng bố như thế thiên ý? Người này thiên ý, tựa như là một cái không có tận cùng vòng xoáy, giống động không đáy, không nhìn thấy cuối cùng. Lý Vô Địch cau mày nói. Ta hiểu được, Diệp Thiếu Khanh nói. Ngươi minh bạch cái gì? Ta trước mấy ngày đi Diễm Đô, hắn cộng sinh thú chỉ là bát giai cộng sinh thú, ta lúc ấy đưa cho hắn một cái trung phẩm địa cấp thần nguyên. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, cùng chúng ta đòi hỏi thần nguyên cùng tài nguyên tu luyện, nói rõ hắn thật cực độ thiếu thốn. Nhưng là, lấy trong thức hải của hắn thiên ý lĩnh ngộ, chỉ cần có thần nguyên cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện, như vậy hắn cần phải, sẽ lấy tương đương tốc độ khủng khiếp mạnh lên. Thẳng đến có một ngày, thiên ý lĩnh ngộ cùng tự thân cảnh giới ngang hàng. Diệp Thiếu Khanh nói, mà lại, hắn nói bọn họ đang chạy trối chết, muốn dẫn dắt rời đi kẻ theo dõi. Đúng, thiên mệnh thân thế không đơn giản, không biết có phải hay không là cùng thời cổ thần quốc có quan hệ. Chúng ta biết liền tốt, cha mẹ của hắn không nói, chúng ta cũng đừng nói. Đây là tự nhiên. Ngồi tại trong lương đình, Lý Vô Địch tâm tình, vẫn còn có chút khó có thể bình tĩnh. Này người cùng ta khác biệt, ta thuộc về phá kiếp quật khởi. Thiên phú siêu càng trẻ người, cùng thiên mệnh một dạng, trưởng thành không cực hạn. Nhưng là người này, bản thân liền là cái cường giả, mạnh nhất không phải thiên phú, mà chính là vòng xoáy một dạng thiên ý. Lấy hắn như thế vững chắc mà mênh mông thiên ý, chỉ cần tư nguyên không ngừng đúng chỗ, tương đương với cảnh giới khôi phục, không tính tăng lên. Có điều, liền hắn đều muốn chạy trốn lấy mạng, truy tung bọn hắn người, đến cùng là ai? Lý Vô Địch ngược lại là nghĩ giúp đỡ. Nhưng trước mắt nhìn kỹ giống không thể giúp. Đông Hoàng cảnh hiện tại loạn thành một bầy, loạn trong giặc ngoài, vẫn là trước quản tốt chính chúng ta đi. Diệp Thiếu Khanh nói. Thiên mệnh đâu? Đoán chừng tại tổ địa tu luyện. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, ba tên áo đen lão giả, xuất hiện tại cánh đồng bát ngát hoang nguyên bên trong. Trong đó một vị xòe bàn tay ra, tại hắn thủ trưởng, xuất hiện một cái tiểu hình thiên văn kết giới hình cầu. Cái này thiên văn kết giới chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra âm lãnh u quang. Hình cầu đang xoay tròn, trong đó bộ có không ít quỷ dị đường vân, hội tụ thành vòng xoáy màu đen, ở trong đó xoay tròn. Một người khác trong tay, cầm lấy một chương lớn như vậy địa đồ. Đem cái này luân hồi kết giới chuyển rời đến trên thân, thật sự là phí không ít công phu. Luân hồi kết giới, 3 ngày mới có thể định một lần luân hồi kính vị trí, còn có 1 canh giờ. Trước xuất phát đi Đông Hoàng cảnh, đoán chừng là sợ náo ra đại động tính, gây nên chấn động, 3 người bọn họ ở trong trời đêm, xuyên thẳng qua tầng mây phi hành. 1 canh giờ thời gian, đến, lại định một lần vị trí. Khoảng cách lần trước khóa chặt luân hồi kính vị trí, đã qua 3 ngày. Dưới ánh trăng, luân hồi kết giới quang mang tuôn hướng thương thiên, cùng ánh trăng hội tụ. Chấn động thời khắc, một vệt ánh sáng nhanh đặt ở trên bản đồ. Khôn Nguyên cảnh, Mộc Linh quốc, Thu Hùng thành. 3 người sắc mặt biến đổi. Tốc độ thật nhanh, 3 ngày đã đến Khôn Nguyên cảnh. Truy, luân hồi kính lại nhưng đã hiện thân, hắn tuyệt đối trốn không thoát, thiên la địa võng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý thị tổ địa bên trong, thần tiêu sơn lên. Lý Thiên Mệnh một tay đặt ở Đông Hoàng kiếm lên, một tay kia đặt tại Lý thần tiêu chi mộ lên. Đông Hoàng kiếm cung cấp huyền diệu, Lý thần tiêu chi mộ cùng Thái Nhất Tháp, thì cung cấp siêu việt thánh thiên văn bảo ngọc thiên địa linh khí.
Ở phía sau hắn, người mặc màu lam nhạt tiểu váy ngắn Khương Phi Linh, tựa ở một khỏa trên tảng đá. Nàng khúc lấy trắng nõn bắp chân, đang tập trung tinh thần đọc thư tịch. Nàng nhìn đến rất tạp, thiên văn địa lý lịch sử truyện ký bách khoa điển tịch đều có trải qua, thậm chí ngẫu nhiên còn nhìn công pháp chiến quyết, mà lại đọc nhanh như gió, ký ức lực kinh người. Thậm chí, đối thiên ý cảnh giới cùng thiên văn, nàng cũng có một ít kỳ quái nhưng thú vị cái nhìn. Một nam một nữ, một người tu luyện, một người đọc sách, không có giao lưu, nhưng lại ấm áp tự nhiên. Muốn không phải chung quanh đều là tổ phần, đoán chừng hình ảnh còn có thể mỹ diệu một số. Lý Thiên Mệnh kết thúc một ngày tu luyện nhiệm vụ, liền sẽ cùng nàng chơi đùa nhốn nháo, ngẫu nhiên còn đi trên Thánh Sơn tìm Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ hôm qua lần nữa đột phá, đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, đuổi kịp Tô Vô Ưu, thậm chí, nàng đã bắt đầu xông vào thiên ý cảnh giới. Khinh Ngữ năm kiếp luân hồi phá kiếp, tu luyện như thế đều nhanh bắt kịp ta. Đoán chừng, ta nếu là có thể phá kiếp, thiên phú mới có một lần tăng vọt. Cái này kỳ thật rất quan trọng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh hiện tại khủng bố tu luyện thiên phú, là ở vào chưa phá kiếp trạng thái. Thế mà, Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ, đều là phá kiếp sau tăng vọt. Giờ phút này, Đông Hoàng kiếm kim sắc thiên văn, cùng đến từ đệ nhất tổ tiên mộ bia màu trắng thánh thiên văn, đều tại Lý Thiên Mệnh trên thân du chuyển. Xem ra, giống như là mấy chục điều kim long, và mấy chục điều bạch long. Theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh chú ý tới. Kim sắc thiên văn cùng thánh thiên văn ở giữa, giống như có một ít xung hội, dây dưa. Đông Hoàng kiếm cùng Lý Thần Tiêu chi mộ, hội tụ phía dưới, sẽ có biến hóa sao? Trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao, hai cái này đều thuộc về đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Hắn tạm thời để xuống thiên ý cảnh giới tu hành, ngược lại ý tưởng đột phát, đem Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, trực tiếp đè vào Lý Thần Tiêu chi mộ lên. Mũi kiếm theo thần, chữ hướng xuống. Sau đó đặt ở tiêu chữ lên. Như thế, Đông Hoàng kiếm kim sắc thiên văn cùng Lý Thần Tiêu chi mộ thánh thiên văn, không thông qua Lý Thiên Mệnh, trực tiếp va chạm. Ông, bỗng nhiên ở giữa, Lý Thần Tiêu chi mộ chấn động một cái. Lý Thiên Mệnh tâm lý đồng dạng chấn động. Tiếp đó, hắn bất ngờ nhìn đến quang mang biến hóa bên trong, Lý Thần Tiêu chi mộ không lại lập lòe bạch quang. Mộ trên tấm bia cảnh tượng biến hóa, vậy mà hóa thành một mặt vạn Lý Sơn Hà. Giống như thế giới chân thật. Mộ bia không lớn, nhưng nhìn kỹ phía dưới, có thể nhìn đến trong tấm hình, còn có ngàn vạn thành trì, tu luyện tông môn, cùng vô tận chúng sinh. Nơi này có cá nhân, Khương Phi Linh bị kinh động mà đến. Theo tầm mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh đã nhìn đến, cái này vạn Lý Sơn Hà bên trong, có một vùng núi cùng loại Đông Hoàng dãy núi. Mà ở chỗ này, một cái bạch y tóc trắng lão giả, tay nắm một thanh kim kiếm lớn màu đen, bá khí vô song. Khí thế rộng rãi. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh, một kiếm nơi tay, thiên hạ thần phục. Hắn nhìn lại, ánh mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thần Tiêu kiếm quyết. Bốn chữ này, phảng phất là tại nói cho Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối là đệ nhất tổ tiên tuyệt học, chính thức thích hợp Đông Hoàng kiếm chiến quyết. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đó là cái ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không có đoán trước, Đông Hoàng kiếm cùng Lý Thần Tiêu chi mộ tiếp xúc. Vậy mà lại có như thế tạo hóa. Xem ra, muốn tìm tới các vị tổ tiên lưu lại bảo tàng, không chỉ là cần tử a. Lý Thiên Mệnh dám nói, Lý Vô Địch khẳng định cũng không biết, nơi này vậy mà cất giấu Thần Tiêu kiếm quyết. Nghe danh tự, liền cùng Lý Thần Tiêu có lớn lao quan hệ. Hậu nhân tiểu bối, Thần Tiêu kiếm quyết, hết thảy có 5 tầng kiếm đạo. Trận chiến này quyết mặc dù là ta một mình sáng tạo, nhưng liền xem như ta, cũng chỉ thông hiểu tầng 3 kiếm đạo. Còn lại 2 tầng kiếm đạo, tuy nhiên sáng tạo thành, nhưng không thích hợp ta chi thiên ý. Kiếm quyết không thích hợp thiên ý, nhưng lại có thể sáng tạo ra đến, đây là cái gì yêu nghiệt. Lý Thiên Mệnh sơ nhập thiên ý chi đạo, xác thực không nghĩ ra. Thần Tiêu kiếm quyết, thích hợp nhất nhiều thuộc tính ngự thú sư, nhất là cộng sinh thú nhiều. Nói ngắn gọn, thiên ý càng nhiều càng tạp, càng là có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Kiếm quyết này bước đầu tiên. Là tu thành cơ sở ngũ kiếm, cần nước, đất, lôi, hỏa, gió 5 loại thiên ý. Bước thứ 2, thì là tu luyện, dung hợp kiếm đạo, đem cơ sở ngũ kiếm, chậm rãi dung hội. Thần Tiêu kiếm quyết, chính là dung hợp kiếm quyết. Nếu có 5 loại thiên ý tại thân, đem cơ sở ngũ kiếm toàn bộ dung hợp, thì có thể phát huy ra Thần Tiêu kiếm quyết hủy thiên diệt địa chi lực.
Lão giả tóc trắng thanh âm, đinh tai nhức óc, Lý Thiên Mệnh vểnh tai nghe. Dung hợp kiếm đạo, uy lực như thế nào, người lại nhìn là đủ. Đúng vào lúc này, Vạn Lý Sơn Hà lên Lý Thần Tiêu, bắt đầu diễn luyện kiếm thế. Hắn nắm giữ Đông Hoàng kiếm, một kiếm dẫn động, tựa hồ dãy núi rung động, khắp nơi oanh minh. Ông, một kiếm chặt chém mà ra, thanh thế to lớn. Ở tại trước mắt, một tòa cự đại mà thẳng tắp sơn phong, vậy mà để hắn chặn ngang chặt đứt. Rầm rầm rầm, đồi núi bắt đầu sụp đổ, ầm vang ngã xuống. Đây là Thần Tiêu kiếm quyết cơ sở ngũ đại kiếm pháp một trong, Thần Sơn Hoàng kiếm. Nói xong, hắn thu hồi Đông Hoàng kiếm, nhắm mắt lại, tụ lực hướng phía trước. Thần Tiêu kiếm quyết tầng 2 kiếm đạo, cũng chính là đệ nhị kiếm, cũng không phải là chỉ là học hội loại thứ 2 trụ cột kiếm pháp. Mà chính là, tại học hội 2 loại trụ cột kiếm pháp về sau, đem dung hợp. Người có thể tuyển định phù hợp thiên ý một kiếm, tiếp xuống tu kiếm, biến thành dung hội. Cho nên, đối với ta mà nói, Thần Tiêu đệ nhị kiếm, tương đương với Thần Sơn Hoàng kiếm cùng Thương Hải Hoàng kiếm dung hợp. Lại nhìn, vừa mới nói xong, hắn lần nữa một kiếm giết ra. Đông Hoàng kiếm gào thét bên trong, bộc phát ra vạn trượng kiếm cương. Một kiếm này, không lại chỉ có đại địa chi lực, càng có biển cả chi lực. Cả hai lẫn nhau dung hội, khí hậu giao dung, uy lực so đơn độc thi triển bất luận cái gì một kiếm, đều cường lên một cái cấp bậc. Lại đến, Thần Tiêu đệ tam kiếm, bằng vào ta làm ví dụ, quá trình này, trước muốn tu sẽ trụ cột kiếm pháp Thiên Phong Hoàng kiếm. Sau đó, lại đem Thiên Phong Hoàng kiếm, dung hợp nước trong đất, Thần Tiêu đệ tam kiếm vừa rồi đại thành. Lý Thiên Mệnh nghe được rõ ràng, năm loại trụ cột kiếm pháp uy lực tương đương, thậm chí hàm ý tương đương. Cho nên, dung hợp, mới là tăng cường kiếm thế biện pháp. Lý Thần Tiêu đệ tam kiếm, đã là Thần Sơn Hoàng kiếm, Thương Hải Hoàng kiếm cùng Thiên Phong Hoàng kiếm dung hợp. Ngay một khắc này, hắn giết ra cái này Thần Tiêu đệ tam kiếm. Giờ khắc này, dãy núi nứt toác, biển cả lăn lộn, gió bão gào thét. Ba cái uy lực tụ tập cùng một chỗ, hình thành vòi rồng giống như kiếm khí, cọ rửa mà đi, tại mặt đất bao la bên trong, vỡ ra một đầu 10.000 mét khe rãnh. Tiếp đó, còn có Thần Tiêu kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Nhưng, ta không quá quen thuộc lôi hỏa chi đạo, cho nên không cách nào dung hội, chỉ có thể đơn độc thi triển Xích Viêm Hoàng kiếm, Lôi Quân Hoàng kiếm. Ngươi lại nhìn liền có thể. Đơn độc Xích Viêm Hoàng kiếm cùng Lôi Quân Hoàng kiếm, ngoại trừ thuộc tính có khác nhau, nhưng là hàm ý cùng uy lực, cùng Thần Sơn Hoàng kiếm, không có khác biệt lớn. Trách không được nói, đây là dung hợp kiếm quyết, ngũ kiếm là cơ sở, thiên ý càng nhiều, dung hợp càng nhiều, uy lực càng mạnh. Liền đệ nhất tổ tiên đều chỉ có thể thi triển đến đệ tam kiếm, có thể thấy được Thần Tiêu kiếm thứ tư, thứ năm kiếm uy lực mạnh. Quả nhiên, thiên ý càng tạp, càng thích hợp Thần Tiêu kiếm quyết. Mà lại, cái này cơ sở ngũ kiếm trên cơ bản đều có đế hoàng thiên ý hàm ý ở trong đó, nói không chừng đơn độc lĩnh hội, không tính rất khó khăn. Tạm thời tới nói, chỉ ít Xích Viêm Hoàng kiếm cùng Lôi Quân Hoàng kiếm, hắn đều có thể đơn độc học hội. Nhưng, muốn dung hợp lưỡng kiếm làm một kiếm, cái kia chỉ sợ cũng khó khăn. Về sau nếu là viên thứ ba trứng ấp trứng, đoán chừng còn có thể trải qua Thần Sơn Hoàng kiếm cùng Thương Hải Hoàng kiếm. Lý Thần Tiêu chi mộ lên, ngoại trừ đệ nhất tổ tiên giảng giải, phía dưới còn có hoàn chỉnh kiếm quyết văn tự. Phân biệt là, cơ sở ngũ kiếm pháp quyết cùng dung hợp kiếm đạo pháp quyết. Dung hợp kiếm đạo, tổ tiên chỉ là cung cấp một cái biện pháp. Nếu muốn thành công, chỉ sợ còn phải nhìn cá nhân thiên ý, đối hai loại kiếm pháp đem khống cùng lĩnh ngộ. Phức tạp, vô cùng phức tạp. Có điều, ta thích. Phức tạp, thì mang ý nghĩa cường đại. Nhất là dung hợp kiếm đạo. Không nói trước mơ tưởng xa vời, hắn hiện tại tò mò nhất chính là, nếu như có thể dung hợp lôi hỏa song kiếm, uy lực sẽ tới trình độ nào. Tiếp đó, hắn như đói như khát, bắt đầu suy nghĩ. Huỳnh hỏa, giúp ta suy nghĩ cái này Xích Viêm Hoàng kiếm. Cần ngươi nói. Miêu miêu, ngươi đến suy nghĩ cái này Lôi Quân Hoàng kiếm. Cái gì, lại đến bản mèo lúc ngủ ở giữa. Qua, sớm buồn ngủ, ngủ ngon. Miêu miêu gặp tình thế không ổn, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả, một cái cẩn trọng thái cổ hỗn độn cự thú trứng, ngăn tại trước mắt của hắn. Qua, liền tiểu đệ đều khi dễ ta, không sống được, không có mèo quyền a. Miêu miêu mặt ủ mày trao, than thở nói. Ha ha. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh con đường tu hành, có phương hướng rõ ràng hơn.
cảnh giới phương diện, lấy Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Lý Thần Tiêu Chi Mộ, lĩnh hội Đế Hoàng Thiên Ý. Chiến quyết phương diện, lấy Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu làm chủ, chính mình làm phụ, lĩnh hội Xích Viêm Hoàng Kiếm cùng Lôi Quân Hoàng Kiếm. Đến lúc đó dung hợp kiếm đạo, thì khẳng định phải lấy chính mình là chủ. Bọn họ ba cái phân công rõ ràng, muốn là Miêu Miêu không kéo chân sau, tiến triển tuyệt đối hung mãnh. Đậu Phộng, ngươi đang luyện cái gì? Lý Vô Địch vừa tiến đến, liền thấy hắn thi triển Đông Hoàng Kiếm, chính tại thí luyện một loại để hắn đều rung động chiến quyết. Nghĩa phụ, ngươi nhìn. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng Kiếm đè vào Lý Thần Tiêu Chi Mộ lên. Trong mắt hắn, thì cùng là phát ra hình ảnh giống như, Lý Thần Tiêu Thanh Kiếm quyết lần nữa diễn luyện, đem đã nói lại lần nữa xem. Không có cái gì a, Lý Vô Địch một mặt mộng. Ngươi nhìn không thấy. Đúng a. Đệ nhất tổ tiên đang dạy ta, Thần Tiêu Kiếm Quyết đâu? Lý Thiên Mệnh cười nói. Thần Tiêu Kiếm Quyết. Lý Vô Địch mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống, nhảy dựng lên về sau, hắn khí thế hung hăng, cả giận nói. Lão quỷ, ngươi đừng chạy, lão tử hầu hạ ngươi cả một đời, ngươi có bảo bối này không còn sớm nói cho ta biết, hiện tại thì đào ngươi mồ mả tổ tiên. Đương nhiên, hắn là đùa giỡn. Nghĩa phụ, muốn không ta đem pháp quyết viết ra. Lý Thiên Mệnh nói, không dùng, cái đồ chơi này không thích hợp ông trời của ta ý. Ta đi bá giả con đường, không tu Thần Tiêu Kiếm Quyết. Mà lại, hắn chuyên môn lưu cho ngươi, nói rõ ngươi thích hợp. Lý Vô Địch chẳng thèm ngó tới nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta nhớ được Thần Tiêu Kiếm Quyết, là Thiên Thánh Chiến Quyết, ngươi xác định có thể học được. Lý Vô Địch hỏi, Thiên Thánh Chiến Quyết, trên cơ bản đều là Thiên Chi Thánh Cảnh Ngự Thú Sư sử dụng. Lý Thiên Mệnh vượt mức quy định hai cái đại cảnh giới. Hắn trước đó thi triển nghịch thần kiếm ý, chính là thượng phẩm thánh chiến quyết, thuộc về địa chi thánh cảnh trung cấp khác rất cao. Diệp Thiếu Khanh, đều không tu luyện thiên thánh chiến quyết. Thử một lần, trong đó cơ sở ngũ kiếm độ khó khăn cùng uy lực, so vạn kiếm độc tôn đều cao không ít. Nhưng, khó khăn nhất vẫn là dung hợp kiếm đạo, ta đoán chừng phải hao phí thời gian rất lâu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngươi có lôi hỏa thuộc tính, nếu là có thể dung hợp cùng một chỗ thi triển ra Thần Tiêu đệ nhị kiếm. Toàn bộ thời cổ thần quốc bên trong, người người đồng lứa, đều không người có thể học hội, loại cấp bậc này chiến quyết. Lý Vô Địch nói. Há, ha ha, Lý Thiên Mệnh cười. Trước đừng cười quá sớm, các loại tu luyện thành công rồi nói sau ngươi, tránh khỏi một kiếm đều tu luyện bất thành. Ngươi cho rằng thiên thánh chiến quyết là ăn cơm đâu, lão tử bây giờ còn đang lĩnh hội đây. Lý Vô Địch bĩu môi nói. Hắn, huyết ngục đao kinh, cũng là thiên thánh chiến quyết, đến từ thứ hai tổ tiên Lý Tinh Hà. Toàn bộ Lý thị thánh tộc trong lịch sử, Thần Tiêu Kiếm Quyết xếp hạng thứ nhất, huyết ngục đao kinh xếp hạng thứ hai. Ngươi nếu có thể thu thành, tương đương với hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, ta muốn là đã luyện thành, ngươi có thể hay không khó chịu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ bằng ngươi. Ha ha, lão tử bảy kiếp luân hồi chi thể, mới là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Lý Vô Địch đắc ý nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười không nói. Kỳ thật, đến thiên ý cảnh giới về sau, hắn tương đương mở ra tu hành mới đường. Cảnh giới này, mới là phát huy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tránh thức thiên phú cảnh giới. Linh hồn thiên ý cùng nhục thân thú nguyên, thuộc về hai bộ phận. Linh hồn thiên ý, là đối với thiên địa lĩnh hội, là linh hồn tăng lên. Nhục thân thú nguyên, thì là nhục thân sinh mệnh tầng thứ cùng thuần túy lực lượng. Cái gọi là thánh chi cảnh giới, nhưng thật ra là, nhục thân thú nguyên, thuế biến, cùng, linh hồn thiên ý, không quan hệ. Đến lúc đó, linh nguyên đều biết biến hóa, thú nguyên cũng sẽ tăng lên đến tầng thứ mới, ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đều muốn bước vào thánh cảnh giới, kéo dài tuổi thọ. Đối nhục thân thú nguyên tới nói, thánh chi cảnh giới là một trận đại thuế biến, cơ hồ tương đương sinh mệnh tầng thứ tăng lên. Nhưng là, tại, linh hồn thiên ý, phương diện lên, thiên ý cảnh, thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh cái này ba cái cảnh giới, thuộc về một cái cấp độ, cũng không phát sinh thuế biến. Lý Thiên Mệnh thành tựu thiên ý cảnh giới, tương đương với ở cái này tăng lên tầng thứ lên, đặt xuống kiên cố cơ sở. Hắn đúng thánh chiến quyết cùng thiên thánh chiến quyết tiếp xúc, cảm ngộ, so còn tại quy nhất cảnh thời điểm, mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, tính toán là chân chính nhập môn nói. Hắn hiện tại tu luyện thiên thánh chiến quyết độ khó khăn, kỳ thật có thể sẽ thấp hơn, hắn tại quy nhất cảnh tu luyện nghịch thần kiếm ý độ khó khăn. Được rồi,
không quấy rầy các ngươi cho ta sinh mập mạp cháu, là cha đi trước. Lý Vô Địch cười xấu xa nói. Ngươi chớ nói nhảm, chúng ta tại tu luyện. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ha ha, là cha cũng là người từng trải, đều hiểu. Gia hỏa này còn tại mập mờ chớp mắt đây. Hắn đi không có mấy bước, bỗng nhiên quay đầu, nói. Thiên Mệnh con ta, còn có một việc quên nói cho ngươi. Có dám mau thả, Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên không biết ngươi muốn làm gì, nhưng Nam Thiên Tông hộ biển kết giới, xác thực có 99 điều thương lam long mạch. Có điều, đó là hộ biển kết giới căn cơ, ngươi muốn là lấy đi, hộ biển kết giới uy lực sau đó hàng một nửa. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, ngươi tuyệt đối đừng đi Nam Thiên Tông, không phải vậy sẽ hại người. Lý Vô Địch coi như tương đối nghiêm túc nói chuyện này. Yên tâm, ta hiểu, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Kỳ thật nói thật, lần trước nuốt đế hoang long mạch, nhưng đây không phải là Lý Thiên Mệnh cố ý, hắn cũng không có cách nào. Nghĩa phụ, nói như vậy, Vạn Sơn kết giới uy lực yếu bớt, Đông Hoàng Tông sẽ phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cái này cứ thả 100% mà yên tâm a, lão tử ngươi át chủ bài còn nhiều, rất nhiều, cam đoan không có việc gì. Lý Vô Địch kiêu ngạo nói. Nghiêu xoa như vậy. Lý Thiên Mệnh bán tín bán nghi, luôn cảm giác con hàng này cả lơ phất phơ, không có như vậy đáng tin a. Đúng thế, nói cho ngươi đi, ta hiện tại còn ở vào phá kiếp sau bạo phát kỳ, tu vi còn sẽ tăng lên. Loại này mãnh liệt tăng trưởng, khả năng một năm sau mới có thể dừng lại, lão tử ngươi thực lực, còn không chỉ như vậy. Lý Vô Địch nói, một năm sau, trách không được hắn tại thiên chi thánh cảnh, còn có thể tu hành nhanh như vậy, nguyên lai còn đang hưởng thụ phá kiếp ích lợi. Không biết, về sau chính mình có thể phá cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, sẽ bao lâu bạo phát kỳ. Mà lại, ngươi xem một chút chung quanh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đều là xương máu đầy trời. Huyết kiếp kết giới, có gì đáng xem? Hắc hắc, suy nghĩ một chút. Lý Vô Địch tự tin cười một tiếng, vung lên trường bào, tiêu sái mà đi. Thánh Thiên Phủ triệt để co lại lên, một tháng đều không có động tĩnh. Nhưng... Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông, vẫn trong bóng tối chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Đông Hoàng cảnh đều nhẹ nhõm không xuống, dường như ai cũng biết, bị thảm trọng như vậy tổn thất cùng khuất nhục, Thánh Hoàng cùng Thánh Thiên Phủ, không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Thủ hộ Tông Môn là Lý Vô Địch chuyện của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh chú ý lực toàn bộ đều tại tự thân trên tu hành. Hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây xông vào Thánh Chi cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, nếu không liền sẽ chết. Một tháng sau, một cái thiếu niên tóc trắng, đứng tại Thần Tiêu Sơn lên, tay cầm Đông Hoàng Kiếm. Kinh thiên một chém, xích phiêm Hoàng Kiếm. Một kiếm này giết ra, luyện ngục chi nguyên lực lượng chưa từng có bạo phát, hình thành giận thiên hỏa diễm, cuốn lên vô số Đông Hoàng Kiếm khí, hội tụ cùng một chỗ. Một kiếm như lửa long, gào thét xông ra. Ầm ầm, Thần Tiêu Sơn lên, kiếm thế càn quét đi qua chỗ, toàn bộ biến thành cháy đen bùn đất. Một đạo thật sâu khe rãnh, xuất hiện tại hắn trước mắt. Quả nhiên so vạn kiếm độc tôn còn mạnh hơn, nhất là dùng Đông Hoàng Kiếm thi triển, có thể bạo phát Đông Hoàng vòng xoáy lực lượng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực. Mà lại, một tháng khổ tu, suy nghĩ kim sắc thiên văn, lại có lần trước tông môn chi chiến cảm ngộ. Tu vi của ta cảnh giới, đột phá đến thiên ý tầng thứ hai. Thiên ý cảnh giới xác thực so quy nhất cảnh muốn khó rất nhiều. Lý Thiên Mệnh tại tông môn chi chiến thu hoạch đã tính toán rất lớn. Nhưng, hắn vẫn là bỏ ra thời gian một tháng, khổ tu kim sắc thiên văn, mới rốt cục để thức hải bên trong, Đông Hoàng Kiếm cũng chính là hắn đế hoàng thiên ý, trưởng thành như vậy một chút. Xích phiêm Hoàng Kiếm cũng tu thành. Một kiếm này công lao chủ yếu đến từ huỳnh hỏa. Con hàng này không dùng thúc dục, hai người tích cực giao lưu, xích phiêm Hoàng Kiếm thành công, xem như nước chảy thành sông. Miêu miêu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa cái kia lửa nóng ánh mắt, rơi vào Miêu Miêu trên thân. Nó chính ghé vào Lý Thần Tiêu chi mộ lên ngủ nướng. Làm gì? Bị giật nảy mình về sau, nó liền bắn cao 3 mét, khẩn cấp bảo vệ trứng, cảnh giác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa. Lôi quân hoàng kiếm đâu? Ngày mai bắt đầu bản mèo thì đào phân bôi tường, tích cực hướng lên, cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể giải quyết. Miêu Miêu ngáp nói. Ta ngất chết ngươi, câu nói này ngươi nói một tháng, ngươi lại lười biếng, thì không có ngày mai. Huỳnh hỏa gào thét mà đi, truy sát Miêu Miêu. Gà đại ca, khác xúc động, lại cho ta một cơ hội, ta
ta lại ngủ một hồi, chờ ta bổ sung đầy đủ tinh thần, nhất định làm một cái siêng năng meo. Loại lời này, người đã nói 10.000 lần. Meo, có sao, ta quên đi. Ăn ta nát trứng một kiếm. Hoa, biến thái, đó là hoa cúc a. Lý Thiên Mệnh bưng bít lấy cái chán, cùng Khương Phi Linh nhìn nhau cười một tiếng. Miêu miêu là không trông cậy được vào. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, thần Tiêu Sơn lên còn có một cái trứng. Cái này song sắc trứng đã cao đến 3 mét trở lên, phía trên hiện đầy vết nứt. Xem ra là cái đại gia hỏa. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu tại vui đùa ầm ĩ thời điểm, nó cũng hấp tấp đuổi theo. Không biết sao, thân thể nó quá tốt đẹp trầm trọng, nhấp nhô thời điểm, toàn bộ thần Tiêu Sơn đều đang run rẩy. Ta rốt cục có tọa kỵ, nhìn đến viên này trứng lớn nhỏ, Lý Thiên Mệnh, lệ nóng doanh tròng, nói. Ca ca, lần trước nghe ngươi miêu tả qua, bản thể của nó là một đầu thế giới chi long, lấy thế giới vì thân thể. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ngươi không biết có bao nhiêu bá khí, quá rung động, quá to lớn. Cái kia hình ảnh, Lý Thiên Mệnh rất khó quên. Hồng Mông Sơn Hải giới A. Ta bỗng nhiên có cái đặc thù ý nghĩ. Khương Phi Linh bỗng nhiên toát ra không có hảo ý nụ cười. Cái gì? Nghe sự miêu tả của ngươi, ta cảm thấy nó có điểm giống một loại đặc thù tiểu sủng vật. Tiểu sủng vật. Đúng, một cái, cõng núi, cái bụng cất dấu biển. Cái gì? Rùa đen nhỏ. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, bỗng nhiên có dự cảm bất tường. Cái này, người khác nói mò, đây chính là một đầu hồng mông thế giới chi long, thân thể của nó là một cái vô biên thế giới, đó cũng không phải là vỏ rùa. Ca ca, người khẳng định muốn lấy nó làm tọa kỵ sao? Khương Phi Linh cười híp mắt nói. Đương nhiên. Cái kia ta đưa ngươi một cái ngoại hiệu tốt. Cái gì ngoại hiệu? Cưỡi quy chân nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy một cái kia trứng lớn, lâm vào thật sâu sầu lo bên trong. Hắn biết con thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú bản thể khủng bố cỡ nào, rung động. Nhưng là, phượng hoàng đều biến thành gà. Cưỡi quy chân nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn chỉ có thể hy vọng lão tam tranh giành điểm khí, bá khí một chút, đem nhan chỉ cùng rùa đen phân chia ra tới. Thánh Thiên Phủ vẫn không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh liền tiếp theo luyện kiếm. Miêu miêu bên này, Lý Thiên Mệnh uy bức lợi dụ, cuối cùng để cái này quỷ lười cùng mình cùng một chỗ, suy nghĩ lôi quân hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh đem chủ yếu tinh lực, đặt ở cảnh giới trên tu hành, đây là duy nhất phá kiếp cứu mạng chi pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đông hoàng cảnh tựa hồ triệt để an bình lại. Hiện tại Thánh Thiên Phủ đệ tử, cơ bản đều than thở, mặt mày xám xịt. Mà bọn họ cao tầng, tựa hồ cũng bế quan không ra, không biết, đang chuẩn bị âm mưu gì. Có điều, nghĩa phụ còn tại phá kiếp sau bạo phát kỳ, càng ngày càng mạnh. Thời gian đang trôi qua, tiếp đó, chỉ sợ cũng xem ở thời gian trôi qua bên trong, người nào có thể bắt lấy càng nhiều tư bản. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ, tại trên Thánh Sơn, Thiên Bảo đường phố, đi dạo. Bây giờ ngoại môn đệ tử, Hắc Minh Tông đệ tử đều hội tụ tại 33 thần phong lên, cho nên Thiên Bảo đường phố so trước kia náo nhiệt mấy lần. Nơi này có không ít cửa hàng, mua bán đồ vật không thiếu gì cả. Khương Phi Linh thân phận, cũng gây nên không ít nghi ngờ. Thiếu tông chủ bên người cô nương này, so Tô Vô Ưu còn muốn xuất trần, khí chất vô song. Lại nhìn cẩn thận một chút, căn bản không phải một cấp bậc được không? Cô nương này, không giống nhân gian tất cả. Xem ra, Đông Hoàng Tông đệ nhất mỹ nhân, cần phải muốn đổi chủ. Đây là rất nhiều người tùy tâm ngôn ngữ. Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến nàng một nhà ba cái tông lão đều đã chết. Hiện tại Tô gia đã triệt để xuống dốc, không người chú ý. Vừa nghe được người này tên đâu, bỗng nhiên, đối diện liền có mấy cái nữ tử đi tới, vừa vặn đối diện đụng tới. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua. Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, Tô Đào, Tô Lê. Tô ra cái này đệ nhất cô nương đâu, đều ở đây. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa a. Ca, nhìn đến Tô Vô Ưu, Lý Khinh Ngư ánh mắt cũng 10 phần không thoải mái. Lúc trước, Quách Tiểu Phù cái chết, Tô Vô Ưu khó từ tội lỗi. Ngàn năm qua, Tô ra đều là Đông Hoàng Tông thứ hai đại tộc. Bây giờ, rớt xuống ngàn trượng, tương lai 100 năm, các nàng nhất tộc đều mơ tưởng ngẩng đầu. Bây giờ tại cái này chạm mặt. Có thể nói rất khéo. Chỉ thấy cái kia Tô Vô Ưu, Tô
Tô Y Nhiên, ánh mắt thảm đạm, thần sắc suy bại, thấy Lý Thiên Mệnh ba người về sau, vội vàng co lại đến bên cạnh, không dám cùng bọn họ đối mặt. Đã từng đối Lý Khinh Ngữ vui cười mỉa mai Tô Đào cùng Tô Lê, càng là cúi đầu co lại đến nơi hẻo lánh, ánh mắt run rẩy. Không đến hai ba nguyệt, đã từng đối thủ, đã đủ để cho bọn họ nhìn lên. Dù là các nàng mạnh nhất Tô Vô Ưu, đã từng thái nhất đệ tử, hiện đang sợ là liền Lý Khinh Ngữ đều đánh không lại. Khinh Ngữ, muốn nhẹ nhõm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, hung phạm đã chết, tránh khỏi khiến người ta nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi, vẫn là buông xuống. Được, dù sao những người này, về sau lại không tư cách làm đối thủ của ngươi. Lý Thiên Mệnh những lời này Tô Vô Ưu đều có thể nghe thấy, nàng cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, có thể vẫn một chữ cũng không dám nói. Cút đi. Lý Thiên Mệnh không muốn lại đã gặp các nàng, Lý Khinh Ngữ quá thiện lương, muốn đổi lại chính mình, hiện tại đụng phải, tối thiểu đến đánh một trận. Nghe được Lý Thiên Mệnh một tiếng này quát lớn, Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên các nàng bốn người, như chút được gánh nặng, chỉ dám lo sợ không yên rời đi. Bất quá đúng vào lúc này. Ngươi để người nào lăn đâu? Trong đám người, bỗng nhiên truyền tới một thô man thanh âm. Tại Đông Hoàng Tông, còn có người dám khiêu khích chính mình. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy Tô Vô Ưu các nàng trước mắt, bỗng nhiên gạt ra tới một người. Người này vậy mà nhìn không ra là nam hay là nữ, giữ lấy một đầu tóc ngắn, thân thể so nữ tử hùng tráng, nhưng lại so nam tử mảnh mai. Người này một đôi mắt rất hung ác hung hãn. Vừa ra tới thì nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, thiếu tông chủ uy phong thật to, bên đường thì ỷ thế hiếp người. Đông Hoàng Tông còn có vương pháp. Ngươi là ai? Bản thân Tô Mục. Nguyên lai là người của Tô gia, chụp mũ ngược lại là lợi hại, Lý Thiên Mệnh đã nói một cái lăn chữ, liền thành bên đường ỷ thế hiếp người. Ca, nàng 25 tuổi, tựa như là thiên ý cảnh giới tầng thứ 6. Lý Khinh Ngữ giới thiệu nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Vừa giới thiệu xong, Tô Vô Ưu các nàng toàn bộ tụ tập tại Tô Mục bên người, như là tìm được chỗ dựa, cuối cùng thở dài một hơi. Cô, Lý Thiên Mệnh khi nhục các ngươi, Tô Mục cắn răng hỏi. Thôi đừng chém gió Tô Mục, cút nhanh lên đi, thì các ngươi hiện tại Tô gia có tư cách gì để thiếu tông chủ khi nhục. Nói cũng phải, sắc mặt thật dày, thực sẽ hướng trên mặt thiếp vàng. Không ít đệ tử nhìn không được chế nhạo. Im miệng, cái này Tô Mục tính khí rất hot. Khiến người ta nói vài lời, liền đã ánh mắt phun lửa. Xem ra, nàng đoạn này thời gian, tâm lý có quá nhiều oán hận, không chỗ phát tiết. Đây cũng là nữ. Tô gia cái này hai đời người, làm sao đều là nữ. Thanh âm đối phương thấp như vậy nặng, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng là nam đâu, kết quả Tô Vô Ưu bọn họ hô cô. Lý Thiên Mệnh, ngươi xem thường nữ nhân, ngươi không phải nữ nhân sinh, Tô Mục nghiêm nghị nói. Lại cho ta chụp mũ. Ngươi cái này là cố ý khiêu khích ta à? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Liên tục chụp hai cái mũ, ỷ thế hiếp người, xem thường nữ nhân, đây không phải khiêu khích là cái gì. Ta chỉ là không quen nhìn, ngươi loại này cáo mượn oai hổ hùng dạng, không có tông chủ, ngươi là cái thá gì. Tô Mục ha ha cười lạnh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nàng rất ngu xuẩn, bây giờ nhìn còn thật thông minh, dăm ba câu liền đem chính mình hỏa khí chọn đi lên. Mà lại... Cái kia Tô Mục còn liếc một cái Khương Phi Linh. Nàng quả thực bị kinh diễm một thanh, bất quá, lại âm dương quái khí mà nói, người ánh mắt cũng không ra hồn a, cô gái này dài đến là đẹp mắt, đáng tiếc là cái không có chim dùng bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được, một phế vật. Khương Phi Linh khẽ giật mình, tức giận nói, chính ngươi như cái cóc ghẻ, dựa vào cái gì nói ta a, ta lại không đắc tội ngươi. Mọi người một trận cười vang, hiển nhiên vẫn là chống đỡ Khương Phi Linh. Vốn là Lý Thiên Mệnh thật không thèm để ý loại này người, nhưng, nàng cũng bắt đầu nhục mạ Khương Phi Linh, có thể chịu. Đi Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, ta để ngươi im miệng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Hắn biết, đây không phải nghĩa khí tranh đấu, người này, là muốn mưu sát chính mình. Vì Tô gia chết đi tông lão báo thù. Thật đúng là thấy chết không sờn, đáng tiếc, nàng mục đích thật sự, để Lý Thiên Mệnh nhìn thấu. Ta nhổ vào, đi thì đi. Không đánh ngươi một trầu, còn thật sự cho rằng Đông Hoàng Tông là ngươi. Tô Mục nhìn như điên ánh mắt chỗ sâu, sát cơ phun trào. Trong nháy mắt, bọn họ tại rất nhiều người chen chúc phía dưới, đi vào Đông Hoàng đệ nhị chiến trường. Nơi này đều là tiểu hình chiến trường, ngày bình thường có thật nhiều đệ tử tại tỷ thí này.
thiếu tông chủ muốn cùng Tô gia mẫu bạo long đánh nhau. Hiện tại Tô gia, trên một số tô mục lớn nhất địa vị, Tô Vân chỉ còn lại con gái, nàng thiên phú tối cao, tương lai có hy vọng trở thành tông lão. Tin tức một truyền ra, lập tức đưa tới rất nhiều người, tô mục rõ ràng không muốn chờ đến quá nhiều người vây xem, làm Lý Thiên Mệnh vừa bước vào chiến trường thời điểm, nàng vậy mà trực tiếp động thủ, một câu không nói, tại chỗ liền giết tới. Tô mục, ngươi là đầu hán tử, giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt không sợ, lạnh giọng cười nói. Ngươi đã nhìn ra, kia liền càng phải chết, đến mức ta, đã sớm không muốn sống. Cô gái này, tay cầm thánh thú binh, oanh sơn trùy, lực lượng hùng hồn, nàng mang theo thể sống chết chi tâm, lực sát thương xác thực kinh người. Lúc này thời điểm, Khương Phi Linh đã phụ linh mà đến, tại vạn chúng chú mục bên trong, lấy không thể tưởng tượng phương thức, dung hội tại Lý Thiên Mệnh trên thân thể. Ngươi vừa nói ta linh nhi vô dụng, hiện tại liền để ngươi xem một chút, ngươi Tô gia toàn tộc nữ tử, cho nàng sách giày cũng không xứng. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời dưới, tô mục cộng sinh thú cấp 4 thánh thú, địa long đằng xà liền trực tiếp chui vào đến trong lòng đất, trong lúc nhất thời mặt đất cuốn lên, bụi đất tung bay, cái này một đầu cự thú lúc nào cũng có thể, trong lòng đất thi triển thần thông, cho Lý Thiên Mệnh mang đến chí mạng uy hiếp. Thời khắc này tô mục, tựa như là cái sát thủ. Lý vô địch hủy đi ta Tô gia, ta muốn hủy ngươi. Lấy ngươi chi huyết, lễ tế phụ thân ta, thúc thúc ta cùng ta đại ca. Nàng là Tô Vân chỉ tiểu nữ nhi, tính toán hiện tại Tô gia địa vị tối cao người, nàng cắn răng, đầy mắt máu và nước mắt, đem thanh âm ép tới vô cùng thấp, nàng biết cơ hội không nhiều, cho nên vừa ra tay cũng là sát chiêu. Thiên ý chiến quyết, loạn ma phong trùy pháp. Đệ nhất trùy, loạn ma vũ. Loảng xoảng. Cái kia oanh sơn trùy bá đạo hung mãnh, mấu chốt là tốc độ nhanh, cuốn lên vô số tàn ảnh, phủ đầu đập tới. Nhưng, nàng lâm vào thời gian chàng bên trong. Loạn ma vũ phá vỡ không gian tường, lại hoàn toàn bị ngăn cản, còn không có đánh trúng Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cũng đã bay lên trời. Thiên chi dực, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Thấy không, đây đều là linh nhi thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Ngươi tuy nhiên tuổi tác lớn, tu luyện tới thiên ý tầng thứ 6, còn có cấp 4 thánh thú, nhưng, ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, còn muốn giết ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh theo tu di giới chỉ bên trong, rút ra Đông Hoàng Kiếm. Hiện tại Đông Hoàng Kiếm, đương nhiên có thể tùy ý cất giữ. Thực lực của nàng so Tư Không Lăng Phong mạnh hơn một chút, so sánh phía dưới, Nguyên Sấm hẳn là thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Hắn lấy tô mục lực lượng, để phán đoán Nguyên Sấm cảnh giới, Nguyên Sấm số tuổi so tô mục tiểu, lại cộng sinh thú đẳng cấp cao. Chết! Tô mục chân đạp bỗng nhiên chui ra ngoài địa long đằng xà, phóng lên tận trời, cái kia địa long đằng xà đồng dạng một cặp cánh khổng lồ. Tăng thêm nó là thổ thuộc tính, có thể phi thiên độn địa. Loạn ma phong trùy pháp, vạn sơn liệt. Ầm ầm, càng bá đạo một trùy, như là đồi núi chấn áp, từ dưới đi lên. Nàng ngược lại là một cái không tệ luyện kiếm đối thủ. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm. Đến thời khắc này đến, sự tưởng tượng của mọi người lực, vẫn đuổi không kịp tiến bộ của hắn tốc độ. Thần Tiêu Kiếm Quyết, Xích Viêm Hoàng Kiếm. Toàn thân thú nguyên tăng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, hội tụ tại Đông Hoàng Kiếm phía trên, Đế Hoàng Thiên Ý cùng Huỳnh Hỏa Hỏa Diễm Thiên Ý, dung hội trong đó. Thông hiểu hơn 10 ngày Xích Viêm Hoàng Kiếm, đã thi triển qua hơn 100 lần, mà một kiếm này có Khương Phi Linh phụ linh, uy lực càng đáng sợ. Ầm ầm, ngàn vạn kiếm khí, hình thành hỏa diễm vòi rồng, mà lửa giận bên trong, lại có đến từ Lý Thiên Mệnh Đế Hoàng Thiên Ý. Thiên Ý, là thiên chi ý chí thể hiện. Tô mục cũng có chính mình thiên ý, có thượng phẩm thiên ý chiến quyết, nhưng, tại Lý Thiên Mệnh thiên thánh chiến quyết cùng vạn cổ đệ nhất chính đạo thiên ý phía dưới, sụp đổ. Một kiếm bổ vào oanh thiên trùy phía trên. Loảng xoảng một tiếng. Oanh thiên trùy uy lực trước bị xé nứt, làm cái này thánh thú binh bại lộ tại Đông Hoàng Kiếm trước mắt thời điểm, bỗng nhiên chấn khai vết nứt. Phanh phanh. Oanh thiên trùy, vậy mà tại chỗ vỡ vụn, hóa thành vô số linh quảng toái phiến nện xuống. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh siêu tuyệt kiếm ý, bị bỏng tại tô mục trên thân, như lửa giận bao phủ, phá vỡ trên người nàng tầng tầng phòng ngự. Ầm. Hắn đem Đông Hoàng Kiếm một phen chuyển, đập vào đầu của nàng phía trên. Ba. Một tiếng vang giòn. Sau đó, mọi người nhìn đến cái kia địa long đằng xà phía trên tô mục ánh mắt nổi bật, sau đó từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Địa long đằng xà thấy thế, vội vàng khẽ run rẩy,
lao xuống đem Tô Mục cắn ở trong miệng, bỗng nhiên tiến vào lòng đất đi. Tô Mục, chiến bại. Đương nhiên, chiến bại đến rất bình thường, dù sao thiên ý cảnh giới tầng thứ 2 Lý Thiên Mệnh, đã sử dụng trạng thái mạnh nhất một chiêu mạnh nhất, muốn là cái này còn không áp chế nổi nàng, đó mới không bình thường. Đến mức nàng đến cùng chết hay không, người vây xem cũng không biết. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không có giết nàng, bởi vì không cần thiết, đây là một cái rất có loại nữ nhân. Lý Thiên Mệnh một kiếm này đập vào trên ót, đầy đủ nàng nằm trên giường nửa năm. Thiếu tông chủ giết người, bỗng nhiên một tiếng kêu thê thảm, tuyệt vọng truyền đến. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp rơi vào trước mắt của nàng, một đôi thiêu đốt hai mắt nhìn chằm chằm người này. Nàng là Tô Y Nhiên. Tô Y Nhiên trực tiếp quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nói, thiếu tông chủ, đừng giết ta, là Tô Mục tự chủ trương, cùng chúng ta không quan hệ. Có thể từng nhớ đến, nàng đã từng đem Lý Thiên Mệnh xem như heo chó. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, Lý Thiên Mệnh vỗ một cái mặt của nàng, Tô Y Nhiên một cử động nhỏ cũng không dám, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, tỉ tỉ nàng Tô Vô Ưu hốc mắt đỏ bừng, thân sắc ảm đạm, vội vàng lui lại ba bước, không nói hai lời, trực tiếp liền chạy. Từ nay về sau, càng khó tại Lý Thiên Mệnh huynh muội bọn họ trước mặt ngẩng đầu lên. Ầm ầm, địa hỏa đằng xà theo mặt đất chui ra, cũng chạy thục mạng. Từ đó, Tô gia lại không có năng lực đấu Lý Thiên Mệnh người. Còn lại, chỉ có hoảng sợ. Lý thị tổ địa, Thần Tiêu Sơn. Lúc đó Nguyên Sấm ra tay với ta, so Tô Mục mạnh lên ba phần. Cho nên có thể nhất quyền để cho ta thổ huyết. Nhưng bây giờ, ta tu có Thiên Thánh Chiến Quyết, vậy liền chưa hẳn. Nếu là có thể luyện thành Thần Tiêu đệ nhị kiếm, lĩnh ngộ dung hợp kiếm đạo, sẽ chỉ càng mạnh. Dù sao, liền đệ nhất tổ tiên, đều chỉ tu đến Thần Tiêu đệ tam kiếm. Thời cổ thần quốc 10.000 dặm cương thổ, Đông Hoàng cảnh chỉ là hắn một, Nguyên Sấm tuổi tác tương đương với ta, là Khôn Nguyên cảnh đệ nhất thiên tài. Hắn cùng Quân Niệm Thương tại Thần Đô địa vị, cũng không tính cao. Ta không thể cùng Đông Hoàng cảnh người so sánh, phải cùng Thần Đô bên trong trời mới so sánh, tranh phong. Tuy nhiên hắn không tại Thần Đô, nhưng cũng đã đem ánh mắt, đặt ở Thần Đô. Nếu là nghĩa phụ có thể đánh tan Thánh Thiên Phủ, để Đông Hoàng Tông trường trì cửu an, ta nếu là có cơ hội, liền đi thần tất cả xem một chút. Nói đến, hắn tương đối hiếu kỳ, thời cổ thần quốc, cái này một cái thế lực bá chủ giống như phía trên cổ Hoàng Triều, đến cùng có như thế nào nghịch thiên cường giả, có cỡ nào siêu cấp thiên tài. Luận thiên tài, Đông Hoàng cảnh đã không có địch thủ. Tuy nhiên, có một cái Quân Niệm Thương vì thánh chi cảnh giới, nhưng dù sao lớn hơn mình một số. Thời gian trôi qua, hiện tại Đông Hoàng cảnh, sóng ngầm mãnh liệt, phảng phất là muốn ấp ủ một trận, kinh thiên chi chiến. Đến đón lấy, Lý Thiên Mệnh thời gian dài tại Lý Thị Tổ Địa, tiếp tục lĩnh hội Đông Hoàng kiếm cạn cửa lớn màu vàng óng kim sắc thiên văn, từ huỳnh hỏa giám sát, Miêu Miêu cuối cùng cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, đem Lôi Quân Hoàng kiếm tu luyện thành công. Tiếp đó, cảnh giới, chiến quyết hai đại tầng trên mặt tu luyện chủ thể, chuyển rời đến Lý Thiên Mệnh bên này. Muốn lĩnh hội đế hoàng thiên ý, còn muốn suy nghĩ khó khăn nhất dung hợp kiếm đạo. Lĩnh hội kim sắc thiên văn, tiêu hao tinh thần linh hồn, nếu là mệt mỏi, hắn liền tay cầm Đông Hoàng kiếm, tại tổ địa bên trong diễn luyện Thần Tiêu kiếm quyết dung hợp kiếm đạo. Xích phiêm, lôi quân, lôi hỏa giao dung. Kỳ thật, lôi hỏa dung hợp, tính toán tương đối dễ dàng, chỉ ít so thủy hỏa dung hợp dễ dàng. Quan trọng ở chỗ, Thần Tiêu kiếm quyết dung hợp, không ở chỗ hình, càng ở chỗ thần. Cần kiếm quyết bên trong, tất cả nhỏ xíu nguyên tố, đều hợp hai làm một. Lôi hỏa chi dung hợp, đệ nhất tổ tiên cũng không làm được qua, cho nên Lý Thiên Mệnh tương đương với ném lấy đá để đi qua sông. Thuần dựa vào chính mình. Gần nhất Miêu Miêu rất thoải mái, Lôi Quân Hoàng kiếm giải quyết về sau, nó nằm ngáy o o, cái này tổ địa bên trong mỗi một cái mộ bia, nó đều ngủ qua. Dùng huỳnh hỏa mà nói, cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu đem người tổ tiên đều cho ngủ một lần. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nắm bắt nó phần gáy, đem nó nhấc lên. Ngươi làm gì? Miêu Miêu dương nanh múa vuốt nhìn hắn chằm chằm, không biết sao phần gáy bị bắt được, đó là tử huyệt của nó. Phía dưới đến cho ta luyện kiếm. Bản mèo cự tuyệt. Đáng tiếc, cự tuyệt vô dụng, Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Hoàng kiếm, chẳng những truy sát nó, còn truy sát huỳnh hỏa. Đến, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Thi triển xích viêm hoàng kiếm cùng lôi quân hoàng kiếm đối phó ta.
đầu óc ngươi nước vào rồi, không biết tự lượng sức mình, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Gà đại ca, Linh Nhi tại khinh ngữ bên kia, chúng ta muốn hay không ngược hắn một trận. Miêu Miêu tức giận nói. Lên A, thổi lên phản kích kèn lệnh, đánh ngã Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa có kim diễm kiếm linh, học hội xích viêm hoàng kiếm, mình có thể sử dụng. Miêu Miêu, chỉ có thể dung hội tại độc ma huyết chảo bên trong, đổi một loại phương thức sử dụng, uy lực kém một chút, nhưng nó móng vuốt có độc A. Lấy một địch hai, giết đến cái này tổ địa, long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh quả thật có chút tìm tai vạ, dù sao Huỳnh Hỏa bọn họ xuất thủ đều rất gà tặc. Nhưng, hắn tự mình phán đoán, từ đối mặt mình hai loại trụ cột kiếm pháp, chỉ sợ càng có thể cấp độ sâu lĩnh ngộ, mới có thể dung hợp. Hai bọn nó cùng một chỗ động thủ, cái gì đều không cần, chỉ dùng cái này lưỡng kiếm, mà Lý Thiên Mệnh cũng dùng xích viêm hoàng kiếm, lôi quân hoàng kiếm, cùng bọn họ giao thủ. Hắn trên cơ bản giao thoa sử dụng, sau đó, đem cái này giao thoa thời gian, càng co lại càng ngắn. Nếu có thể đồng thời sử dụng, chính là dung hợp bước đầu tiên. Một lần không đủ, vậy liền 100 lần, 1000 lần. Một ngày không đầy đủ, vậy liền 10 ngày, 1 tháng. Dù sao, chỉ cần Thánh Thiên Phủ án binh bất động, hắn có nhiều thời gian. Lấy ta hiện tại thiên phú, suy nghĩ cái này dung hợp kiếm đạo đều như thế khó khăn, nếu để nghĩa phụ tu luyện, đều chưa hẳn có thể thành công. Lý Thiên Mệnh hiện tại, tu luyện là cùng Lý Vô Địch một loại cấp bậc chiến quyết. Mấu chốt là, không có giản hóa. Đạp vào thiên ý cảnh giới, nắm giữ đế hoàng thiên ý, mặc kệ tựa hồ thiên địa nhân tam sát kiếm vẫn là nghịch thần kiếm ý, hiện tại cũng là hoàn chỉnh thi triển, so với người đồng lứa, tại chiến quyết phương diện, hắn xác thực siêu nhiên quá nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn còn bất mãn đủ, dung hợp kiếm đạo rất khó khăn, đến mức khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, triệt để đòn khiêng lên. Cả ngày lẫn đêm, như đói như khát, dày vò Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, đau lưng, buồn bã hô cầu xin tha thứ. Lão đại, chúng ta sai, cũng không dám nữa chào phúng ngươi. Van cầu ngươi, buông tha hài tử đi, chúng ta mới 1 tuổi a. Đúng a, bản mèo còn không có phát dục tốt, ngươi liền đến trả đạp chúng ta. Nghe làm sao có điểm gì là lạ. Đứng lên, giết cho ta. Ngao ô, Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Nó không có cách, không đứng dậy chống cự, chứng sợ là muốn trúng kiếm. Dung hợp, dung hợp. Lý Thiên Mệnh đều không thể đếm hết được, mình rốt cuộc đắm chìm trong dung hợp kiếm đạo bên trong, thời gian dài bao lâu. Thế giới tinh thần của hắn, vẫn luôn tại dung hội một cái hình ảnh. Thiên lôi địa hỏa kích động. Hai loại nóng nảy nhất lực lượng. Người nào cũng không thể phục ai. Ầm ầm. Rốt cuộc có một ngày, đến một cơ hội. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, nhắm mắt lại, lấy cái này đông hoàng kiếm, một kiếm trọng trảm. Đây là ma luyện mấy ngàn lần. Hơn vạn lần kết quả. Cho đến giờ phút này. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Ông. Lôi hỏa lực lượng. Rốt cục triệt để dung hợp. Hội tụ cùng một chỗ. Liền nhỏ xíu nguyên tố. Đều hội tụ trong đó. Một kiếm khai thiên. Hướng lên đỉnh đầu phía trên huyết kiếp kết giới. Trong ngọn lửa. Lôi đỉnh gào thét. Hai loại kiếm khí rất nhỏ giao thoa. Hình thành một đạo lôi hỏa kiếm cương. Ầm ầm. Liền huyết kiếp kết giới. Đều mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Có thể thấy được một kiếm này uy lực mạnh. Cuối cùng thành công. Lâu dài nỗ lực, bước ra trọng yếu như vậy một bước, cuối cùng dễ chịu. Đây là một loại cảm giác thành tựu. Hắn sướng rồi, tại dưới chân hắn, hai con động vật nhỏ thở hồng hộc, khóc không ra nước mắt, xem ra thật giống là bị tao đạp như vậy. Đứng dậy, theo ta cùng một chỗ lĩnh hội thiên văn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngao ô, ta xin thay đổi ngự thú sư. Chúng ta còn cao cấp hơn tọa kỵ. Mềm nhũn loại kia. Huỳnh Hỏa thê thảm nói. Bản mèo tán thành. Thời gian trôi qua. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh tính toán một cái. Khoảng cách nghĩa phụ đánh tan Vân Tiêu Vệ, Thánh Thiên Vệ Đại Quân, đã qua 80 trời. Hôm nay, đột phá đến thiên ý cảnh giới tầng thứ 3. Nói cách khác, tiếp cận 3 tháng. 3 tháng, nói thật, đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, đó là 3 năm, hắn dài đến non, không thấy già. Nhưng thân thể đã tương đương với 28. Trong khoảng thời gian này, hắn bế quan khổ tu, một tháng đột phá tới thiên ý tầng thứ 2, lại hoa tiếp cận 50 ngày, đến thiên ý tầng thứ 3. Điều này nói rõ thiên ý cảnh giới tu hành độ khó khăn, tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, hắn phân biệt đã luyện thành thần tiêu kiếm quyết cơ sở lưỡng kiếm, càng hao phí đại lượng tinh lực, rốt cục dung hội thần tiêu đệ nhị kiếm.
dừng ở đây. Thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Hiện tại ta đã dần dần có thể chậm rãi khiêu chiến một bộ phận trưởng bối. Học không bờ bến, không thể buông lỏng. Hắn biết, thiên phú siêu nhiên, cộng sinh thú nghịch thiên, đều là hắn tư bản. Nhưng, chăm chỉ nỗ lực, bất tử bất khuất, mới là chân quý nhất phẩm chất. Thánh Sơn, đỉnh núi, đình nghỉ mát. Diệp Thiếu Khanh trước mắt ngồi đấy một cái nam tử áo lam, hai người chính đang đánh cờ, bọn họ khí chất cùng loại, xem ra đều là nhẹ nhàng quân tử. Nam tử áo lam, chính là Vi Sinh Thiên Lan. Đúng vào lúc này, bạch bào tóc máu Lý Vô Địch đi tới, nói, hai cái ngụy quân tử, khác học đòi văn vẻ, làm việc. Có tin tức, Diệp Thiếu Khanh đưa tay gẩy một cái, bàn cờ loạn. Ngoá, chơi xấu a. Vi Sinh Thiên Lan dở khóc dở cười, con hàng này mắt thấy muốn truyền, vậy mà thừa cơ dở trò quỷ. Vi Sinh huynh, đại sự quan trọng, Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Tới ngươi. Vi Sinh Thiên Lan chỉnh ngay ngắn vạt áo, sau đó hỏi Lý Vô Địch, quân thánh tiêu ý muốn như thế nào? Rất đơn giản, tặng đất cầu trợ giúp. Có ý tứ gì? Hắn đem Vân Tiêu kiếm phái địa bàn đưa cho Khôn Nguyên Tông, đổi lấy 150.000 Khôn Nguyên vệ, đại quân đã tiến vào Đông Hoàng cảnh. Lý Vô Địch ánh mắt khinh bỉ nói. Hắn điên rồi đi, Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Đông Hoàng cảnh vạn năm cũng không từng mất đi cương vực, làm Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả. Vậy mà làm ra loại khuất nhục này sự tình, thật sự là thiên cổ tội nhân. Vi Sinh Thiên Lan ánh mắt lạnh lẽo nói. Nhi tử chết rồi, người cũng hồ đồ rồi, bí quá hóa liều, nên vạn kiếp bất phục. Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, uống rượu một miệng, vậy mà nhẹ nhàng như thường. 150.000 Khôn Nguyên vệ, tăng thêm 180.000 Thánh Thiên vệ, thực lực của đối thủ so ngay từ đầu đều cường. Lý Vô Địch, người nhưng có cách đối phó. Vi Sinh Thiên Lan hỏi. Chúng ta trước nghiên cứu một chút, bọn họ sẽ làm sao tiến công. Lý Vô Địch nói. Khôn Nguyên Tông tiến công Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ tiếp tục phục kích chúng ta Nam Thiên Tông. Hoặc là, hai quân đổi. Vi Sinh Thiên Lan hỏi. Ta cảm thấy sẽ không. Đệ nhất, Khôn Nguyên Tông không có khả năng đơn độc tiến công, bọn họ cũng không nguyện ý tổn binh hao tướng, bọn họ là vì lợi ích mà đến. Thứ hai, quân Thánh Tiêu tâm tính thay đổi, trước kia. Hắn là muốn không hao phí một binh một tốt, cầm xuống Đông Hoàng cảnh. Nhưng bây giờ đã tổn thất 70.000, cùng tổn thất 100.000, với hắn mà nói, không có khác biệt. Lý Vô Địch bình tĩnh nói. Người đều là như vậy, vốn là muốn lông tóc không thương cầm xuống đối thủ, cho nên tương đương cẩn thận. Nhưng bây giờ, cánh tay bị chặt một đầu, còn cẩn thận cái gì, đương nhiên là liều chết, cũng muốn chặt chết địch nhân. Huống hồ Khôn Nguyên Tông mới rồi sẽ không giúp bọn họ đơn độc cầm xuống Đông Hoàng Tông. Mà lại, có Khôn Nguyên Tông giúp đỡ, bọn họ đã có trực tiếp công phá Nam Thiên Tông thực lực. Ý của ngươi là, cái này 330.000 đại quân sẽ hội tụ vào một chỗ, trục một kích phá chúng ta. Vi Sinh Thiên Lan cau mày nói. Đúng, bọn họ hiện tại so Thánh Thiên Phủ trước kia 250.000 đại quân mạnh hơn rất nhiều, nếu là đơn độc tiến công Nam Thiên Tông, các ngươi chịu đựng được sao? Lý Vô Địch hỏi. Trước kia khả năng có hy vọng, nhưng bây giờ Thánh Hoàng tâm tính thay đổi, 80% nhịn không được. Vi Sinh Thiên Lan lo lắng nói. Ngươi còn có tâm tư quan tâm Nam Thiên Tông, chúng ta vạn sơn kết giới, liền đế hoang long mạch đều bị ngươi nhi tử hố. Ngươi làm sao không hỏi xem, chính mình có thể hay không chịu đựng được. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ha ha, đừng nói như vậy, ta thế nhưng là có át chủ bài người. Lý Vô Địch cười nói. Ta nhìn ngươi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Có bài tẩy gì, mau nói a. Không thể nói, không thể nói thì mất linh. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Cố Lộng Huyền hư, muốn là làm hư, đáng đời ngươi hối hận cả một đời. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Vô Địch vỗ bàn một cái, đối Vi Sinh Thiên Lan nói. Ngươi yên tâm, bằng vào ta tính ra, quân thánh tiêu hận ta tận xương. Mà lại, cho dù có Hắc Minh Tông ở chỗ này, vạn sơn kết giới cũng không bằng hộ biển kết giới. Bọn họ nhất định muốn trước vây giết ta, lại vây giết các ngươi. Cho nên, chúng ta đến làm cho Thánh Thiên Phủ cùng Khôn Nguyên Tông, tại Đông Hoàng Tông nặng hơn nữa sáng tạo một lần. Muốn đi các ngươi Nam Thiên Tông đều hữu tâm vô lực. Sau khi nói xong, Lý Vô Địch uống rượu một miệng, xem ra rất nhẹ nhàng. Các ngươi làm được sao? Vi Sinh Thiên Lan vẫn là không nghĩ ra, hắn đến cùng có tư cách gì? Các ngươi nhìn lấy là được, Lý Vô Địch nói. Thành,
ta tín nhiệm ngươi, dù sao cái này là sinh tử tồn vong đại sự. Vi sinh Thiên Lan nói. Không sai, các ngươi chỉ cần, cố thủ Nam Thiên Tông là được rồi. Lý Vô Địch tràn đầy tự tin nói. Dù sao, cho đến nay bọn họ đều là phe phòng thủ, nếu như bị làm cho rời đi kết giới, vậy liền thật là cùng đường mặt lộ. Nếu là cái này 330.000 đại quân, tiên tiến công Nam Thiên Tông đâu? Vi sinh Thiên Lan hỏi. Ha ha, vậy chúng ta cũng chỉ có thể vì các ngươi cầu nguyện. Lý Vô Địch nói. Vi sinh Thiên Lan bó tay rồi. Hiển nhiên, hiện tại chỉ có thể hy vọng, quân Thánh Tiêu tiên tiến quân Đông Hoàng Tông, dù sao hắn cũng muốn biết, Lý Vô Địch đến cùng có bài tẩy gì. Khôn Nguyên cảnh đại quân bước vào Đông Hoàng cảnh tin tức, căn bản giấu giếm không được. Cơ hồ ngay tại ngày thứ hai, liền tại Đông Hoàng Tông truyền ra, nghe nói đại quân có 150.000, tăng thêm 180.000 thánh thiên vệ, trong lúc nhất thời, Đông Hoàng, Hắc Minh, Nam Thiên, Tam Tông lòng người bàng hoàng. Ba tháng trước đại thắng vui sướng, bây giờ bị xông đến tan thành mây khói. Thánh Hoàng bán đất cầu trợ giúp, bị thiên hạ thống mạ, nhưng thì tính sao, hắn đã không quan tâm danh tiếng, chỉ muốn Đông Hoàng cảnh nhất thống. Lịch sử, từ người thắng lợi viết. Mà Thánh Hoàng, bây giờ mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn làm cái này người thắng lợi. Đạo lý này, người trong thiên hạ đều biết. Đông Hoàng Tông người, cũng không biết hai người bọn họ quân hội tụ, tiến hành qua bao nhiêu thảo luận, trải qua bao nhiêu tranh luận. Bọn họ chỉ biết là, ngay tại ngày thứ ba, 330.000 hỗn hợp đại quân, xuất phát Đông Hoàng Tông, đi thẳng tới Đông Hoàng dãy núi tiến. Chúng ta Đông Hoàng Tông đối thủ, càng ngày càng đáng sợ. Ngay từ đầu chỉ có Vân Tiêu Kiếm phái cùng Hắc Minh Tông, hiện tại, Thánh Hoàng tăng thêm Khôn Nguyên Tông phó tông chủ, mang theo 330.000 đại quân tiếp cận. Vạn Sơn kết giới bên trong, hơn 10 vạn một số Hắc Minh quân cùng Đông Hoàng vệ, đứng trước to lớn tử vong nguy cơ. Bọn họ nếu như biết rõ, 99 đầu đế hoang long mạch đã không về được, đoán chừng sẽ càng hoảng hốt. Dù sao, lần này là hai đại thiên chi cảnh giới cường giả, tự mình mang quân. Hiện tại Đông Hoàng Tông, Hắc Minh quân bấp bênh, dù là có Lý Vô Địch tồn tại, nhưng, cũng không có lần trước như vậy tất thắng quyết tâm. Tại dạng này ngưng trọng không khí dưới, làm cái kia 330.000 đại quân xuất hiện tại Vạn Sơn kết giới bên ngoài thời điểm, mang tới dồi dào áp lực, càng thêm to lớn. Nhất là, 180.000 thánh thiên phủ, cơ hồ từng cái ánh mắt huyết hồng. Bọn họ từng chịu đựng Nam Thiên Tông nhục nhã, ba tháng này, qua được sống không bằng chết. Sốt cục, chờ đến báo thù thời khắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, 330.000 cộng sinh thú, lít nha lít nhít, đàn thú cùng một chỗ giống giận rung trời, thét lên Đông Hoàng dãy núi, dẫn phát một trận động đất. Rầm rầm rầm, liền Vạn Sơn kết giới, đều đang run rẩy. Nói là 330.000 đại quân, nhưng cũng có thể không đến, bởi vì, cũng có thể có người chui vào Trầm Nguyên chiến trường, làm bên kia Vạn Sơn kết giới yếu kém thời điểm, thừa cơ tiến công, thông qua động không đáy giết đến tận Thánh Sơn, phá hư kết giới hạch. Quân Thánh Tiêu cái này thiên cổ tội nhân tàn nhẫn như vậy, lần này, bọn họ tương đương phá phủ Trầm Chu rồi. Nói thật, hiện tại Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, sĩ khí có chút sa sút. Trên tâm lý yếu thế, dựa vào dáng chống đỡ đều không được. Bi thương không khí, bao phủ toàn trường. Lý Thiên Mệnh đều nhìn đến nhíu chặt mày lên. Đại quân tiếp cận thời khắc. Hắn theo Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Minh Hoàng bọn người, cùng một chỗ bước ra Vạn Sơn kết giới. Đi tới cái kia 330.000 đại quân trước mắt. Bọn họ từ nội bộ đi ra, trở về kết giới, đương nhiên sẽ không bị tiêu ký. Đông Hoàng, Hắc Minh hai đại tông môn các cường giả tới bộ phận, cùng đối phương so sánh, số lượng thực sự kém quá nhiều, đối phương còn có hơn 140 thánh lão, tăng thêm 100 cái Khôn Nguyên tông tông lão, nhân số ít nhất là bọn họ gấp 5 lần. Những người này, ngay tại 33 vị đại quân ngay phía trước. Thánh Thiên Phủ đội ngũ. Quân Thánh Tiêu, ba đại Thánh Vương, quân Niệm Thương cùng hơn 100 vị Thánh Lão. Khôn Nguyên Tông đội ngũ, Phó Tông Chủ Nguyên Hồn, Thiếu Tông Chủ Nguyên Sấm, còn có 100 Tông Lão. Sau lưng, thì là Thiên Quân Vạn Mã. Có mắt đỏ thấm, sát khí ngút trời Thánh Thiên Vệ. Cũng có trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đến đây đi săn Khôn Nguyên Vệ. Đứng tại Lý Thiên Mệnh trên vị trí này, phóng tầm mắt nhìn tới, địch nhân đại quân càng là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú hội tụ, cự thú gào thét, thần uy cuồn cuộn, đủ để ép tới người không thở nổi. Hai quân tử chiến trước đó,
Lý Vô Địch dẫn người đi ra Vạn Sơn kết giới làm cái gì? Kết quả là, tất cả mọi người bị hấp dẫn, ánh mắt tập trung mà đến. Đúng vào lúc này, Lý Vô Địch theo tu di giới chỉ bên trong, móc ra một cái kim sắc vật lớn, trực tiếp đập xuống đất. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia tựa như là một cái hoàng kim nhân đầu. Đông Cực Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, 180.000 thánh thiên vệ, ánh mắt phun lửa. Không sai, đây chính là quân Đông Diệu Đầu. Mà lúc này, Lý Vô Địch nâng lên một cái chân, đem cái này hoàng kim nhân đầu dẫm tại dưới chân, hắn híp huyết sắc ánh mắt, lệch ra cái đầu, cứ như vậy nhìn về phía cái kia quân Thánh Tiêu. Hai quân như chết một dạng yên tĩnh, sau một khắc, đều có rất nhiều thánh thiên vệ kìm nén không được. Giết hắn. Vì Đông Cực Thánh Vương báo thù. Chỉ tiếc, là chính bọn hắn người, ngăn cản bọn họ. Vạn chúng chú mục bên trong, quân Thánh Tiêu hai mắt, toát ra hào quang rừng rực, cứ như vậy thiêu tại Lý Vô Địch trên thân. Thánh Hoàng, không nên hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ là có chút thay quân Đông Diệu huynh đệ không đáng. Dù sao, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, hắn sùng bái cả đời phụ thân, lại là Thánh Thiên Phủ Thiên cổ đệ nhất bột mềm. Bán đất cầu vinh, ha ha, loại chuyện này đều làm ra được, thật là một cái nhân tài a. Ngươi thì không sợ, ngươi Thánh Thiên Phủ vạn năm tổ tiên, đâm sống lưng của ngươi xương sao. Hắn khiêu khích ánh mắt, cứ như vậy nhìn lấy cái kia quân Thánh Tiêu. Quân Thánh Tiêu cử động lần này ngoại trừ Thánh Thiên Phủ người, đã sớm bị toàn bộ Đông Hoàng cảnh thoá mạ. Bao quát lúc này, Vạn Sơn kết giới bên trong, đều mắng âm thanh chấn thiên. Mắng Thánh Thiên Vệ, tức giận đến giận sôi lên, nổi giận đùng đùng. Mắng Thánh Thiên Phủ, mất hết mặt mũi. Thánh Hoàng, còn có Thánh Thiên Phủ các vị huynh đệ, không cần nghe này phản loạn người tranh đua miệng lưỡi. Chúng ta Khôn Nguyên Tông, chỉ là tận bằng hữu chi tình ý, trước đến giúp đỡ Thánh Thiên Phủ lắng lại phản loạn, giải cứu Đông Hoàng cảnh thương sinh. Thánh Hoàng chi vĩ đại, hậu thế nhất định sẽ tán tụng. Khôn Nguyên Tông phó tông chủ Nguyên Hồn quát to. Nguyên Hồn, người không biết xấu hổ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cứ việc nói thẳng, đừng nói những thứ này tráng lệ, ba tuổi tiểu hài tử ngươi đều không lừa được. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Sau khi nói xong, hắn lấy xích huyết hoang đao, chỉ hướng Thánh Hoàng, nói. Quân Thánh Tiêu, nghe nói ngươi là Đông Hoàng cảnh đệ nhất cường giả, trong mắt của ta, bất quá là Đông Hoàng cảnh đệ nhất bột mềm. Ta Lý Vô Địch, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu mềm, cho nên trước đi ra hỏi một chút ngươi, có hay không đảm lượng, cùng ta trước mở nhất chiến, phân ra sinh tử. Lời này vừa nói ra, toàn quân xôn xao, loại này đảm lượng, có thể nói kinh thiên. Đông Hoàng cảnh lớn nhất cường giả chi chiến. Nói thật, rất nhiều người đều chờ mong. Tông môn chi chiến, không thể thiếu tối cường giả tranh phong, chiến đấu kết quả, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng sĩ khí, nhưng nói thật, thực lực mạnh một phương, trên cơ bản sẽ không đáp ứng loại này khiêu chiến, bởi vì làm căn bản không cần thiết. Quân Thánh Tiêu, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Lý Vô Địch lúc nói chuyện, mặt mỉm cười, thậm chí trực tiếp một đao, đem dưới chân hoàng kim nhân đầu cho chém thành hai khúc. Ngươi không đáp ứng, lão tử thì ở trước mặt ngươi làm đồ ăn, có muốn hay không nhấm nháp một chút xào lăn hoàng kim thịt. Hắn loại khiêu khích này, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng, đây cũng là hắn Lý Vô Địch phong cách, dám yêu dám hận, đối thân nhân khẳng khái đạo nghĩa, đối với địch nhân không lưu tình chút nào. Dù sao, hắn trên người bây giờ, gánh chịu lấy mấy chục vạn tính mạng con người, từng bước mạo hiểm. Lúc này thời điểm, cùng địch nhân giao phong, cần phải để ý đạo nghĩa sao? Nói là xào lăn hoàng kim thịt, thì thật đến. Sau đó, Thánh Thiên Phủ nổi giận. 180.000 hừng hực ánh mắt nhìn Thánh Hoàng, bọn họ tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng hay là hy vọng Thánh Hoàng có thể, thân thủ chém giết Lý Vô Địch. Sau đó, đại quân tiếp cận, triệt để phá hủy Đông Hoàng Tông. Thánh Hoàng. Trong lúc nhất thời, vô số kêu gào, tụ tập tại Thánh Hoàng trên thân. Chư vị Thánh Thiên Phủ huynh đệ, chớ có chúng kế, thực lực chúng ta viễn siêu đối phương, căn bản không dùng Thánh Hoàng mạo hiểm. Chờ chúng ta đồ diệt Đông Hoàng Tông, Thánh Hoàng có rất nhiều cơ hội nghiền ép Lý Vô Địch. Rất nhiều Thánh Lão coi như lý trí, vội vàng vì Thánh Hoàng giải thích. Bọn họ ngược lại không là không tin Thánh Hoàng, mà chính là Lý Vô Địch cũng người phi thường, nếu để cho hắn dẫn đạo, dễ dàng trúng kế. Thánh Hoàng lựa chọn ra sao? Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói. Lý Vô Địch, loại đứa bé này khiêu khích thủ đoạn, cũng đừng lấy ra tại trên người của ta dùng. Tiếp đó, có người thời điểm chết,
nhưng không phải hiện tại. Bởi vì, ta phải để ngươi nhìn lấy Đông Hoàng Tông trước hủy diệt, dạng này, người bị chết mới có ý tứ một chút. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nói đến lời nói, cũng đầy đủ để Thánh Thiên Vệ tin phục. Không phải là không muốn giết ngươi, mà chính là không có đến lúc đó. Lợi hại, thật không hổ là Thánh Hoàng, có thể đem bột mềm cùng kém cỏi miêu tả đến như thế thanh lệ thoát tục. Lý Vô Địch trực tiếp cho hắn giơ ngón tay cái lên. Nói thật, không ít Thánh Thiên Vệ vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao, Lý Vô Địch thực sự quá nhảy, 180.000 người đều hận không thể hắn lập tức chết. Hiện tại rất rõ ràng, Lý Vô Địch bức chiến không thành công, hiển nhiên, hắn bắt giặc bắt phương kế hoạch thất bại, Đông Hoàng, Hắc Minh hai tông, rất nhiều người càng có dự cảm không lành. Mắt thấy, Thánh Hoàng, Nguyên Hồn liền muốn hạ lệnh tiến công. Đúng vào lúc này, Lý Vô Địch bên người, Lý Thiên Mệnh vậy mà bước ra một bước đến. Quân Niệm Thương, người chết vì lớn, người đến mức hành hạ như thế nàng a. Chuyển đến dọn đi, người làm là đóng băng hải sản sao? Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, cái kia Quân Niệm Thương bên người, vẫn có một bộ quan tài thủy tinh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Hắn là Lý Vô Địch chi tử, tại cảnh vực chi chiến giết Nguyệt Linh Lang, cướp đi Đông Hoàng kiếm nhân vật mấu chốt. Bằng không, tay cầm Đông Hoàng kiếm Thánh Hoàng, rất có thể thì nghênh chiến Lý Vô Địch. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cái này vẻ mặt tươi cười, đối mặt Quân Niệm Thương cái kia tơ máu trải rộng ánh mắt. Sắp chết đến nơi, người còn cười đến xuất khẩu sao? Quân Niệm Thương thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Đương nhiên có thể cười a, dù sao cái này xào lăn hoàng kim thịt nguyên liệu nấu ăn, lại không phải tới từ đầu của ta. Lý Thiên Mệnh nói, đây là cùng Lý Vô Địch học, thời điểm then chốt, không đối địch người hung ác một chút, làm sao thủ hộ thân nhân mình bằng hữu. Lý Thiên Mệnh, Quân Niệm Thương trong nháy mắt thì nhịn không được. Quân sư huynh, chớ cùng hắn nhiều lời. Không có ý nghĩa, Nguyên Sấm thản nhiên nói. Ngươi là cái thứ gì a? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Lý Thiên Mệnh lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên thiêu tại Nguyên Sấm trên thân. Đây mới là hắn chân chính mục tiêu. Ngươi nói cái gì? Nguyên Sấm trong nháy mắt thì mộng. Cái này là lần đầu tiên, có người đồng lứa, lấy loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Ta hỏi ngươi là cái thứ gì? A, cưỡi quy chân nhân. Lý Thiên Mệnh liếc một cái dưới chân hắn Trấn Ngục Huyền Vũ, nhịn cười không được. Hắn nhất định muốn đem cái ngoại hiệu này trước đưa cho người khác, cái này gọi tiên hạ thủ vi cường. Rùa, chính là Khôn Nguyên Tông cấm kỵ. Một sát na này, 150.000 Khôn Nguyên Tông đại quân trong ánh mắt lửa, toàn bộ thiêu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Nhìn cái gì vậy, không phải liền là một đám rùa đen rút đầu đại quân. Phốc, mặc kệ sĩ khí lại thấp mê, cái này xuống không ít người đều cười. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh miêu tả đến thật sự là rất hình tượng. Nguyên Sấm là người kiêu ngạo, cho nên, cặp mắt của hắn trực tiếp bạo phát ra kinh thiên sát cơ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, Lý Thiên Mệnh, Nguyên Sấm tranh cười gằn nói. Ta muốn biết, ngươi có phải hay không cùng ngươi cộng sinh thú một cái đức hạnh, nhìn đến ta, chỉ dám đem đầu rút vào trong thân thể, run lẩy bẩy. Nói thêm câu nữa, có tin ta hay không rút đầu lưỡi của ngươi. Ngươi đừng chỉ nói không luyện, có gan ngươi liền đến, khác thì cùng Thánh Hoàng một dạng bột mềm. Nguyên Sấm bị chọc giận quá mà cười lên. Khác đi theo náo loạn, Phó Tông Chủ Nguyên Hồn nói. Loại này dây dưa, không có ý nghĩa. Thúc, cho ta 10 hơi thời gian. Người trẻ tuổi, cuối cùng cùng quân thánh tiêu khác biệt, Nguyên Sấm trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt gắt gao thiêu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ta nghe rõ, người muốn cùng ta đến một cuộc chiến sinh tử. Ta muốn A, nhưng là người không có loại A. Người lăn tới đây cho ta. Nguyên Sấm nổi giận gầm lên một tiếng, trước mắt mặt đất đều đang run rẩy. Nguyên Sấm, Nguyên Hồn nhắc nhở. Thì 10 hơi thời gian, ta lập tức giải quyết cái này bại tướng dưới tay, ở trước mặt ta đùa nghịch miệng pháo, ta tối thiểu xé rách cái miệng này. Hắn lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt, trực tiếp quất ra Đông Hoàng Kiếm, bước vào chiến trường. Đông Hoàng Kiếm. Rất nhiều người cái này mới nhìn đến, Lý Vô Địch vậy mà thật, đem quý giá như thế thần binh giao cho Lý Thiên Mệnh sử dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt thay đổi. Tuy nhiên bọn họ biết, cái này rất có thể là bẫy dập. Nhưng là, bẫy dập sức hấp dẫn cũng quá lớn. Cảnh vực chi chiến, quyết định Đông Hoàng Kiếm thuộc về, sau đó không thể cướp đoạt, nhưng bây giờ tông môn chi chiến hỗn loạn thời khắc, giết Lý Thiên Mệnh,
tạm thời để Thánh Hoàng nắm giữ Đông Hoàng kiếm một đoạn thời gian, một khi Thánh Hoàng cầm xuống Đông Hoàng Tông Hắc Minh Tông, nhất thống Đông Hoàng cảnh, thời cổ thần quốc hẳn là sẽ không quản a. Nguyên Hồn cùng Thánh Hoàng liếc nhau một cái. Bọn họ đều không có ngăn lại tức giận Nguyên Sấm, những người khác càng sẽ không ngăn cản. Tất cả mọi người nghĩ là, 3 tháng trước, thực lực tương đương tại thiên ý cảnh giới tầng thứ 3 Lý Thiên Mệnh, hiện tại, lấy cái gì cùng thiên ý đệ thất trọng Khôn Nguyên cảnh đệ nhất thiên tài so sánh. Thậm chí ngay cả Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông rất nhiều người, ánh mắt đều có chút u buồn. Nói thí dụ như Viên Hồn Thiên, phía trên một trận tông môn chi chiến, hắn là thấy rõ, Nguyên Sấm kém chút giết Lý Thiên Mệnh người. Hiện tại như thế nào đối địch? Toàn trường nhân vật, cũng liền Lý Vô Địch khoanh tay, nở nụ cười. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp đó, yên lặng nhìn trò vui là đủ. Lúc này, Khôn Nguyên vệ, giúp ta đếm xong thời gian, thì 10 hơi. Nguyên Sấm giận quát một tiếng, mang theo Trấn Ngục Huyền Vũ, trực tiếp giết vào chiến trường. Hai người bọn họ, xem như vào tới song phương đại quân trung gian điểm. Sau đó, sinh tử chém giết. Lý Thiên Mệnh, lần trước muốn không phải ngươi trốn được nhanh, hiện tại thi thể đều bốc mùi, ngươi ở đâu ra dũng khí trêu chọc ta, vẫn là nói ngươi chán sống. Nguyên Sấm lúc nói chuyện, chân đạp mặt đất, trong khi mũi chân rơi ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp rạn nứt, một nói cái khe to lớn phóng tới Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, cái kia lớn như vậy cấp 5 thánh thú, Trấn Ngục Huyền Vũ, tráng kiện 4 chân oanh kích ở trên mặt đất, đừng nhìn nó thân thể to lớn. Nhưng là động tác tương đương nhanh nhẹn, trong khi đầu cùng tay chân thu lúc thức dậy, to lớn vỏ rùa trực tiếp tiến vào mặt đất. Ở tại trước mặt, đất này mặt giống như biển cả một dạng mềm mại, một cái cự đại đống đất, đồng dạng hướng về Lý Thiên Mệnh lăn lộn mà đến. Lão đại, cái này vỏ rùa quá cứng, ta cùng Miêu Miêu đoán chừng đều rất khó đánh vỡ. Tăng thêm đầu của nó lại co lại lên, chúng ta chỉ sợ không giải quyết được. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Cái kia Trấn Ngục Huyền Vũ chung quanh thân thể, ngưng kết tầng mấy chục bùn đất cương khí, xem ra so Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới đều muốn dày đặc, quả thực không thể phá vỡ. Cứng như vậy vỏ rùa, chỉ có Đông Hoàng kiếm có thể bổ ra, cái này Nguyên Sấm thì giao cho các ngươi, nhớ đến đem cái này không coi ai ra gì chó, đánh cho ta thành chó cứt. Lý Thiên Mệnh một bên vào tới trước, một bên lấy tâm linh câu thông cùng Huỳnh Hỏa bọn họ cấp tốc giao lưu. Dùng ngươi rông dài. Lần này Miêu Miêu không có biến hóa đế ma hỗn độn, dù sao đối phó ngự thú sư, lấy nó hiện tại tiểu thân thể lực sát thương càng mạnh. Động đất nứt bên trong, một đạo hỏa diễm thiểm ảnh cùng một đạo màu đen lôi đình tàn ảnh cực nhanh tiến tới mà xuống, lúc lên lúc xuống, tại Khương Phi Linh thời gian tràng bên trong, tốc độ của bọn nó tăng vọt không ít. Khương Phi Linh lần này nhiên linh trở về, các phương diện năng lực vậy mà đều có tăng lên, nói thí dụ như thời gian tràng, trước kia chỉ có thể giảm tốc địch nhân, mà bây giờ còn có thể gia tốc đồng đội, một tăng một giảm. Trong lúc vô hình đều tại tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Ầm ầm, tiểu mèo đen trên thân quấn quanh lấy cửu trọng hỗn độn lôi giới, thân thể nó tuy nhiên tiểu, nhưng là đưa tới hỗn độn thiên kiếp lại tương đương nổ tung. Cái này vừa mới bắt đầu, đại lượng lôi đình điện xà từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hướng về Nguyên Sấm trên đỉnh đầu đập tới. Ầm ầm, màu đen hỗn độn lôi đình giết qua chỗ, mặt đất cháy đen như than, mà tại cái này vô tận lôi đình lấp lóe bên trong, đột nhiên lóe ra vô số hỏa diễm cái bóng. Làm Lý Thiên Mệnh tu luyện thành thần tiêu đệ nhị kiếm thời điểm, kỳ thật Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu phối hợp chiến đấu chi lực, đã đạt đến mạnh hơn trình độ, thậm chí có lôi hỏa chi dung hợp. Nghịch thần kiếm ý. Ăn lão tử ngươi 4 kiếm. Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh đột nhiên đem Nguyên Sấm vây quanh, hơn vạn phân thân xem ra lít nha lít nhít, tại những thứ này hỏa ảnh mê hoặc bên trong, nó bản tôn lấy kim diễm kiếm linh, liên tục giết ra 4 kiếm. Một kiếm so một kiếm cường. Đệ nhất kiếm, kiếm nghịch sơn hà. Đệ nhị kiếm, trảm lạc tinh thần. Đương đương đương. Nguyên Sấm trên thân cũng có cẩn trọng vỏ rùa, đó là một loại nắm giữ 10 đầu thánh thiên văn phòng ngự thú binh, tạo hình xác thực giống vỏ rùa, xem ra không thế nào lịch sự, nhưng phòng ngự lực kinh thiên. Huỳnh Hỏa nghịch thần kiếm ý cùng Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp, đại bộ phận uy lực đều bị cái này, hậu thổ trọng giáp, chỗ ngăn cản. Thì các ngươi cái này 2 cái tiểu xúc sinh, cũng coi như cộng sinh thú. Thật sự là mất đi cộng sinh thú mặt, Nguyên Sấm lạnh giọng âm hiểm cười, nói thật 10 hơi thời gian sắp tới rồi, muốn là thời gian dài bắt không được Lý Thiên Mệnh, hắn mất mặt. Đinh! Hắn theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một thanh màu đen to lớn chiến phủ. Cái kia chiến phủ hàn khí kinh người,
lưỡi búa phía trên lại có một chương đỏ như máu mặt quỷ, kia quỷ mặt thì cùng thật giống như, tai mắt mũi miệng đều có, thậm chí còn nhìn chằm chằm Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, phát ra thâm trầm tiếng cười lạnh, rõ ràng có mê hồn hệ thủ đoạn. Đây là thánh thú binh Huyền Minh Quỷ Phủ. Rất rõ ràng, có thể nhìn đến trên đó hết thảy có 11 đầu thánh thiên văn, đây đã là tương đương chân quý thánh thú binh, người trẻ tuổi trên cơ bản không có khả năng nắm giữ. Lão tử sinh ra ngươi như thế một cái đồ con rùa, mới mất đi liệt tổ liệt tông mặt. Huỳnh Hỏa chiến đấu sau khi, lăn trên mặt đất phình bụng cười to, cười ra nước mắt. Cái kia tiện như vậy dáng vẻ, còn có một câu kia, đồ con rùa, thực sự để Nguyên Sấm cảm nhận được, chưa bao giờ chịu được qua vô cùng nhục nhã. Đi chết! Hắn hai tay nắm ở cái kia Huyền Minh Quỷ Phủ, thi triển siêu phàm thiên ý chiến quyết, khai sơn thánh điển. Khai sơn thánh điển chính là Khôn Nguyên Tông mạnh nhất thiên ý chiến quyết, hết thảy ẩn chứa, 49 đoạn chạm, liên tục chặt chém 49 lần, mặc kệ là cái gì đồi núi, đều muốn mở vỡ thành hai mảnh, mỗi một chạm thiên ý hàm ý, đều muốn cường thịnh hơn. Xì xì xì. Bỗng nhiên, hỗn độn thiên kiếp lần nữa đánh xuống, trúng đích cái này Huyền Minh Quỷ Phủ, Điện Nguyên Sấm mắt trợn trắng. Hắn chả không có kịp phản ứng, cái kia tiểu hoàng gà đột nhiên xuất hiện tại hắn thân thể đằng sau, trực tiếp thi triển nghịch thần kiếm ý, hướng về Nguyên Sấm không thể miêu tả vị trí đâm đi lên. A! À, trong lúc nhất thời, máu tươi lao vút mà ra, một trận lửa giận ngút trời táo bạo thanh âm bao phủ toàn bộ chiến trường. Rất nhiều người nhìn đến tê cả da đầu, nhịn không được kẹp chặt hai chân, nhìn lấy cái kia hai cái ma quỷ một dạng tiểu sủng vật. Bọn họ tận mắt thấy, Nguyên Sấm lỗ đít phún huyết. May mắn không có thương tổn cùng căn bản, dạng này sẽ chỉ làm Nguyên Sấm càng thêm phẫn nộ, một đôi mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu. Nhưng, làm hắn bỗng nhiên trông thấy Lý Thiên Mệnh thời điểm, ngập trời chi nộ cùng vô tận khuất nhục thất bại, lần nữa cọ rửa ngũ tạng lục phủ của hắn. Tại Nguyên Sấm trong mắt, Lý Thiên Mệnh cùng cái kia theo trên mặt đất đâm vào tới Trấn Ngục Huyền Vũ, trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Trấn Ngục Huyền Vũ thu hồi đầu cùng bốn chân, quả thực biến thành một cái không thể phá vỡ quả cầu sắt, nó ầm vang bắn lên đến, lại cao hơn nhanh xoay tròn, hướng về Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu đập tới. Linh Nguyên Thần Thông, Thần Sơn Áp Đỉnh. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh mạo hiểm tránh khỏi thời điểm, mặt đất lần nữa rạn nứt. Chung quanh đây đất đai bị cái này Trấn Ngục Huyền Vũ chơi đến cảnh hoang tàn khắp nơi, từng đạo vết nứt răng khắp nơi. Chết, Trấn Ngục Huyền Vũ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, lần nữa lấy Thần Sơn Áp Đỉnh cuốn tới. Nó thần thông đông đảo, vô cùng vô tận, liên tục thi triển mấy loại thần thông, bao quát, ngàn đoạn gai đất. Ngàn đoạn gai đất bạo phát, dưới nền đất sắc bén kia nham thạch gai nhọn xuyên thấu mà đến, về số lượng ngàn, trực tiếp khóa cứng Lý Thiên Mệnh đặt chân chi địa. Tại Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực sau khi bay lên, cái này ngàn đoạn gai đất thậm chí như là mũi tên một dạng nổ bắn ra. Phốc phốc phốc, ầm, đông đảo không gian tường ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước người. Chặn cái kia Trấn Ngục Huyền Vũ ngàn đoạn gai đất. Đến phiên ta, Lý Thiên Mệnh trong mắt lãnh quang lóe lên, hai tay nắm ở cái kia tất cả mọi người khát vọng Đông Hoàng kiếm. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng vòng xoáy lăn lộn, toàn thân lực lượng hội tụ đế hoàng thiên ý, còn có đến từ Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu hỏa diễm thiên ý cùng Lôi Đình thiên ý, toàn bộ ngưng kết tại một kiếm này phía trên. Để ta xem một chút, người vỏ rùa đến cùng cứng đến bao nhiêu, có thể ngăn trở hay không Đông Hoàng kiếm. Ông một khắc này Lý Thiên Mệnh, như có lôi hỏa giao dung, luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên hai đại lực lượng hạch tâm vô số thú nguyên phun ra ngoài, dung hội tam đại thiên ý. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, một nửa thân thể hỏa diễm thiêu đốt, một nửa thân thể lôi đình gào thét. Thần Tiêu Kiếm Quyết, đệ nhị kiếm. Một kiếm này sau khi tu luyện thành, lần thứ nhất toàn lực thi triển, Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, hung mãnh thô bạo, tóc trắng phấn khởi ở giữa, chém xuống một kiếm. Bỗng nhiên, rất nhiều người ở tại trên thân, thấy được trong truyền thuyết đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu cái bóng. Oanh! Lôi hỏa chi lực dung hợp, một kiếm giết ra, vô tận lôi hỏa kiếm khí hỗn hợp đế hoàng thiên ý, như là hai tôn thiên cổ đại đế hội tụ một thể, trấn áp mà đến. Ha ha, Trấn Ngục Huyền Vũ tựa hồ đối với phòng ngự của mình khá có lòng tin, nó lần nữa thi triển cái kia Thần Sơn Áp Đỉnh, lúc này thời điểm nó quả thực cũng là một tòa nguy nga đại sơn, theo trên mặt đất cao tốc xoay tròn. Sau đó lấy Thần Sơn Áp Đỉnh chi thế, vụt lên từ mặt đất, vọt tới Lý Thiên Mệnh. Nó nghiền ép lên vô số đối thủ, đem người lấy Thần Sơn Áp Đỉnh nghiền thành thịt nát, đối mặt lần trước bị Nguyên Sấm kém chút một quyền đấm chết Lý Thiên Mệnh, nó chiến ý 10 phần, khí thế ngập trời.
loảng xoảng. Lấy Đông Hoàng kiếm thi triển thần tiêu đệ nhị kiếm, cứ như vậy chém vào cái này xoay tròn thần sơn áp đỉnh phía trên. Chướng mắt sao hỏa lập lòe. Xoẹt. Ngay tại một kiếm phía dưới, huyết nhục xé rách ở giữa, Chấn Ngục Huyền Vũ bị chém thành hai khúc. Xoạt. Vô tận máu tươi trong nháy mắt biểu bay, đem Lý Thiên Mệnh tóc trắng nhuộm đỏ. Ầm ầm. Bị chém thành hai khúc Huyền Vũ, cứ như vậy đập xuống đất, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Nó một câu đều không nói ra miệng, bởi vì nó căn bản không tin tưởng, chính mình sẽ bị chém thành hai khúc. Nó đương nhiên biết Lý Thiên Mệnh thi triển Đông Hoàng kiếm, đó là Đông Hoàng cảnh đáng sợ nhất thần binh, nhưng nó theo không cho rằng một đứa con nít, có thể phát huy Đông Hoàng kiếm uy lực gì. Kết quả là, bỏ ra tử vong đại giới. Chấn Ngục Huyền Vũ, chết. Bị chết, sạch sẽ. Giờ khắc này chiến trường, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Đây chính là Nguyên Sấm quay đầu thời điểm, rõ ràng nhìn đến một màn. Hắn tận mắt thấy, cái kia lấy lực phòng ngự xưng cộng sinh thú, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh chết. Màn này đối với hắn mà đến, như thế khó có thể tin, đến mức nó trong nháy mắt ngốc trệ, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Lý Thiên Mệnh. Sau một khắc, hắn phát ra kinh thiên gào thét, hai mắt đã đỏ thấm tích huyết. Hắn cơ hồ đem Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu quên mất, cả người lâm vào cực hạn trong điên cuồng, mặt đã vặn vẹo thành mướp đắng, sau đó hai chân chấn động, không muốn sống giống như trùng sát mà đến. Đồ con rùa Nguyên Sấm, đến phiên ngươi, ta hiện tại hỏi ngươi, ai là bại tướng dưới tay? Lý Thiên Mệnh buông thả cười một tiếng, tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, tại đánh chết Chấn Ngục Huyền Vũ về sau, đến đón lấy Thiên Chi Dực cuốn lên, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong lúc hành tẩu, lôi đình quấn quanh, hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Lôi quân Hoàng kiếm. Một kiếm này lại nhanh lại hung, màu đen lôi đình quấn quanh phía dưới Đông Hoàng kiếm bị hai tay của hắn cầm nắm, bộc phát ra vô cùng uy lực. Nguyên Sấm ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị xé nứt, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin bây giờ bị chà đạp đến vô cùng thê thảm, giờ phút này tròn mắt tận nứt hắn, đã bị phẫn nộ che mất lý trí. Còn từng nhớ đến, chính mình từng tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, cỡ nào kiêu căng ngạo mạn. Ba ngày không thấy, tự phải lau mắt mà nhìn, lại càng không cần phải nói Lý Thiên Mệnh đã khổ tu tháng ba. Ngươi nhất định phải chết, ta Khôn Nguyên Tông 500.000 đại quân, nhất định diệt ngươi cả nhà. Để ngươi Đông Hoàng Tông, bị chết con ruồi đều không thừa phía dưới. Nguyên Sấm thê lương kêu khóc, cộng sinh thú vừa chết, hắn cả một đời đều phế đi a. Hắn đều không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh có thể có loại này đảm lượng đi đắc tội Khôn Nguyên Tông. Nín khoác lác, Nguyên Sấm con ta. Ngay tại Nguyên Sấm tay cầm Huyền Minh Quỷ Phủ thi triển, khai sơn thánh điển, liều đánh một trận tử chiến trong nháy mắt, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên dạng này tiếng cười âm lãnh. Làm Nguyên Sấm nhớ tới, thanh âm này đến từ cái kia ma quỷ một dạng tiểu hoàng gà thời điểm, trong một chớp mắt, dùng mình. Sau đó, dưới hông rét lạnh, Nguyên Sấm đột nhiên quay đầu. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa. Một đạo, xích viêm hoàng kiếm, theo hắn không thể miêu tả chi địa đâm đi vào. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. A, à, Nguyên Sấm mặt trong nháy mắt nín thành tử sắc, toàn thân co rút, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Hắn tại trong cơn giận dữ, đã tâm thần thất thủ, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ tiểu hoàng gà theo sau người đánh lén mà đến, lấy, xích viêm hoàng kiếm, trúng đích. Xích viêm hoàng kiếm lực sát thương. Trực tiếp ở tại phần lưng nổ tung một cái lỗ máu. Đây chính là vết thương chí mạng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên kiếp lần nữa đánh xuống, trực tiếp bổ vào Nguyên Sấm trên đầu, cái này khiến Nguyên Sấm lần nữa thụ trọng thương. Như thế thương tổn phía dưới, Nguyên Sấm lại còn không chết, trong tay hắn Huyền Minh Quỷ Phủ, còn tại thẳng hướng trước mắt hắn Lý Thiên Mệnh, bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực của hắn chi ương ngạnh. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh toàn thân quấn quanh màu đen lôi đình. Như là lôi ma bao phủ, cái kia Đông Hoàng kiếm kéo tại trên mặt đất, nổ ra một đầu cháy đen khe rãnh. Ngay tại Huỳnh Hỏa một kiếm xuyên cái rắm, Miêu Miêu thiên kiếp đánh xuống đầu tiếp theo trong nháy mắt, lôi quân Hoàng kiếm bạo phát, Đông Hoàng kiếm quét ngang mà đi, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đánh bay Huyền Minh Quỷ Phủ. Phốc phốc, một kiếm quét ngang, Nguyên Sấm trừng to mắt, đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, thi thể ầm vang ngã xuống. Siêu, Lý Thiên Mệnh cánh tay trái tà ma vừa ra, trực tiếp đâm vào cái kia Nguyên Sấm trên đầu, đem câu trở về. Sau một khắc, hắn xoay người, lấy nhược quán thân thể, trực tiếp đối mặt Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông Thiên Quân Vạn Mã.
hắn giơ tay lên, đem Nguyên Sấm đầu nâng cao, một tiếng chấn thiên gào thét. Nguyên Sấm đã chết, Khôn Nguyên Tông rùa đen rút đầu đại quân, có gan đến giết ta. Một câu nói kia, trùng thượng Vân Tiêu, to gan lớn mật, dõng dạc, không biết sống chết. Tĩnh mịch chiến trường, Khôn Nguyên Tông ngập trời phẫn nộ, trực tiếp để một câu nói kia dẫn bạo. Nói thật, Trấn Ngục Huyền Vũ bị chém giết thời điểm, Khôn Nguyên Tông đã rất nhiều cường giả trước tới cứu viện Nguyên Sấm, nhưng là Lý Vô Địch cũng không phải ăn chay, hắn thượng cổ huyết ngục côn bằng, trực tiếp phun ra một đạo huyết sắc dòng nước lũ, hội tụ thành hải dương, đem nguyên hồn bọn người trực tiếp bức lui. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thì làm thịt Nguyên Sấm, trực tiếp bắt người đầu khiêu khích. Nguyên Sấm chết thảm tại chỗ, thực sự để cảm giác ưu việt 10 phần Khôn Nguyên Tông nhân tức giận đến giận sôi lên, rất nhiều người trực tiếp thì nổ. Hắn đem Nguyên Sấm giết. Trời ạ, Nguyên Sấm là Khôn Nguyên Tông thiếu tông chủ, bọn họ chỉ là đến kiếm tiện nghi đó a. Ta nhớ được hắn 3 tháng trước, không phải cùng Nguyệt Linh Lang không sai biệt lắm sao? Nguyên Sấm là thiên ý cảnh giới đệ thất trọng Khôn Nguyên Tông thiên tài a. Lý Thiên Mệnh đây là cái gì tu luyện tốc độ? Rung động, không hiểu, ngốc trệ, cừu hận, khuất nhục, táo bạo chờ một chút tâm tình, đều không che giấu được bọn họ giờ phút này đối Lý Thiên Mệnh khó có thể tin. Không chỉ là thực lực, còn có gan lượng, còn có kinh thiên chi tư. Dựa theo đạo lý, Đông Hoàng Tông cần phải nhằm vào Thánh Thiên Phủ, không dám khiêu khích Khôn Nguyên Tông không phải sao. Hắn trực tiếp đem Khôn Nguyên Tông thiếu tông chủ làm thịt rồi, Khôn Nguyên Tông vốn là đến chiếm tiện nghi, chưa chắc sẽ tránh thức suốt toàn lực, cái này tốt, Khôn Nguyên Tông đều điên rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vốn là hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngập trời chỉ có Thánh Thiên Phủ, hiện tại tăng thêm Khôn Nguyên Tông, 330.000 đại quân, lửa giận ngút trời. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh cứ như vậy dẫn theo Nguyên Sấm đầu, lấy hừng hực ánh mắt, nhìn về phía tất cả địch quân, lần nữa cất cao giọng nói. Ta hôm nay đem Nguyên Sấm đầu treo ở ta trên Thánh Sơn, để mỗi một người đệ tử phun một bãi nước miếng. Các ngươi một đám đồ con rùa, có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, hắn quay người về tới Lý Vô Địch bên người. Lý Vô Địch cười nhẹ một tiếng, bắt lấy Lý Thiên Mệnh bả vai, một tay cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó, tất cả mọi người cùng một chỗ, trực tiếp lách mình trở về Vạn Sơn kết giới. Mà giờ khắc này, chiến trường đã bị dẫn bạo. Giết hắn. Đây là Lý Thiên Mệnh kéo qua lớn nhất cừu hận, đây hết thảy đến từ Lý Vô Địch bày mưu đặt kế, không phải vậy, hắn thật đúng là không dám đắc tội Khôn Nguyên Tông. Làm tốt lắm, Lý Vô Địch tán thưởng nói. Ta đại công cáo thành, đến đón lấy thì nhìn ngươi, tử quỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm, ta hôm nay có thể giết bao nhiêu người, quyết định bởi ngươi vừa mới kéo cừu hận giá trị. Lý Vô Địch cười ha ha. Sau khi nói xong, hắn cùng Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông một loại cường giả đã xuyên qua Vạn Sơn kết giới, dọc theo đường có thể nhìn đến, Đông Hoàng vệ cùng Hắc Minh quân lấy nóng rực ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thiếu tông chủ, bội phục. Bắt đầu nhất chiến, cường thế chém giết Khôn Nguyên Tông đệ nhất thiên tài, Nguyên Sấm này gặp phải tử vong hoảng sợ hai mắt vẫn sinh động như thật, dạng này nóng nảy một màn, trực tiếp để sĩ khí đê mê hai đại tông môn. Nhiệt huyết sôi trào, chiến hỏa thiêu đốt, cùng một chỗ vì Lý Thiên Mệnh mà nộ hống. Thời thế tạo anh hùng, hôm nay Lý Thiên Mệnh chính là cái này anh hùng. Vừa rồi nhất chiến dũng mãnh, đem Đông Hoàng Hắc Minh hai đại tông môn chiến đấu lực, đều tăng lên một cái cấp bậc. Xem xét lại Khôn Nguyên Tông, mất mặt xấu hổ. Rất nhanh, lấy Lý Vô Địch cầm đầu, toàn tông cường giả hội tụ tại Thánh Sơn phía trên. Bọn họ nhìn lấy cái kia Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông 330.000 đại quân. Cùng không muốn sống giống như giống giận, thiên quân vạn mã lao nhanh, thương sơn đại địa chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít ngự thú sư cùng cộng sinh thú, cứ như vậy vọt vào Vạn Sơn kết giới. Ầm ầm, thanh thế to lớn, tiếng hô giết rung trời. Đây là Đông Hoàng Tông từ trước tới nay thời khắc nguy hiểm nhất, thực lực của hai bên căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Kể từ đó, sinh tử lo lắng, cơ hồ một phút đều có thể công bố. Bọn họ tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được, quân Thánh Tiêu cùng Nguyên Hồn hai người, nhất định xung phong đi đầu, tại chiến trường phía trước nhất trùng sát. Nhất là Nguyên Hồn, cái này còn chưa khai chiến đâu, hắn trực tiếp thì mộng. Nguyên Sấm vừa chết, không đồ diệt Đông Hoàng Tông, ta không có cách nào cùng ta cha cùng đại ca bàn giao. Chớ nhìn hắn còn bao phủ tại hắc bào bên trong, lúc này tâm đã đang run lên bần bật, trong hai mắt lục hỏa lột. Lý Vô Địch thật sự là to gan lớn mật,
liền các ngươi thiếu tông chủ đều nên giết, hắn tự cho là thiên phú ngang dọc thì không coi ai ra gì, nguyên hồn huynh đệ, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Quân Thánh Tiêu hai mắt bên trong quang mang lạnh lẽo. Nói thật, hắn rất tình nguyện xảy ra chuyện như vậy, hắn chả sợ Khôn Nguyên Tông không tận lực đâu, hiện tại, gãi đúng chỗ ngứa. Lý Vô Địch còn có thủ đoạn gì nữa, làm cho hắn lớn mật như thế? Nguyên hồn đã xuất quân xông vào Vạn Sơn kết giới, liền đế hoang long mạch đều không có Vạn Sơn kết giới, hắn chả không có nhìn ở trong mắt. Cũng có thể là phô trương thanh thế, Quân Thánh Tiêu nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nguyên hồn muốn cẩn thận đều không có cách, bởi vì Khôn Nguyên Tông thủ hạ đã vào tới trước mặt của hắn, cùng Thánh Thiên Phủ đại quân kề vai sát cánh. Dạng này lửa giận ngút trời, chính hắn đều kéo không trở lại. Cái này Vạn Sơn kết giới quá phế đi, bọn họ đế hoang long mạch đâu. Không còn ra, không ra 10 hơi thời gian, liền có thể thôn diệt Đông Hoàng Tông. Nguyên hồn mi đầu thật sâu nhăn lại đến, càng như vậy con, hắn càng là cảm giác không thích hợp. Đủ loại dấu hiệu đến xem, Lý Thiên Mệnh vừa rồi làm hết thảy, đều là cố ý kích thích phẫn nộ của bọn hắn. Giờ phút này, nguyên hồn cùng Quân Thánh Tiêu, cơ hồ xông ra Vạn Sơn kết giới, trực tiếp đối mặt 33 thần phong. 330.000 đại quân, toàn bộ bước vào Vạn Sơn kết giới, đem tất cả khu vực cơ hồ lấp đầy, kinh người là, trong kết giới một cái Đông Hoàng vệ đều không có, chỉ là điểm này kết giới linh tai, căn bản ngăn cản không được bọn hắn. Quân Thánh Tiêu cùng nguyên hồn ngẩng đầu thời điểm, đều thấy được phía trước cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng trên thân, ngồi đấy một cái tóc máu nam tử, khóe miệng của hắn, khơi gợi lên nụ cười quỷ dị. Quân Thánh Tiêu, ấm áp nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên xem nhẹ chúng ta Lý Thị Thánh tộc nội tình. Nội tình thứ này, không phải là các ngươi Thánh Thiên Phủ những thứ này nhà giàu mới nổi, có thể hiểu được đồ vật. Nhưng, các ngươi có thể lựa chọn, quỳ xuống đất run rẩy. Đây là ý gì? Ngay một khắc này, đột nhiên, 33 thần phong phía trên tất cả màu sắc rực rỡ kết giới linh tuyến, bỗng nhiên nhuốm máu, lấy tốc độ khủng khiếp, biến thành màu máu, tựa như là mạch máu một dạng, lít nha lít nhít, số lượng tăng lên hơn gấp 10 lần, đem 33 thần phong tất cả mặt đất đều cho bày khắp. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như Đông Hoàng Tông trên mặt đất, bày khắp tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Chói mắt nhất biến hóa đến từ Thánh Sơn, Đông Hoàng trong Thánh Điện, tụ tập Đông Hoàng, Hắc Minh Tông cơ hồ tất cả thánh chi cảnh giới cường giả. Lý Vô Địch để bọn hắn ở chỗ này chờ chờ lệnh lệnh. Cục diện bây giờ, để Hoàng Phủ Phong Vân trong bọn họ tâm đều rất không chắc, nghe được vạn năm tiếng hô giết rung trời, rất nhiều tông lão đều sắc mặt u buồn. Đúng vào lúc này, bọn họ trước mắt 99 cái kết giới hạch bỗng nhiên nhuốm máu, tựa như là hồ nước trong veo bên trong, bỗng nhiên ném vào màu đỏ thuốc nhuộm một dạng, huyết sắc trong nháy mắt lan tràn. Ngay sau đó, kết giới hạch bắt đầu chia hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng, một cái kết giới hạch phân hóa thành 16 cái, tương đương với kết giới hạch số lượng, tăng lên 16 lần. Cái này khiến tại chỗ mỗi một cái thánh chi cảnh giới cường giả, đều có thể thực sự lên một cái huyết sắc kết giới hạch. Đây là cái gì biến hóa? Thánh chi cảnh giới các cường giả đầu tiên là chấn động vô cùng, bất quá, bọn họ kiến thức rộng rãi, tại hai mặt nhìn nhau, chần chờ một chút về sau. Mỗi người hai mắt, cơ hồ đều bạo phát ra vô cùng lực lượng. Rất hiển nhiên, đây chính là Lý Vô Địch át chủ bài. Tuy nhiên người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ vẫn là ngay đầu tiên, leo lên kết giới hạch, sau đó cống hiến lực lượng của mình, thao túng hoàn toàn mới kết giới. Cùng lúc đó, kết giới linh tuyến cũng bắt đầu hấp thu tất cả Đông Hoàng, Hắc Minh đệ tử thú nguyên lực lượng. Những cái kia huyết sắc kết giới linh tuyến, quấn quanh lấy mỗi một người đệ tử thân thể. Bao gồm hơn 40.000 Đông Hoàng vệ cùng tiếp cận 70.000 Hắc Minh quân. Lúc này, không có người bước vào chính diện chiến trường, tất cả mọi người tại vì cái này hoàn toàn mới huyết sắc kết giới phục vụ, đến mức ra đời uy lực khủng bố nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt, loại uy lực này ngay tại Vạn Sơn kết giới phạm vi bên trong, ầm vang bạo phát. 330.000 đại quân ngay tại sông về phía trước giết thời điểm, dưới chân bọn hắn đất đai bên trong, bỗng nhiên toát ra vô số huyết khí. Cái kia nồng đậm xương máu, phù vù phun ra, trong nháy mắt trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, đem cái kia Vạn Sơn kết giới, trực tiếp thay đổi thành một cái hoàn toàn mới kết giới. Đây là một cái Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc kết giới. Hắn mỗi ngày đều tại kết giới này chi bên trong tu luyện, mà lần này, hắn phạm vi làm lớn ra mấy chục lần, trực tiếp vây lại 33 thần phong. Huyết kiếp kết giới. Đáp án rốt cục công bố, Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm.
hắn nhớ đến Lý Vô Địch, để cho mình suy nghĩ qua huyết kiếp kết giới. Thế nhưng là, hắn vẫn không nghĩ tới, cái kia thủ hộ tổ địa huyết kiếp kết giới, vậy mà lại thay thế Vạn Sơn kết giới, xuất hiện ở đây. Lý Khinh Ngữ đã từng nói, huyết kiếp kết giới là Đông Hoàng cảnh đệ nhất kết giới. Mà lại, nó vẫn là tự mình vận chuyển tự nguyên kết giới, hoàn toàn không cần thôi động. Mà bây giờ, cái này khắp nơi trên đất kết giới linh tuyến cùng chợt tăng 16 lần kết giới hạch đều đang nói rõ, huyết kiếp kết giới cũng không phải là thuần tự nguyên kết giới. Trong khi hấp thu chúng sinh chi lực thời điểm, cũng có thể xuất hiện ở đây, bảo hộ toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch, Lý Vô Địch trong miệng, nội tình, đến cùng là cái gì? Ngay một khắc này, Lý Vô Địch dồi dào, chính khí thanh âm, cũng tại cái kia kinh khủng huyết kiếp kết giới bên trong vang lên. Quân Thánh Tiêu, Nguyên Hồn, hiện tại đã biết rõ sao? Huyết kiếp kết giới, là Đông Hoàng cảnh từ trước tới nay, uy lực lớn nhất kết giới, vạn năm qua, không người dám bước vào trong đó, không người có thể đi vào ta Lý Thị tổ địa. Nhưng là, người cho chúng ta Lý Thị Thánh tộc tổ tiên, có lo lắng như vậy bị đào mộ sao? Đối bọn hắn tới nói, Đông Hoàng Tông vạn năm truyền thừa, đệ tử sinh mệnh, không so với chính mình mồ mả tổ tiên có trọng yếu không? Bọn họ tạo ra được Đông Hoàng cảnh đệ nhất kết giới, không lấy ra thủ hộ con cháu vạn năm truyền thừa, lấy ra phòng ngừa trộm mộ, làm sao có thể a? Nói cho cùng, hay là bởi vì các ngươi, căn bản cũng không hiểu rõ chúng ta tổ tiên anh linh, có cỡ nào bá lực, hạng gì khí khái. Ánh mắt của bọn hắn cùng khí phách, há lại ngươi đám tiểu bối, có khả năng lĩnh ngộ. Hiện tại, lão tử nói cho các ngươi biết, đây con mẹ nó chính là chúng ta Đông Hoàng Tông nội tình. Các ngươi muốn san bằng ta tông môn, đoạn tuyệt chúng ta vạn năm truyền thừa. Vậy chúng ta Đông Hoàng Tông, liền để các ngươi ở đây, chết không có chỗ chôn, lấy các ngươi chi huyết, hiến tế huyết kiếp kết giới. Giờ khắc này, trên tông môn dưới, lệ nóng doanh tròng. Rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, tại Đông Hoàng Tông hủy diệt thời khắc, những cái kia chết đi Lý Thị Thánh tộc tổ tiên anh linh, liền giống như là đoán trước con cái đời sau, sẽ có xuống dốc một ngày. Sau đó, bọn họ chuẩn bị sớm, sáng tạo ra cái này huyết kiếp kết giới, làm Đông Hoàng Tông kéo dài truyền thừa trung cực binh khí. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Lý Vô Địch còn thật sẽ không lấy ra. Dù sao, cái đồ chơi này sau khi ra ngoài, sẽ không còn có người dám can đảm bước vào huyết kiếp kết giới, cái kia còn thế nào trọng thương Thánh Thiên Phủ. Làm huyết kiếp kết giới uy lực bạo phát thời điểm, căn bản cũng không cần Đông Hoàng vệ đi vào chém giết, tất cả mọi người chỉ cần lấy tự thân lực lượng, đi mở ra huyết kiếp kết giới, không phải tự nguyên cái kia một bộ phận là có thể. Mà Lý Thiên Mệnh, cũng là một thành viên trong đó. Đông Hoàng, Hắc Minh hai tông tất cả huynh đệ tỉ muội đem lực lượng của các ngươi, tụ hợp vào đến huyết kiếp kết giới bên trong. Vâng, tuyệt địa phản kích thời khắc, đến. Rầm rầm rầm, nồng đậm xương máu, vô hạn lăn lộn, nuốt sống 330.000 đại quân. Huyết kiếp kết giới muốn chu sát mục tiêu thực sự quá nhiều, đối đơn người mà nói, hắn lực sát thương khẳng định không đạt được mạnh mẽ xông tới tổ địa chu sát, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Cái kia nồng đậm trong xương máu, từng đạo huyết sắc gió hỏa thủy thổ điện chờ một chút linh tai gào thét, hóa thành vô số côn bằng nghiền ép trùng sát, chỗ đến, máu tươi vẩy ra. Một khi xuất hiện vết thương, xương máu hội tụ trong đó, bất kể là ai, lập tức bên trong huyết kiếp độc, thất khiếu chảy máu mà chết. Càng đáng sợ chính là, huyết kiếp kết giới tự mang huyết vụ đầy trời, ở trong đó mất phương hướng chỗ có phương hướng, huyết vụ này mê loạn vượt qua Vạn Sơn kết giới hơn gấp 10 lần. Cái này giống như là một đầu huyết sắc cự thú, trực tiếp đem cái này 330.000 đại quân, trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó, tùy tiện ngược sát. Trong lúc nhất thời, quả thật như Lý Vô Địch nói, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thậm chí, cho dù là thi thể, đều không cách nào hoàn hảo bảo tồn, bởi vì mặc kệ là cộng sinh thú vẫn là ngự thú sư, đều sẽ bị huyết kiếp kết giới hấp thu thành thây khô, hắn toàn thân huyết khí, phản mà trở thành huyết kiếp kết giới lực sát thương. Huyết kiếp kết giới, chỉ cần giết người, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có vô số đến từ Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông tuyệt vọng kêu thảm, nghe người tê cả da đầu. Rầm rầm rầm, huyết sắc linh tai như sang sông Chi Long, không thể tính toán, mà lại hoàn toàn không nhìn thấy tầm mắt, chỉ có thể nghe được kêu thảm, nhìn đến người bên cạnh sẽ kết giới hấp thu thành thây khô, đây mới là đáng sợ nhất hoảng sợ. Huyết kiếp kết giới, chính là chúng ta tổ tiên. Đối ý đồ đoạn tuyệt Đông Hoàng Tông truyền thừa, đồ diệt con cháu trừng phạt nghiêm khắc nhất,
rất công bình, như không xâm lấn, sẽ không phải chết. Giết người trước đó, liền phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Hôm nay, Thánh Thiên Phủ lần nữa run rẩy, mà lại, run càng thêm thê thảm. Trong xương máu, quân Thánh Tiêu cùng Nguyên Hồn sắc mặt, xem ra đã giống như là gan heo, một cái so một cái khó coi. Cái kia quân Thánh Tiêu cổ họng ngòn ngọt, đoán chừng lại được phun máu. Rút quân, rút quân. Hai chữ này tuy nhiên khuất nhục, nhưng là lựa chọn duy nhất, hô lên hai chữ này, thanh âm đều phải mang theo giọng nghẹn ngào. Kỳ thật không dùng bọn họ nói, Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ, sớm liền bắt đầu chạy trốn rồi. Bọn họ liền địch nhân đều không nhìn thấy, còn có thể đánh như thế nào. Sau đó, Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ, chỉ có thể thê thảm mà chạy, cùng gặp quỷ giống như thê thảm rời đi. Rất nhiều người đều tê cả da đầu, lạnh cả người, thậm chí tại chạy trốn quá trình té lăn trên đất, bị chính mình người cộng sinh thú tươi sống giết chết. Qua! Chạy, chạy mau! Thánh Thiên Phủ xong đời, Đông Hoàng Tông thắng. Thê thảm không khí, tràn ngập tại đỉnh đầu của mỗi người phía trên. Nhìn đến đại hoạch toàn thắng hy vọng, toàn thể Đông Hoàng, Hắc Minh hai đại tông môn người càng thêm ra sức, tất cả mọi người cùng một chỗ cống hiến tất cả lực lượng, tăng cường huyết kiếp kết giới uy lực. Nghĩa phụ, huyết kiếp kết giới hôm nay có thể giết sạch Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ sao? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trong xương máu kêu thảm kinh thiên, nhịn không được hỏi. Làm sao có thể, người khi bọn hắn là cải trắng đậu hũ a? Huyết kiếp kết giới tuy nhiên lợi hại, nhưng kết giới phạm vi cũng không tính lớn, đối phương 330.000 đại quân cơ hồ lấp đầy, phân tán rất nhiều lực sát thương. Nhiều người, tìm tới xuất khẩu cũng dễ dàng, chúng ta chỉ có thể tận khả năng giết càng nhiều, nhưng muốn chu diệt mà nói không có khả năng. Dù sao tổ tiên đều đã chết đi, hiện tại là hậu nhân trưởng khống huyết kiếp kết giới. Lý Vô Địch giải thích nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, nếu như chỉ dựa vào một cái kết giới là có thể đem đối phương 330.000 người cho giết sạch, vậy cũng thật là đáng sợ, quả thực đã vượt ra lẽ thường. Chúng ta mục đích hôm nay, là trọng thương Thánh Thiên Phủ cùng Khôn Nguyên Tông, để bọn hắn liên thủ muốn tấn công Nam Thiên Tông cũng khó khăn. Lý Vô Địch nói, hôm nay như thế ngược Khôn Nguyên Tông, không sợ bọn họ trả thù sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, xem bọn hắn có dám hay không, bọn họ dám tới nơi này, cũng là muốn kiếm tiện nghi, không cho bọn hắn điểm hạ mã uy, còn cho là chúng ta Đông Hoàng cảnh dễ khi dễ. Còn nữa, chớ nhìn bọn họ Khôn Nguyên cảnh đại nhất thống, nội bộ cũng có không ít đấu tranh, mà lại Khôn Nguyên cảnh nội còn có không ít tiềm tàng địch thủ, chính chờ lấy bọn họ Khôn Nguyên tông hao tổn thực lực đây. Đối với loại này tham lam người, biện pháp duy nhất cũng là đánh dụng hắn răng, để chính hắn xám xịt lăn, muốn là đối bọn hắn yếu thế, bọn họ liền sẽ làm trầm trọng thêm, đạo lý này ngươi có thể hiểu. Lý Vô Địch híp mắt nói, đây chính là hắn hôm nay để Lý Thiên Mệnh giết Nguyên Sấm, dẫn dụ Khôn Nguyên Tông không muốn sống xông vào huyết kiếp kết giới nguyên nhân. Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn đồng ý Lý Vô Địch cách nhìn, trên thế giới này được một tấc lại muốn tiến một thước rất nhiều người, bọn họ căn bản sẽ không đình chỉ tham lam, trừ phi ngay từ đầu thì đánh nổ hàm răng của bọn hắn. Vì giữ vững vạn năm cơ nghiệp, các vị tổ tiên nhìn xa trông rộng, khiến người khâm phục. Làm vì hậu nhân, chúng ta càng phải tuân theo tổ tiên ý chí, giữ vững Đông Hoàng Tông cơ nghiệp, không để bọn hắn thất vọng. Lý Vô Địch ánh mắt sâu xa, nhìn về phía huyết kiếp kết giới, nói thật, hốc mắt của hắn bên trong, tựa hồ có chút nhiệt lệ. Như thế tính tình thật người, rốt cục không phụ tổ tiên hy vọng, muốn đến hắn cần phải không thẹn lương tâm. Nghĩa phụ, người cùng ta Dương Thúc đều là đối với ta ảnh hưởng rất sâu người, Dương Thúc dạy ta kiếm giả công chính, đại đạo không giới hạn. Lấy chính đạo phá vạn đạo, mà ngươi dạy ta hào hùng can đảm, vô độc bất trưởng phu, khoái ý ân cửu, thống khoái cả đời. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Dương Thúc vị nào? Lý Vô Địch hỏi. Mẹ ta bằng hữu, Chu Tước Quốc Thiên Phủ phủ chủ. Ha ha, đó là ngươi thân. Lý Vô Địch nói đến đây, vội vàng im miệng, hắn nói thầm trong lòng, đó không phải là lão tử ngươi Lý Mộ Dương sao? Nghĩa phụ. Đi, cùng đi xem Thánh Thiên Phủ. Khôn Nguyên Tông tổn thất như thế nào? Lý Vô Địch đem hắn kéo đến thượng cổ huyết ngục côn bằng trên thân, vỗ cánh vừa bay, bước vào huyết kiếp kết giới. Bên trong xương máu đầy trời, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ tình hình chiến đấu, lần này Thánh Thiên Phủ tuyệt đối lại bị thương nặng. Đến mức Khôn Nguyên Tông, bọn họ tiến đến nhiều người như vậy, đâu chỉ bị đánh rất hàm răng, đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều bị bọn họ đập nát. Bảo ngươi Khôn Nguyên Tông ham ta Đông Hoàng cảnh cương vực,
sớm muộn toàn bộ cho lão tử phun ra, bảo ngươi quân thánh tiêu bán đất cầu vinh, thánh thiên phủ mấy ngàn năm cơ nghiệp, đều muốn hủy trong tay ngươi. Lý Vô Địch đã thoải mái. Bọn họ căn bản cũng không cần đối Khôn Nguyên Tông khách khí, bởi vì, lạc hậu cùng mềm yếu sẽ chỉ bị đánh. Không có người sẽ đồng tình người yếu, đối mặt khiêu khích cùng xâm lấn, chỉ có một cái biện pháp. Đâm chết bọn họ. Thượng cổ huyết ngục côn bằng hướng ra huyết kiếp kết giới, ở chỗ này có thể nhìn đến rất lớn một bộ phận thánh thiên vệ, Khôn Nguyên vệ vẫn là trốn chui ra, tuy nhiên trên cơ bản có tổn thương, nhưng từng cái sắc mặt trắng bệch, đã sớm bị sợ vỡ mật. Huyết kiếp kết giới phạm vi vẫn là tiểu, bằng không, tối thiểu giết hắn 200 ngàn. Lý Vô Địch khó chịu nói. Phạm vi nhỏ mà nhân số nhiều, trốn tới biện pháp thì nhiều một ít. Nhưng bọn họ cũng đều biết, tổ tiên có thể làm được loại trình độ này, đã là cực hạn. Thánh thiên vệ chí ít chết 60 ngàn, Khôn Nguyên vệ cũng có 50 ngàn. Mà chúng ta không có thương tổn đến một binh một tốt. Đúng là mẹ nó thoải mái, lão tử hiện tại có chút chờ mong. Quân thánh tiêu cùng nguyên hồn lại là biểu tình gì? Nghĩ đến đây, Lý Vô Địch lại sướng rồi.